Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 521. Diệp Thần tâm nghĩ đến, tiếp tục phủ cầm. Sự kiên nhẫn của hắn là có hạn, nếu như Thủy Chung đợi không được Mộ Thanh Âm, hắn quyết định dùng chính mình thủ đoạn, cưỡng ép bước vào Thanh Lam di tích bên trong đi. Dù sao, hắn nắm giữ lấy Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, song xà tinh tòa không gian áo nghĩa chở rất nhiều thủ đoạn, nếu quả như thật không để ý đại giới, cưỡng ép đột phá, không ai có thể ngăn được hắn. Diệp Thần một mực đánh đàn, bắn đến hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về Tây, hoàng hôn phát sáng bao phủ toàn bộ huyết thiên khu, cũng vì máu thác trời vải rát lên một tầng thiển thiển kim quang. Ngắm nhìn bốn phía, Diệp Thần thấy còn không người đến, trong lòng có chút ủ rũ, liền chuẩn bị thu hồi cổ cầm. Cong! Đúng lúc này, một hồi tiếng đàn, từ phương xa truyền đến. Cỗ này tiếng đàn, gấp rút như mưa, ứng hòa lấy Diệp Thần cầm khúc. Sau đó, phương xa truyền đến tiếng đàn, chuyển thành nhu hòa, như nước chảy róc rách, ngọc bội lành lạnh. Là ai tại ứng hòa ta? Chẳng lẽ là vị thánh nữ kia Mộ Thanh Âm? Diệp Thần nghe được phương xa tiếng đàn, lập tức tinh thần đại chấn, dây đàn một nhóm, cầm khúc ý cảnh hóa thành núi cao. Phương xa tiếng đàn, thì là nước chảy. Cao sơn lưu thủy tương hòa, theo hoàng hôn đến đêm tối, giữa thiên địa quanh quẩn một cỗ tươi mát diệu vận, có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất lưu động, đằng dao nhảy múa, long phượng trình tường, hào quang dâng lên, ánh trăng hóa vân hải. Diệp Thần tâm bên trong mừng rỡ, từ đối phương tiếng đàn đến xem, đối phương ôm lấy thiện ý. Ta phải đi qua nhìn một chút vị kia người đánh đàn. Diệp Thần tâm niệm cố định, lập tức thu hồi cửu tiêu hoàn bội cầm, đứng dậy, khóa chặt cái kia tiếng đàn vị trí, bước chân đạp mạnh, thi triển xong xà tròm sao không gian áo nghĩa, trực tiếp đột nhiên phá hư không, xuyên qua mà qua, buông xuống đến tiếng đàn đầu nguồn. Cái kia tiếng đàn đầu nguồn, cũng tại huyết thiên khu bên trong, tại vô cùng chỗ sâu vắng vẻ địa phương, có rất nhiều mê trận vần quanh, người ngoài khó mà nhìn rõ. Diệp Thần mắt sáng như đuốc, những cái kia mê trận tự nhiên ngăn không được hắn, hắn tới đến tiếng đàn đầu nguồn về sau, ngắm nhìn bốn phía, liền thấy chung quanh hung rừng rậm vải, khóm bụi gai sinh, trước mắt là một tòa hiểm trở dốc đứng vách núi, mà tại trên vách núi, lại là có một cái to lớn hang động cửa vào. Cái này hang động cửa vào, như màn hoang cự thú ngụm lớn, để cho người ta thấy mà sợ, nhưng lại có một luồng nhu hòa như nước chảy tiếng đàn, từ nơi này hiểm ác trong động quật truyền ra, chính là mới vừa rồi cùng Diệp Thần ứng hòa tiếng đàn. Tựa hồ là cảm thấy được Diệp Thần đến, cái kia tiếng đàn lập tức ngừng, chung quanh lập tức lâm vào tĩnh lặng một mảnh. Diệp Thần đứng tại hang động bên ngoài, lấy lại bình tĩnh, lãng thanh hỏi, xin hỏi là Thanh Lam quốc thánh nữ, Tinh Hằng chi thạch lắng nghe người, Mộ gia đại tiểu thư Mộ Thanh Âm cô nương sao? Hắn có việc cầu người, vì vậy ngôn từ 10 điểm khách khí. Trong động quật là một hồi bền bỉ yên lặng, sau đó mới có một đạo thanh lãnh thanh âm chậm rãi truyền ra. Thánh nữ không dám nhận, đang là tiểu nữ tử, luân hồi chi chủ, nghĩ không ra ngươi còn tinh thông cầm khúc chi đạo. Diệp Thần nói, hiểu sơ một ít, nhưng cô nương chê cười. Mộ Thanh Âm dừng một chút, nói ta không giỏi ngôn từ, đã có mấy trăm năm thời gian, chưa từng gặp qua người, cũng không biết nói cái gì cho phải, ta biết ngươi muốn đi Thanh Lam di tích, nhưng ta không xác định có thể không thể giúp được ngươi. Diệp Thần nghe trong giọng nói của nàng, cũng không có kháng cự đề phòng chi ý, trong lòng vui vẻ, nói, cô nương, ta có thể vào không? Mộ Thanh Âm lại dừng một chút, nói, ngươi vào đi. Đạt được Mộ Thanh Âm đồng ý, Diệp Thần bước chân vút qua, phi thân tiến vào trong động quật. Hang động 10 điểm u ám, chỉ ở trên vách động nhuộm mấy ngọn đèn thanh đăng, toàn bộ hang động tựa như cổ mộ, một mảnh tĩnh mịch yên tĩnh. Mà lại trong động quật, lối rẽ rất nhiều, mỗi một đầu lối rẽ, lại thông hướng mặt khác hang núi, tầng tầng khảm bộ, đơn giản là như mê cung. Cũng may Diệp Thần phúc trí tâm linh, đã sớm khóa chặt Mộ Thanh Âm khí tức, cũng không có đi nhầm đường, rất nhanh liền đi vào hang động chỗ sâu. Nơi này có một cái tự nhiên lũ lụt đầm, chiếu rọi theo mái vòm lỗ hổng bắn xuống tới ánh trăng, một thiếu nữ, ngồi ngay ngắn ở trong đầm nước trên một tảng đá, trước người trưng bày một thanh cổ cầm. Thiếu nữ tướng mạo thanh tuyệt, làn da sáng long lanh trắng nõn, giữ lại một đầu đến eo tóc đen, như là thác nước, tựa hồ là hàng năm ẩn cư tại trong động quật, không thấy ánh mặt trời, cho nên làn da trắng ngần đến có chút quá mức, gần như tái nhợt, toàn thân lại tựa như bao phủ một tầng khinh yên sương mù, xuất trần tuyệt thế, như không ăn khói lửa.
chính là Mộ Thanh Âm. Mộ cô nương. Diệp Thần chắp tay thi lễ một cái. Mộ Thanh Âm mỉm cười, thanh âm như khí chất thanh lãnh, nói, luân hồi chi chủ, người tốt. Trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất danh cầm, cửu tiêu hoàn bội cầm, là tại trên tay ngươi sao? Diệp Thần nói, đúng. Ra. Mộ Thanh Âm suy nghĩ một lát, nói, có thể cho ta mượn xem một chút. Diệp Thần nói, dĩ nhiên có khả năng. Hắn liền lấy ra cửu tiêu hoàn bội cầm, bước chân vút qua, lăng ba đạp nước, đi vào trong đầm nước tảng đá xanh bên trên, đem đàn giao cho Mộ Thanh Âm. Mộ Thanh Âm lễ phép tiếp nhận, ánh mắt chuyển động, có phần yêu thích không nỡ rời tay vuốt ve cửu tiêu hoàn bội cầm, lại nhẹ nhàng kích thích dây đàn, nghe cái kia chảy xuôi mà ra thanh thúy tiếng đàn, mặt nàng xương ý mừng, khen, hảo cầm. Diệp Thần cười nói, cô nương như là ưa thích, ta có thể cho ngươi mượn một thời gian. Nghe vậy, Mộ Thanh Âm lộ ra vẻ vui mừng, nói cái kia thật sự là quá tốt, đa tạ. Dừng một chút, nàng lại có chút chần chờ nói, luân hồi chi chủ, người thật nghĩ đi Thanh Lam di tích. Diệp Thần gật đầu nói, đúng vậy, còn mời cô nương tạo thuận lợi. Mộ Thanh Âm đạo, người chắc chắn chứ, người có biết Thanh Lam di tích hung hiểm. Diệp Thần nói, mặc kệ nhiều hung hiểm, ta đều muốn đi vào đụng tìm cơ duyên. Mộ Thanh Âm yên lặng một thoáng, chậm rãi vung lên ống tay áo, lộ ra hạo bạch như xương cánh tay, chỉ thấy cánh tay nàng bên trên có lấy một vệt đen, tại da thịt trắng noãn làm nổi bật dưới, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Luân hồi chi thực chủ, người khả năng còn không biết, Thanh Lam di tích cũng không phải là hoàn toàn tĩnh mịch, mà là có rất nhiều thế lực tồn tại. Năm đó Thanh Lam quốc, hao phí lớn lao tâm huyết, triệu hoán tinh hằng chi thạch buông xuống thời điểm, tinh không phía trên, cũng có những vật khác rớt xuống. Diệp Thần tâm bẩn không hiểu thiết chặt, nói, đồ vật gì? Mộ Thanh Âm đạo, là thanh đồng thần thụ một đoạn nhánh cây, truyền thuyết tinh không phía trên có ngũ đại thần thụ, thanh đồng thần thụ chính là thứ nhất, cái kia thanh đồng thần thụ rớt xuống nhánh cây, liền đi rơi xuống Thanh Lam di tích, cũng vì Thanh Lam di tích mang đến trật tự. Diệp Thần nghe Mộ Thanh Âm, mơ hồ cũng nhìn thấy một màn thiên cơ, thấy một đoạn thanh đồng nhánh cây, rơi xuống đến Thanh Lam di tích bị hắc ám bao phủ trên mặt đất. Cũng trưởng thành là một gốc thông thiên thánh thụ. Thánh thụ trấn thủ tại Thanh Lam di tích trung ương, thành lập được bước đầu trật tự, cũng sinh sôi xuất sinh linh. Nhưng bởi vì thánh thụ đến từ bến bờ vũ trụ, cho nên sinh sôi ra sinh linh, cũng tất cả đều là tinh không phía trên chủng tộc, có thật nhiều không thể diễn tả tồn tại, trong đó có Diệp Thần quen thuộc Hỗn Độn Thiên Ma. Mộ Thanh Âm nói tiếp, trật tự thành lập, nhưng Thanh Lam di tích sinh sôi xuất sinh linh, nhưng những sinh linh kia đối với người ngoài cực kỳ căm hận, bọn hắn một lòng chỉ nghĩ phi thăng đi bến bờ vũ trụ, cự tuyệt hết thảy trao đổi. Ta từng nếm thử cùng một cái gọi rách nát thần điện thế lực câu thông, bọn hắn là tinh không thần tộc, là rực rỡ thần thánh hóa thân, nhưng bọn hắn cảm nhận được ta câu thông ý niệm về sau, lập tức bộc phát ra sát khí, hóa thân thành Hỗn Độn Thiên Ma, đem ta trọng thương. Nàng nhìn trên cánh tay mình hắc tuyến, một hồi đắng chát chờ đầu này hắc tuyến, lan tràn đến lồng ngực của ta. Ta liền muốn triệt để biến thành Hỗn Độn Thiên Ma, đây là rách nát thần điện đối ta trừng phạt, bọn hắn đối với người ngoài mang theo trời sinh khinh bỉ cùng cừu hận. Ta vì trì hoãn hỗn độn ma khí ăn mòn, vì vậy lựa chọn tị thế ẩn cư, tại tinh hằng chi thạch che chở cho, miễn cưỡng cũng có thể kéo dài hơi tàn. Diệp Thần nhìn xem Mộ Thanh Âm trên cánh tay hắc tuyến, cũng rất có điểm nhìn thấy mà giật mình, nói có khả năng cho ta nhìn một chút không? Mộ Thanh Âm do dự một chút, ừ một tiếng. Đưa cánh tay đưa tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần nhẹ nắm lấy nàng nhỏ bé yếu đuối tay, tịnh chỉ sờ lên cái kia hắc tuyến, chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ thâm hậu ma khí, chất chứa ở trong đó, đã xâm nhập lòng của nàng phổi cốt tủy, khó mà chỉ tận gốc. Thật dày đặc ma khí, kia cái gì rách nát thần điện, thật sự là hung ác a. Diệp Thần nói. Mộ Thanh Âm khổ sở nói, đúng vậy a, bọn hắn cự tuyệt cùng người ngoài trao đổi. Một lòng chỉ nghĩ phi thăng bến bờ vũ trụ, bọn hắn sợ hãi kẻ ngoại lai khí tức, sẽ nhiễu loạn Thanh Lam di tích địa mạch, cho nên cảnh giác cực nặng. Nghe đến đó, Diệp Thần cũng là cười khổ, Thanh Lam di tích bên trong người, sợ hãi căm hận người ngoài, mà Thanh Lam quốc người, cũng sợ hãi di tích bên trong sát khí, sẽ đảo cuồn cuộn ăn mòn tới, hai bên lẫn nhau đề phòng, tựa hồ là một cái tử cục. Mộ Thanh Âm đạo, luân hồi chi chủ, người nếu là bước vào Thanh Lam di tích. Vậy ngươi phải đối mặt, không chỉ là bên trong tầng tầng lớp lớp hắc ám hung thú, còn có thế lực khắp nơi cừu hận nhằm vào.
Ngoại trừ rách nát bên ngoài thần điện, Thanh Lam di tích bên trong còn có tam đại thế lực, phân biệt là Thanh Lam tổ giáo, Thánh Thụ Chi Môn, Phục Ma Thâm Cốc, mỗi một cái thế lực đều 10 điểm hung hoành, nếu là phát hiện người ngoài, bọn hắn sẽ không chút do dự động thủ. Diệp Thần nghe Mộ Thanh Âm nghiêm trọng nói, cũng thật sâu cảm nhận được uy hiếp, nhưng cùng lúc, hắn cũng rõ ràng cảm giác được, Thanh Lam di tích nguy hiểm sau lưng, cũng ẩn giấu đi đại cơ duyên, rất có thể khiến cho hắn giải quyết hết khí thiên tỏa dây xích làm phức tạp. Mộ cô nương, bất kể như thế nào, ta đều muốn đi Thanh Lam di tích một chuyến, còn mời ngươi giúp đỡ chút, ta vô cùng cảm kích. Diệp Thần nói, chờ ta ra tới, ta có thể giúp ngươi giải quyết hết hỗn độn thiên ma sát khí ăn mòn. Mộ Thanh Âm đôi mắt đẹp hơi sáng, nói, ồ, luân hồi chi chủ, ngươi có biện pháp giải quyết cánh tay ta bên trên hắc tuyến. Này ma khí đã xâm nhập tâm ta phổi, sợ là đời này đều không giải quyết được. Diệp Thần cười nói, không sao, ta có thủ đoạn, nhưng khả năng sẽ mang đến cho ta to lớn tiêu hao, mà lại hao tổn lúc dài đằng đẵng, cho nên hiện tại còn không tiện thay cô nương trị liệu, chờ ta theo Thanh Lam di tích ra tới rồi nói sau. Dừng một chút, Diệp Thần lại vạch phá ngón tay của mình, đưa tới Mộ Thanh Âm trước mặt, nói, hiện ở đây, cô nương trước tiên có thể hấp thụ ta một điểm luân hồi máu, giảm bớt triệu chứng. Mộ Thanh Âm nhìn xem Diệp Thần ngón tay, gương mặt đỏ lên, hơi có chút co quắp, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, buông xuống cẩn thận, kéo ra đàn khẩu, nhẹ nhàng ngậm lấy Diệp Thần ngón tay, cùng sử dụng đầu lưỡi liếm láp lấy phía trên máu tươi. Luân hồi máu vào cổ họng, Mộ Thanh Âm nhẹ nhàng phát ra một đạo để cho người ta miên man bất định thấp giọng, chỉ cảm thấy toàn thân có chút như nhũn ra, nàng ma khí ăn mòn triệu chứng, lập tức đạt được giảm bớt, trên cánh tay hắc tuyến làm giảm bớt một chút. Diệp Thần thu hồi ngón tay, nói, như thế nào? Mộ Thanh Âm gương mặt đỏ lên, nói, luân hồi chi chủ, ta tốt hơn nhiều, nhưng có thể hay không giúp ngươi đi Thanh Lam di tích, ta còn không xác định, cần hướng tinh hằng chi thạch cầu nguyện. Diệp Thần con ngươi híp lại, nói, tinh hằng chi thạch ở đâu? Hắn ngắm nhìn bốn phía, lại không có gặp tinh hằng chi thạch tung tích. Mộ Thanh Âm đạo, tinh hằng chi thạch ngay ở chỗ này, tại huyễn tưởng không gian bên trong. Nói xong, nàng hai tay khép lại, trên mặt mang theo thành kính, thấp giọng ngâm sướng cầu nguyện lấy cái gì. Ong ong ong. Theo Mộ Thanh Âm cầu nguyện, chung quanh hư không một hồi chấn động cùng vặn vẹo, giấu ở trong tưởng tượng cảnh tượng hiện lên ra tới. Diệp Thần thấy được một cái hắc ám vòng xoáy chi môn, mà cái kia vòng xoáy chi môn, đang bị một cục đá to lớn ngăn chặn. Khối cự thạch này, vô cùng trầm trọng, tinh quang lượn lờ, phía trên bao trùm lấy từng tầng một phù văn, nhìn kỹ lại, những phù văn đó, thế mà cùng luân hồi tương quan. Nói đúng ra, là cùng luân hồi mệnh tinh tương quan. Cái kia phù văn, ngoặc đúng là thần giáp mệnh tinh phù văn. Đây là... Diệp Thần thấy tinh hằng chi thạch bên trên phù văn, lập tức chấn động. Mộ Thanh Âm đạo, luân hồi chi chủ, này tinh hằng chi thạch. Nghe nói là thần giáp mệnh tinh một mảnh vụn biến thành, nhưng bởi vì thần giáp mệnh tinh chậm chạp không có thức tỉnh xuất thế, tinh hằng chi thạch không được kỳ chủ, cho nên liền đã đản sinh ra bản thân ý thức, cũng tu luyện thành thần linh, xưng là thạch thần. Thạch thần bảo hộ lấy ta Mộ gia, cũng trấn thủ lấy toàn bộ Thanh Lam quốc trật tự, người muốn vào Thanh Lam di tích, trừ phi thạch thần nhường đường cho ngươi. Hiện lên ở Diệp Thần trước mắt hắc ám vòng xoáy chi môn, chính là trực tiếp thông hướng Thanh Lam di tích lối vào. Nhưng cái này cửa vào, bị tinh hằng chi thạch một mực ngăn chặn. Cho nên Mộ Thanh Âm mới nói, Diệp Thần muốn đi Thanh Lam di tích, trừ phi tinh hằng chi thạch nhường đường. Ngươi có thể câu thông thạch thần? Diệp Thần hỏi. Mộ Thanh Âm đôi mắt mang theo một chút thành kính, ngắm nhìn tinh hằng chi thạch, nói ta đang ở cầu nguyện, nhưng còn không có đạt được đáp lại. Khối này tinh hằng chi thạch, đã tu luyện thành thần linh, liền là thạch thần, có thể mang cho Mộ ra đủ loại bảo hộ. Tỷ như trước đó Mộ Thanh Âm muội muội Mộ Y Y bị Chu Thiên Trạch vây khốn thời điểm, liền là mượn tinh hằng chi thạch lực lượng, chế tạo một tòa tảng đá thành lũy, an thân phòng ngự. Bởi vì tinh hằng chi thạch là luân hồi thần giáp mệnh tinh một mảnh vụn biến thành, vì vậy mang theo thần giáp mệnh tinh lực lượng, lực phòng ngự 10 điểm cường hãn. Mà chân chính thần giáp mệnh tinh, một khi thức tỉnh, luân hồi thần giáp ra thân, vậy thì thật là vạn pháp bất xâm, chư tà không vào. Có thể chống đỡ cản thế gian hết thảy công sát, vô cùng lợi hại. Diệp Thần đối cái kia thần giáp mệnh tinh, tự nhiên cũng là hướng tới cực kỳ. Hắn thấy Mộ Thanh Âm cầu nguyện câu thông,
nhưng tinh hằng chi thạch không có chuyển ra đáp lại, dứt khoát chính mình tiến lên trước một bước, nói ta đến thử xem. Ngay sau đó, Diệp Thần tầm mắt nhìn chăm chú tinh hằng chi thạch, tinh thần phóng thích mà ra, nếm thử cùng tinh hằng chi thạch thành lập câu thông. Tiếp theo sát, oanh một tiếng, Diệp Thần tinh thần, nhận lấy đả kích cường liệt, hắn cảm nhận được không gian chung quanh một hồi vặn vẹo, sau đó hắn tinh thần, liền bị đẩy vào trong một cái thế giới xa lạ đi. Cái thế giới xa lạ này, là một mảnh kim quang khắp nơi trên đất, mênh mông vô tận thiên quốc thánh thổ, lại có thể là luân hồi thiên quốc cương thổ, thật nhiều luân hồi tín đồ, thần dân, tại đây vùng trời quốc thánh thổ bên trên, an cư lạc nghiệp, vừa múa vừa hát, một mảnh ăn mừng dương dương. Nơi này là luân hồi thiên quốc, tại sao lại như thế lạ lắm? Diệp Thần ngẩn ngơ, mặc dù hoàn cảnh chung quanh là luân hồi thiên quốc, nhưng hắn cũng không có cảm thấy có cái gì quen thuộc khí tượng, phản mà phi thường lạ lắm. Này không là chính hắn thành lập thiên quốc, là tinh không phía trên huyễn tưởng thiên quốc. Chỉ một thoáng, Diệp Thần dùng mình, biết đây là thời đại viễn cổ, chư thần huyễn nghĩ sáng tạo ra thiên quốc, ký thác chư thần đủ loại mỹ hảo nguyện vọng. Tại đây cái huyễn tưởng luân hồi thiên quốc phía trên, có luân hồi thất tinh thiểm nhấp nháy, phun tỏa hào quang, vô cùng hùng vĩ. Phảng phất là nháy mắt, lại phảng phất vượt qua vô tận kỷ nguyên, Diệp Thần thấy vừa mới vẫn là thiên đường luân hồi thiên quốc, lâm vào tĩnh lặng, chúng sinh gương mặt buồn tang, bởi vì cái này thiên quốc không có đẳng cấp khác biệt, người người vĩnh sinh hưởng lạc, không có dục vọng, lâm vào một đoàn nước đọng cảnh giới. Hư vô tâm ma bắt đầu lan tràn, tâm ma theo hư vô chuyển biến thành chân thực hắc ám ma sát, quỷ dị ô uế ma khí bắt đầu ở thiên quốc lan tràn, rất nhanh toàn bộ luân hồi thiên quốc, liền sa đọa thành hắc ám địa ngục, tất cả mọi người hóa thân thành quái vật. Oanh, oanh, oanh. Trên bầu trời luân hồi thất tinh, từng khỏa rơi xuống, ma sát không khí phát ra thanh âm, tựa như là tận thế ai ca. Diệp Thần choáng váng. Đây là tinh không sa đọa, bị ngạn hắc hóa, thiên quốc thành khư cổ lão hình ảnh, đại biểu cho luân hồi trật tự sụp đổ, giờ phút này nặng hiện tại hắn trước mắt. Luân hồi trong thất tinh, thần giáp mệnh tinh là cuối cùng rơi xuống, bởi vì viên này mệnh tinh, lực phòng ngự cường hãn nhất, vạn tà bất xâm. Nhưng cho dù là thần giáp mệnh tinh, tại bến bờ vũ trụ bóng tối vô cùng vô tận bao phủ dưới, cuối cùng cũng là rơi xuống, có rất nhiều mảnh vỡ kích bắn ra. Một mảnh vụn rơi xuống đến Diệp Thần trước mặt, nói là mảnh vỡ, trên thực tế là một khối nham thạch to lớn, chính là tinh hằng chi thạch. Răng rắc, tinh hằng chi thạch nứt ra, vô tận tinh hy từ trong đó nở rộ, sau đó một tôn uy mãnh cao lớn thạch đầu nhân, liền chậm rãi đi ra. Thạch đầu nhân tầm mắt, ngắm nhìn Diệp Thần, mặc dù là trên cao nhìn xuống, nhưng ánh mắt lại là mang theo một tia thương xót, dùng thanh âm thê lương nói, luân hồi chi chủ, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Diệp Thần tâm bên trong một trận rung động, nói, ngươi chính là Thạch Thần. Thạch đầu nhân nói, đúng vậy, ta nghĩ không ra ngươi tu luyện được chậm như vậy, cho tới hôm nay còn không có thức tỉnh thần giáp mệnh tinh. Diệp Thần nói, hổ thẹn. Thạch đầu nhân nói, bất quá cũng không trách ngươi được, chèn ép đoạn người giết ngươi nhiều lắm. Diệp Thần yên lặng. Thạch đầu nhân cũng trầm mặc một hồi, hỏi, ngươi muốn đi Thanh Lam di tích? Diệp Thần gật đầu nói, đúng thế. Thạch đầu nhân trầm giọng nói, ta khuyên ngươi đừng đi chịu chết, ngươi này một đường đi tới không dễ dàng. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể thức tỉnh thần giáp mệnh tinh, có luân hồi thần giáp che chở lời, cái kia coi như Thanh Lam di tích lại hung hiểm, cũng không đả thương được ngươi, nhưng ngươi còn không có thắp sáng thần giáp mệnh tinh, không có đầy đủ bảo hộ, bước vào Thanh Lam di tích, chỉ có một con đường chết. Diệp Thần nói, không sao, coi như không có thần giáp mệnh tinh, ta cũng có thủ đoạn khác phòng thân. Thạch Thần, thỉnh ngươi nhường đường. Thạch Thần lại trầm mặc, đột nhiên thở dài một tiếng nói, sản sinh ra linh trí thật sự là chuyện thống khổ, nếu như ta một mực là một khối ngoan thạch, liền sẽ không có nhiều như vậy lo lắng. Luân hồi cửu thế đều chết, ta là biết đến, nhưng khoảng cách ta rất xa xôi, cũng không liên quan gì đến ta, ngươi là thứ 10 thế, nếu như chết ở trước mặt ta, ta không thể thừa nhận này loại trùng kích, thế tất yếu điên cuồng. Ngươi suy nghĩ một chút. Luân hồi bởi vì ta mà hiện chết, này nhân quả, nên lớn đến mức nào? Hắn cũng không muốn cho đi, bởi vì thả Diệp Thần đi vào, một khi Diệp Thần chết tại Thanh Lam di tích bên trong, cái kia hết thảy tội nghiệt nhân quả, đều muốn tính tới trên đầu của hắn, hắn không thể thừa nhận này loại trùng kích cùng áp lực. Diệp Thần nói, Thạch Thần, ta cho dù chết, cũng không trách ngươi, mời ngươi cho đi.
Thạch thần đột nhiên nói, giết ta đi. Diệp thần khẽ giật mình, cái gì? Thạch thần đạo, sản sinh ra linh trí, cũng tu luyện thành thần linh, đối ta khối này ngoan thạch tới nói, thật sự là lại thống khổ bất quá sự tình. Luân hồi chi chủ, giết chết ta đi, Ngô, nói đúng ra, hẳn là gạt bỏ linh trí của ta, để cho ta trở về nguyên thủy ngoan thạch trạng thái, ta có khả năng dung nhập trong cơ thể của ngươi, giúp ngươi sơ bộ thắp sáng thần giáp mệnh tinh. Hắn bản thân liền là thần giáp mệnh tinh một mảnh vụn, nếu như dung nhập diệp thần trong cơ thể, sẽ có thể giúp diệp thần thức tỉnh mệnh tinh. Có luân hồi thần giáp thủ hộ, mặc kệ thanh lam di tích đến cỡ nào nguy hiểm, diệp thần cũng không sợ. Diệp thần một hồi chấn động, không nghĩ tới thạch thần thế mà sẽ muốn chết. Thức tỉnh thần giáp mệnh tinh, đối diệp thần tới nói, có thể nói là vô cùng hấp dẫn cực lớn. Nhưng, hắn cũng biết, tinh hằng chi thạch là thanh lam quốc trấn thủ chi thạch. Một khi hắn lấy đi, thanh lam quốc liền sẽ sụp đổ, ngàn vạn người có thể muốn bởi vì hắn mà chết. Diệp thần không muốn tiêm nhiễm máu nghiệt, nhân tiện nói, thạch thần, ta không giết ngươi, mời ngươi cho đi. Thạch thần thấy diệp thần trong veo đôi mắt bên trong, mang theo kiên quyết chi ý, đích thật là không muốn gạt bỏ hắn, nhưng hắn cũng sợ diệp thần chết tại thanh lam di tích bên trong, dạng này hắn sai lầm quá lớn. Trầm tư một hồi, thạch thần đạo, luân hồi chi chủ. Muốn ta cho đi cũng được, nhưng ngươi muốn cho phép ta đi theo. Diệp thần sững sờ, ngươi muốn đi theo ta. Thạch thần đạo, đúng vậy, thanh lam di tích quá nguy hiểm, ngươi nếu là tiến vào, hơn phân nửa muốn chết ở bên trong. Ngươi hết lần này tới lần khác không tin ta, ta đây cũng chỉ đành đi theo ngươi. Dạng này, tại ngươi đụng phải sinh tử tuyệt cảnh thời điểm, ta có khả năng hy sinh chính mình, giúp ngươi chạy trốn ra ngoài. Hắn cũng không để ý sinh tử của mình, thậm chí, sinh mệnh với hắn mà nói, là một loại thống khổ, dù sao hắn ban đầu chẳng qua là một khối ngoan thạch thôi. Đối một khối đá tới nói, tư tưởng là một loại gánh vác. Diệp thần có chút ngạc nhiên, tại suy nghĩ một hồi về sau, hắn gật đầu, có khả năng, vậy ngươi liền theo ta ngược lại muốn xem, này thanh lam di tích, có phải thật vậy hay không nguy hiểm như vậy? Thạch thần mừng rỡ. Nói, vậy thì tốt quá, chúng ta lên đường đi. Diệp thần lại hỏi, thạch thần, người muốn là theo chân ta đi, thanh lam quốc có thể hay không sụp đổ? Thạch thần đạo, không có việc gì, coi như không có ta thủ hộ, thanh lam quốc trật tự pháp tắc, ít nhất cũng có thể chống đỡ một tháng. Diệp thần nói, vậy thì tốt. Một tháng thời gian, hoàn toàn đầy đủ. Thạch thần đạo, người chuẩn bị một chút, ta lập tức dẫn người đi thanh lam di tích. Hắn tiếng nói vừa ra, Diệp thần trước mắt không gian, liền một hồi vặn vẹo. Diệp thần tinh thần, rút ra tới, một lần nữa trở lại hiện thực, liền đứng tại mộ thanh âm bên cạnh, trước mặt hai người là cái kia hắc ám vòng xoáy chi môn, đang bị tinh hằng chi thạch chặn lấy. Luân hồi chi chủ, người vẻ mặt có vẻ giống như có chút kỳ quái. Người nghe được thạch thần thanh âm sao? Mộ thanh âm tò mò nhìn Diệp thần, vừa mới Diệp thần cùng thạch thần giao lưu tinh thần. Nàng cũng không hiểu biết. Oanh long long. Diệp thần vẫn chưa trả lời, chặn lấy hắc ám vòng xoáy chi môn tinh hằng chi thạch, liền phát ra một hồi tiếng động, chậm rãi rời, lộ ra hắc ám thâm thúy cửa lớn cửa vào. Sau đó, cái kia tinh hằng chi thạch, không ngừng thu nhỏ, hóa thành một khối nho nhỏ màu đồng tảng đá, bay xuống Diệp thần trong lòng bàn tay, cũng cùng hắn hòa làm một thể. À, đây là có chuyện gì? Mộ thanh âm thấy thế, bỗng cảm giác kỳ lạ. Diệp thần cười nói, mộ cô nương, ta đã cùng thạch thần lấy được câu thông, hắn muốn đi theo ta đi thanh lam di tích một chuyến, chờ ta trở lại về sau, ta sẽ thay ngươi giải quyết hỗn độn thiên ma khí ăn mòn làm phức tạp. Mộ thanh âm cực kỳ giật mình, nói, thạch thần muốn đi theo ngươi sao? Cái kia thanh lam quốc pháp tắc trật tự. Nàng chỉ lo lắng thạch thần vừa đi, thanh lam quốc liền lập tức sụp đổ. Diệp thần nói, không có việc gì, chúng ta sẽ mau chóng trở về. Dừng một chút, Diệp thần tầm mắt nhìn về phía cái kia hắc ám vòng xoáy chi môn, việc này không nên chậm trễ, ta phải xuất phát, mộ cô nương, cáo từ. Dứt lời, Diệp thần từ biệt mộ thanh âm, lách mình tiến vào hắc ám vòng xoáy trong cánh cửa đi, trực tiếp rời đi. Luân hồi chi chủ. Mộ thanh âm kinh ngạc, nhìn thấy Diệp thần thật mang theo tinh hằng chi thạch đi, nàng trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, lại nhìn một chút Diệp thần vừa mới cấp cho nàng cửu tiêu hoàn bội cầm. Rất có điểm thất vọng mất mát. Oanh long long. Tại Diệp thần mang đi tinh hằng chi thạch về sau,
Mộ Thanh Âm nghe đến bầu trời bên ngoài, truyền đến lôi đỉnh gió lốc nổ vang. Nàng bất an trong lòng, càng nồng đậm, đi ra hang động xem xét, chỉ thấy toàn bộ Thanh Lam quốc bầu trời, một vùng tăm tối gió lốc, sấm chớp bừa bãi tàn phá nhảy lên, mưa sa mưa như chút nước mà xuống, tai gió bừa bãi tàn phá. Diệp Thần mang đi tinh hằng chi thạch, mặc dù không có nhường Thanh Lam quốc trật tự, lập tức sụp đổ, nhưng mất đi tinh hằng chi thạch thủ hộ, Thanh Lam quốc bên trong, còn là sử chỗ xuất hiện tai họa dị tượng, đây là lớn không rõ dấu hiệu. Cỗ này tai họa thiên tượng, làm cho Thanh Lam quốc cảnh nội, lòng người bàng hoàng, thiên cơ bắt phía dưới, người người đều cảm giác được, tinh hằng chi thạch đã không còn nữa. Ao ao ao, mưa sa đánh thẳng vào huyết thiên khu, nhưng Mộ Thanh Âm cũng là cảm giác sâu sắc lo lắng. Siêu siêu siêu, gió lốc lôi trong mưa, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh, từ phương xa cấp tốc bay vụt tới, rất nhanh liền xuất hiện tại Mộ Thanh Âm trên đỉnh đầu, chính là Chu gia gia chủ Chu Chính, còn có rất nhiều Chu gia cao tầng trưởng lão cường giả. Bọn hắn tầm mắt xâm nghiêm mà sắc bén, ở trên cao nhìn xuống quan sát Mộ Thanh Âm. Thánh nữ đại nhân, thỉnh cho ta một lời giải thích. Chu Chính tiếng như chuông lớn, lớn tiếng quát hỏi. Mộ Thanh Âm thân thể run lên, ôm trong ngực cửu tiêu hoàn bội cầm, yên lặng không nói. Mưa to ướt đẫm tóc của nàng cùng quần áo, nhưng nàng xem ra 10 điểm chật vật. Người thủ hộ tinh hằng chi thạch đi nơi nào? Chu Chính tiếp tục ép hỏi, da mặt lay động. Tinh hằng chi thạch không có, cái kia Thanh Lam quốc, đem phải bị tai họa ngập đầu. Mộ Thanh Âm đạo, thạch thần đi theo luân hồi chi chủ rời đi, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về, Thanh Lam quốc không có việc gì. Chu Chính nói, rời đi, bọn hắn đi nơi nào? Mộ Thanh Âm yên lặng. Chu Chính sau lưng thần hy dâng lên, thần vương uy nghiêm nở rộ mà ra, quét ngang hư không giọt mưa, 10 điểm hùng vĩ, bọn hắn đi Thanh Lam di tích, đúng hay không? Mộ Thanh Âm vẫn là trầm mặc. Chu Chính thanh âm trở nên lãnh khốc, người thân là thánh nữ, liền không làm mảy may ngăn cản sao? Người có biết hay không Thanh Lam di tích nguy hiểm cỡ nào? Nếu là tinh hằng chi thạch thất lạc, luân hồi chi chủ lại chết ở bên trong, người có thể đảm nhận xứng đáng sai lầm. Mộ Thanh Âm hơi hơi phát run, không nói gì với nhau. Người tới, trước tiên đem thánh nữ đại nhân nhốt lại. Không có tinh hằng chi thạch thủ hộ, sử thần rất có thể muốn họa loạn, phải chú ý cẩn thận. Kỳ thật Chu Chính cũng biết, coi như mất đi tinh hằng chi thạch, Thanh Lam quốc trật tự cũng sẽ không như thế nhanh sụp đổ. Nhưng vấn đề là, Thanh Lam quốc bên trong, còn ẩn giấu đi một cái to lớn tai họa ngầm. Cái kia chính là, sử thần. Nếu có tinh hằng chi thạch uy áp trấn thủ, sử thần không dám quá cản rỡ, coi như họa loạn, cũng chỉ có thể nhằm vào Thanh Lam quốc bên trong bọn tiểu bối. Không có tinh hằng chi thạch, sử thần không cố kỵ nữa, rất có thể muốn ăn mòn cao tầng. Thậm chí, liền Chu Chính chính mình, đều lo lắng sẽ gặp phải sử thần mê hoặc. Hắn chỉ hy vọng, Diệp thần cùng thạch thần, có thể nhanh lên theo Thanh Lam di tích bên trong bình an trở về, bằng không mà nói, Thanh Lam quốc liền nguy hiểm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này Diệp thần, mang theo tinh hằng chi thạch, đã đi tới Thanh Lam di tích bên trong. Thanh Lam di tích cương thổ, so Thanh Lam quốc muốn bảng lớn, mênh mông vô tận. Đại địa là hắc ám màu nền, lưu chuyển lên sâu lắng sương mù, tiếng gió thổi vù vù, có thật nhiều sụp đổ thần trụ cùng thần miếu. Tối vi làm cho người ta chú mục, liền là đại địa phương xa, một gốc cao ngất cắm vào mây trời đại thụ. Đó là khó có thể tưởng tượng to lớn thánh thụ, cành lá cực đoan tùm, che khuất bầu trời. Cuồn cuộn bàng bạc sinh cơ, thậm chí liền tại phía xa ngoài ngàn vạn dặm Diệp thần, đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Đó là Thanh Lam Thánh Thụ, là Thanh Đồng Thần Thụ một đoạn nhánh cây biến thành, cũng là Thanh Lam di tích vĩ đại nhất tồn tại, là hết thảy trật tự cùng pháp tắc hạch tâm, là thai nghén vạn vật thánh linh. Diệp thần bên tai truyền đến thạch thần thanh âm, lúc này thạch thần liền ở trong cơ thể hắn, yên lặng thủ hộ lấy hắn. Thanh Đồng Thần Thụ là bến bờ vũ trụ ngũ đại thần thụ một trong. Hắn linh khí năng lượng là như thế dồi dào, cho dù là một đoạn nhánh cây, chỗ sinh sôi ra cây cối, liền có thể xưng thao thiên to lớn, có thể bảo hộ một phương thế giới, thậm chí có thể làm cho hắc ám tĩnh lặng thế giới, sản sinh ra hy vọng sinh cơ. Này mảnh Thanh Lam di tích, đã từng bị đà đế cổ thần xuất thế sát khí ô nhiễm, thi thủy cùng hôi thối đổ vật lan tràn đại địa,
dẫn đến vô số ma vật cùng quỷ quái hoành hành bừa bãi tàn phá, địa phương này trực tiếp biến thành hắc ám cấm khu. Nhưng Thanh Lam Thánh Thụ tồn tại, trực tiếp liền trong bóng đêm thành lập được trật tự, cũng sinh sôi ra sinh mệnh, tạo hóa ra vĩ đại kỳ tích. Đương nhiên, Thanh Lam di tích cương thổ 10 điểm cuồn cuộn, tại trật tự bên ngoài, y nguyên tràn ngập hắc ám hỗn loạn cùng quỷ dị, khắp nơi đều là nguy hiểm. Diệp Thần con mắt híp lại, nhìn xem phương xa Thanh Lam Thánh Thụ, nghĩ thầm, phá giải khí thiên tỏa then chốt, rất có thể là cái kia Thanh Lam Thánh Thụ. Như vậy hướng về, Diệp Thần cất bước tiến lên, hướng về kia Thanh Lam Thánh Thụ bay đi. Hắn phát hiện nơi này không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, đều cùng bên ngoài khác biệt, rất là đặc thù, hắn song xà tròm sao áo nghĩa, tại đây bên trong rất khó phát huy ra hiệu quả, nghĩ cấp tốc đến Thanh Lam Thánh Thụ, cũng là 10 điểm gian nan. Một đường tiến lên phía dưới, Diệp Thần thấy trên mặt đất tán lạc không ít sách vở. Hắn có chút hiếu kỳ, nhặt lên một quyển sách, vào tay xúc cảm trong nháy mắt, hắn lập tức liền biết, này sách là dùng da người chế thành. Tùy ý mở sách bản, Diệp Thần thấy được trang sách bên trong có một bức tranh họa, bức họa biểu hiện ra mỹ nhân tắm gội, thần kỳ hơn chính là, cái kia bức họa vẫn là động, mỹ nhân kia tắm gội lúc đưa lưng về phía Diệp Thần, khẽ hát, sau đó lại xoay người lại, đầy đặn tư thái hiện ra ở Diệp Thần trước mặt. A, tiểu tặc, dám nhìn lén ta tắm rửa. Bức họa bên trong mỹ nhân, nhìn thấy Diệp Thần tầm mắt, lập tức hét dầm lên, này thét lên là như thế mãnh liệt, làm cho miệng nàng đều hướng hai phía nứt ra, một mực nứt đến sau bên tai, sau đó theo trong miệng chảy ra dơ bẩn hôi thối đổ vật, mỹ lệ túi ra vặn vẹo ma hóa thành ác quỷ, gầm thét từ trong sách bò lên ra tới. Diệp Thần gặp qua rất nhiều quỷ dị, nhưng còn là lần đầu tiên thấy, thư họa bên trong tắm gội mỹ nhân. Lại có thể là sống, thậm chí còn hóa thân ác quỷ bò lên ra tới. Một màn này, nhường thường thấy sóng to gió lớn Diệp Thần, cũng là thấy 10 điểm ly kỳ, tê cả ra đầu. Tê, cái kia ác quỷ há mồm bắn ra một ngụm nọc độc, cũng may mà Diệp Thần phản ứng cấp tốc, lập tức nghiêng đầu né tránh. Ác quỷ thả người nhảy lên, nhào về phía Diệp Thần đầu. Diệp Thần vận chuyển thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, quán chú hai mắt liền bắn ra hai đạo xích mang. Xuy một tiếng, đem cái kia ác quỷ đốt thành kiếp hôi, trong tay ra người sách vở, cũng giống như hao hết hết thảy năng lượng, hóa thành cho tàn. Thấy hóa thành cho ác quỷ, Diệp Thần vừa nhìn về phía vô cùng minh mông Thanh Lam di tích thế giới, nhíu mày lẩm bẩm nói, nơi này thật đúng là quỷ dị. Thạch Thần cười nói, đây chỉ là cấp thấp nhất họa bì quỷ, đằng sau còn có càng hung mãnh tà ác tồn tại, người hết lần này tới lần khác không tin ta, nhất định phải tiến đến, ta đây cũng không có cách nào. Diệp Thần cau mày, đột nhiên thấy làn da lại có chút ngứa, cúi đầu xem xét, lại thấy cánh tay mình mơ hồ mọc ra tóc đỏ. Thạch Thần nhìn thấy một màn này, lại cười hắc hắc nói, người đã bị quỷ dị ăn mòn, tiêm nhiễm không rõ, chẳng mấy chốc sẽ mọc đầy tóc đỏ, toàn thân toát ra trăm ngàn con ngươi, cuối cùng bạo liệt mà chết. Thanh Lam di tích hung hiểm dị thường, quỷ dị nổi lên vô số kỷ nguyên, càng ngày càng hung mãnh, tại đây bên trong sinh hoạt chủng tộc, đều có Thanh Lam thánh thụ thủ hộ. Có thể đối kháng quỷ dị. Nhưng Diệp Thần một ngoại nhân, không có bất kỳ cái gì thủ hộ, quỷ dị không rõ ra thân, cái kia đem là vô cùng nguy hiểm. Quả nhiên tà môn. Diệp Thần thấy trên cánh tay tóc đỏ, không ngừng biến dài trở nên dày mật, thật có lan tràn toàn thân dấu hiệu, cũng là thật sâu thấy nơi này quỷ bí. May mắn Diệp Thần át chủ bài rất nhiều, cũng không sợ hãi, hiện tại khu động thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, hóa ra một thân thiên hỏa chiến bào, khoác lên người. Thiên hỏa chiến bào khoác thân, Diệp Thần trên người tóc đỏ, lập tức tiêu lui ra, hết thảy quỷ dị đều biến mất, vô pháp xâm lấn hắn một chút. Người này thiên hỏa mệnh tinh, chống đỡ được quỷ dị, nhưng chưa hẳn có thể ngăn cản những cái kia yêu hoàng chúa tể, trừ phi ngươi thức tỉnh thần giáp mệnh tinh. Như thế nào, nếu như cảm thấy nguy hiểm, ta có khả năng lập tức mang ngươi rời đi, nếu là đến muộn, liền không tiện thoát thân. Thạch Thần mong muốn khuyên can Diệp Thần rời đi. Khó được hiện tiến vào nơi này, sao có thể tay không trở về. Diệp Thần lắc đầu, cũng không hề rời đi ý tứ, hắn có thể cảm giác được, Thanh Lam di tích tầng tầng nguy hiểm sau lưng, cũng ẩn giấu đi cơ duyên to lớn. Nhưng chẳng biết tại sao, Diệp Thần tâm bên trong không hiểu thấy một chút lo lắng. Này cỗ cảm giác bất an, khiến cho hắn có chút không hiểu thấu, tại cẩn thận nghĩ đo một cái về sau, hắn lưng lông tơ liền bắt đầu dựng ngược lên. Là Sửu Thần. Diệp Thần bất an đầu nguồn, là Sửu Thần.
hắn ngưng thần bắt phía dưới, cũng không có tại thanh lam di tích bên trong, cảm thấy được sửu thần khí tức. Dựa theo sửu thần tính nết, hắn không có khả năng nhanh như vậy liền từ bỏ. Sửu thần không ở nơi này, cái kia tất nhiên là ẩn nấp tại thanh lam quốc bên trong. Nguy rồi, thạch thần, không có người thủ hộ, sửu thần rất có thể muốn họa loạn thanh lam quốc, người vẫn là mau trở về. Diệp thần vội vàng nói. Thạch thần cười cười, nói, vậy ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về. Diệp thần nói, ngươi về trước đi là được, bằng không thanh lam quốc rất có thể phải gặp tai. Thạch thần đạo, ngươi không đi, ta cũng không đi, tại ta mà nói, ngươi so thanh lam quốc quan trọng hơn. Diệp thần sầm mặt lại, trong lòng lóe lên muôn vàn suy nghĩ, cuối cùng thở dài, thôi, vậy chúng ta nhanh chóng giải quyết nơi đây nhân quả, lại hồi trở lại thanh lam quốc. Khó được đi vào thanh lam di tích. Diệp thần là không thể nào tay không trở về, một khi trở về, hắn rất có thể liền không thể lại tiến vào. Ngắm nhìn phương xa thanh lam thánh thụ, Diệp thần có dự cảm mãnh liệt, cái kia thanh lam thánh thụ, liền là giải quyết hắn khí thiên tỏa gông cùng xiềng xích nơi mấu chốt. Ngay sau đó, Diệp thần liền tăng thêm tốc độ, hướng về thanh lam thánh thụ bay vút đi. Nhưng thanh lam di tích pháp tắc quỷ dị, Diệp thần có đôi khi đi một khoảng cách, quanh đi quẩn lại không ngờ hồi trở lại đến điểm bắt đầu. Mà lại giữa thiên địa quỷ bí đồ vật, thực sự nhiều lắm, một mảnh lá khô, một khối đá, một hạt bụi nhỏ, đều có thể có cất giấu ma vật nhảy ra, hoặc là có hung thú theo vết nứt không gian bên trong thoát ra, tập kích Diệp thần. Tóm lại, Diệp thần khó khăn trắc trở rất nhiều, đang bay lượn cả ngày về sau, phương xa thanh lam thánh thụ, thoạt nhìn vẫn là vô cùng xa xôi, tựa hồ vĩnh viễn không thể chạm đến. Màn đêm buông xuống, đêm tối dưới thanh lam di tích thế giới. Càng là u ám cùng khủng bố, gió bên trong truyền đến quỷ dị khóc thét âm thanh, trên trời có ngôi sao đang nhấp nháy. Diệp thần ngẩng đầu nhìn kỹ, những lấp lánh đó ngôi sao, kỳ thật lại có thể là từng khỏa ánh mắt, phải lấy thảm đạm tơ máu, tràn ngập quái dị khí tức. Nơi này thật sự là khắp nơi đều là quỷ dị. Diệp thần thấp giọng thì thào, ngồi xếp bằng xuống, may mắn hắn có thiên hỏa chiến bảo hộ thể, cũng không nhận được cái gì xâm hại. Phương xa thanh lam thánh thụ. Tại đêm tối hạ lập lòe nhàn nhạt ánh xanh, là toàn bộ quỷ bí trong thế giới, duy nhất mang có sinh khí đổ vật. Diệp thần ngồi xếp bằng, vận chuyển luân hồi pháp, thiên hỏa linh khí vẩn quanh quanh thân, hắn dự định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tái xuất phát đi thanh lam thánh thụ. Luân hồi chi chủ, xem ra ngươi là khăng khăng muốn lưu lại. Tinh hằng chi thạch thạch thần trầm giọng hỏi, hôm nay hắn cùng Diệp thần, đã đụng phải rất nhiều quỷ dị. Nhưng trước mắt Diệp thần còn không có e ngại rời đi ý tứ. Ta nói, không thể tay không trở về. Diệp thần nói. Tinh hằng chi thạch thạch thần thở dài một cái, không nói gì thêm. Diệp thần cũng không nói gì thêm, yên lặng hô hấp điều tức. Đang điều tức thời khắc, hắn đột nhiên nghe được có một hồi thanh âm huyên náo, từ phương xa truyền đến. Diệp thần mơ hồ thấy một chút bất an, ngẩng đầu nhìn lên. Lại thấy phương xa đang có một nhánh đội xe, hướng về phương hướng của hắn chạy nhanh đến. Đội xe phía trước, treo từng chiếc đèn quỷ dị đèn, là đem người đầu gượng gạo, lại đem lửa đèn bỏ vào, lửa đèn hào quang theo đầu người trống rỗng hai mắt lộ ra, trong đêm tối lộ ra 10 điểm khiếp người. Kéo xe cũng không là ngựa, mà là từng con cự hạt nhện độc. Cự hạt nhện độc là một loại hình thể khổng lồ, hung ác mà sinh vật đáng sợ, có màu đen giáp xác. Phần lưng che kín cốt thứ cùng sắc bén gai độc, nhìn qua 10 điểm uy mãnh khủng bố, còn có 8 cái thật dài chân, mỗi cái chân trên ngọn đều có dài một tấc sắc bén lợi chảo, có thể dễ dàng cắt ra sắt thép. Trong đêm tối, mỗi một đầu cự hạt nhện độc, con mắt đều lập lòe hào quang màu xanh lục, khiến cho người không rét mà run, ngoài ra, chúng nó còn có một đôi to lớn kìm bọ cạp, sát khí xâm nghiêm, phần đuôi thì là do từng đoạn lẫn nhau kết nối cốt thứ tạo thành, có mang kịch độc. Này loại hình thể khổng lồ hung thú, bay nhanh chạy lại cơ hồ im ắng, chỉ phát ra nhẹ nhàng tiếng sột soạt tiếng. Xe người trong đội, khuôn mặt cùng nhân tộc không khác, nhưng nhìn kỹ lại, liền có thể thấy tại mi tâm của bọn họ, có cổ lão hoa văn, màu sắc không giống nhau, có người là màu đen, có người là màu lam, có người là màu cam, tựa hồ là một loại thân phận đẳng cấp tiêu chí. Thanh lam di tích địa thế bằng phẳng, Diệp thần không chỗ có thể trốn, hắn xa xa thấy được đội xe. Đội xe người, cũng xa xa thấy được hắn. Trong đêm tối, Diệp thần một thân thiên hỏa chiến bào, viêm mang vần quanh toàn thân, thoạt nhìn vô cùng anh vũ bất phàm,
vô cùng chói mắt. Chi kia đội xe thấy Diệp Thần về sau, tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc đề phòng vẻ mặt, khu động cự hạt nhện độc, vội vàng chạy tới. Người phiền toái, là phục ma thâm cốc người. Tinh hằng chi thạch thạch thần tựa hồ nhận ra đội xe lai lịch, phát ra trầm trọng cảnh cáo. Thanh Lam di tích có bốn thế lực lớn, phục ma thâm cốc chính là thứ nhất. Này bốn thế lực lớn, lẫn nhau ở giữa tồn tại tranh đấu, nhưng đối đãi người ngoài, bọn hắn đều tràn đầy khinh bỉ cùng căm hận. Bọn hắn là Thanh Lam thánh thụ sinh sôi ra chủng tộc, tự khoe là tinh không huyết mạch vĩ đại tồn tại, đối bọn hắn tới nói, không không thời không người, đều là kém các loại chủng tộc, bùn tồn tại, là không có thể tiếp xúc ô uế người. Tại Thanh Lam di tích bên trong, Diệp Thần người ngoài này, đơn giản liền cùng hải đăng chói mắt, khí tức hoàn toàn không cách nào che giấu. Chi chi chít. Rất nhanh, xe kia đội đoàn người, khí thế hung hăng chạy nhanh đến Diệp Thần bên người, từng con cự hạt nhện độc, phát ra bất an thanh âm, đem Diệp Thần vây quanh. Diệp Thần trên thân thiên hỏa mệnh tinh khí tức, làm cho hết thảy cự hạt nhện độc, đều là vô cùng e dè. Diệp Thần cũng là đề phòng, rút ra luân hồi thiên kiếm, thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, quán chú đến trong thân kiếm, nổ nổi lên một cỗ nóng rực hung mang. Đội xe này, ước chừng có hơn 20 người, ngoại trừ phu xe thoạt nhìn giống tầng dưới chót nô lệ, không có gì sức chiến đấu bên ngoài, những người khác đều là vô cùng dũng mãnh, khí tức xâm nghiêm, tại hắn trần trụi tại bên ngoài trên da, ấn có một đạo màu đen cự kình đồ đằng. Phục ma thâm cốc tu luyện hắc kình tròm sao thần thuật, luân hồi chi chủ, ngươi có thể phải cẩn thận, nhiều người như vậy vây quanh ngươi, ngươi hơn phân nửa là đánh không lại, tìm cơ hội chạy trốn đi. Tinh hằng chi thạch thạch thần trịnh trọng nói, hắn biết Diệp Thần thực lực không tầm thường, nhưng trước mắt đội xe này, đến từ phục ma thâm cốc, tinh thông hắc kình tròm sao thần thuật, mà lại nhiều người, thực sự khó đối phó. Hắc kình tròm sao? Diệp Thần bắt được một tia nguy hiểm. Thạch thần đạo, đúng vậy, hắc kình tròm sao, là tam thập tam thiên thần thuật một trong, cũng là bát đại tròm sao một trong. Tam thập tam thiên thần thuật bên trong, có một ít là thất truyền, trong đó có bốn môn thất truyền thần thuật, kỳ thật liền rơi xuống tại Thanh Lam di tích bên trong. Thanh Lam thánh thụ tại quỷ dị bên trong tạo hóa sinh linh, thành lập trật tự, này trật tự không phải lăng không tới, cũng cần không không lúc nào không chủ thế giới trợ lực. Trong đó có bốn môn thần thuật. Chính là cái này thế giới, trật tự pháp tắc nền tảng một bộ phận. Phục ma thâm cốc, Thanh Lam tổ giáo, thánh thụ chi môn, rách nát thần điện, các chấp trưởng lấy một môn thần thuật, đều khó đối phó. Kỳ thật hắn đã sớm khuyên can qua Diệp Thần, gọi Diệp Thần đừng tới. Bởi vì Thanh Lam di tích, thực sự quá nguy hiểm, ngoại trừ khắp nơi trên đất quỷ dị ma vật cùng hung thú bên ngoài, cái kia bốn thế lực lớn, đều chấp trưởng lấy một môn tam thập tam thiên thần thuật. Cũng không phải hời hợt thế hệ. Chỉ thấy trong đội xe, rất nhiều phục ma thâm cốc cường giả, dồn dập rút ra binh khí, cũng là đề phòng xâm nghiêm nhìn chằm chằm Diệp Thần, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có từng con cự hạt nhện độc phát ra thấp khàn giọng. Ngươi là luân hồi chi chủ. Trong đội xe ở giữa một cái trong xe, truyền ra một hồi thanh lãnh đạm mạc thanh âm cô gái. Sau đó, liền thấy một cái khí chất cao quý nữ tử, theo trong xe đi ra. Nữ tử thân mang một bộ thanh lịch cẩm y, tóc mai như mực, thanh lệ tuyệt tục, tuyết trắng khuôn mặt mơ hồ lộ ra một loại nhàn nhạt u buồn, buông xuống mặt mày phảng phất nắm cả người đều bao vây ở một tầng khí tức thần bí bên trong. Hai tròng mắt của nàng thâm thúy, hắc bạch phân minh, phảng phất giống như vũ trụ ở giữa cuồn cuộn tinh hà, khiến cho người vô hạn mơ màng. Tại mi tâm của nàng chỗ, có một đạo hồng sắc ấn ký. Thấy này đạo hồng sắc ấn ký, Diệp Thần đồng tử hơi co lại. Bởi vì những thứ khác người mi tâm ấn ký, đều là màu lam cùng màu cam. Mà nữ tử này, mi tâm của nàng ấn ký, lại là đỏ tươi màu sắc, toàn trường duy nhất. Thạch thần lặng lẽ hướng Diệp Thần truyền âm nói, khu di tích này thế giới, đẳng cấp trật tự xâm nghiêm, mỗi người mi tâm đều có một đạo ấn ký, là thân phận tượng trưng. Ấn ký có bốn loại màu sắc, đỏ, chanh, lam, đen, màu đỏ đại biểu tôn quý nhất cùng mạnh mẽ. Màu đen liền là tầng dưới chót nhất nô lệ. Diệp Thần nghe Thạch Thần, trong lòng bừng tỉnh, cái này cẩm y nữ tử mi tâm ấn ký là màu đỏ, thân phận kia khẳng định là cao quý nhất tồn tại. Ta hỏi ngươi, ngươi là luân hồi chi chủ sao? Cẩm y nữ tử thấy Diệp Thần không nói chuyện, lần nữa lạnh giọng hỏi, hai đầu lông mày lộ ra một vệt nhàn nhạt khinh miệt. Là ta, các ngươi là ai?
Diệp Thần biết tại Thanh Lam di tích bên trong, chính mình khó mà che giấu tung tích, cho nên rất thẳng thắn thừa nhận. Ha ha, nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh luân hồi chi chủ, thế mà sẽ buông xuống đến thánh thụ thế giới. Cẩm y nữ tử phát ra một hồi tiếng cười. Cái thế giới này, bên ngoài người xưng là Thanh Lam di tích, nhưng ở nơi này sinh tồn người, thì xưng là thánh thụ thế giới, bốn thế lực lớn đều cung phụng Thanh Lam thánh thụ. Tiểu thư, muốn giết hắn sao? Một cái phục ma thâm cốc cường giả, đằng đằng sát khí hỏi. Cái kia cẩm y nữ tử cười khoát khoát tay, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nói, không cần, luân hồi chi chủ cũng không phải người bình thường, so với giết hắn, các ngươi không cảm thấy, khiến cho hắn làm nô lệ càng tốt sao? Thanh Lam trong di tích người, kỳ thị kẻ ngoại lai, nếu như là bình thường người, nữ tử này, đã sớm muốn động sát thủ, bất quá Diệp Thần là luân hồi chi chủ, lại đưa tới hứng thú của nàng. Muốn cho ta làm nô lệ. Diệp Thần cười, giơ kiếm làm ngực, đôi mắt lướt qua một tia hàn mang. Cái kia cẩm y nữ tử cười nói, ta là phục ma thâm cốc thánh nữ Thái Chiêu Dung, cho ngươi một cái sống sót cơ hội, quỳ xuống dập đầu gọi ta một tiếng tiểu thư, làm nô lệ của ta, ta liền không giết ngươi. Ha ha, nếu như ngươi muốn phản kháng, tốt nhất vẫn là trước cân nhắc một chút chính mình thực lực. Thái Chiêu Dung tiếng nói vừa ra, chung quanh rất nhiều phục ma thâm cốc các cường giả, trong mắt sát khí bén nhọn, đều nhìn chằm chằm Diệp Thần, chỉ cần Thái Chiêu Dung ra lệnh một tiếng, bọn hắn lập tức liền muốn đem Diệp Thần loạn đao phân thây. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên lăng lệ, biết thế cục hung hiểm, chỉ có bắt Thái Chiêu Dung, mới có cơ hội thoát thân. Xuy! Diệp Thần đột ngột ra tay, trường kiếm mang theo một vệt thiên hỏa thần hy, chém thẳng hướng Thái Chiêu Dung. Một kiếm này hung mãnh dị thường, vừa mới còn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng Thái Chiêu Dung, khuôn mặt lập tức biến sắc. Diệp Thần mặt ngoài tu vi, nhìn như chỉ có thần đạo cảnh 5 tầng trời, nhưng một kiếm này chi bá đạo, lại đủ để cho nàng nghẹt thở. Tiểu thư cẩn thận! Đúng lúc này, một đạo quát khẽ tiếng nổ vang động. Thái Chiêu Dung còn không có động thủ, bên cạnh một trưởng lão, liền đột nhiên vung đao chảm ra, tốc độ cực nhanh, keng một tiếng, vững vàng ngăn trở Diệp Thần nhất kiếm. Đao kiếm giao phong, cọ sát ra đốm lửa tung tóe, mang theo thiên hỏa oai, khiến cho đến Thái Chiêu Dung cũng thấy khuôn mặt một hồi nóng lên, vội vàng lui lại. Diệp Thần nhất kích không có tay, trong lòng lập tức chìm xuống. Chung quanh hết thảy phục ma thâm cốc các cường giả, lập tức chửi mắng hô quát, liền muốn loạn đao hướng Diệp Thần chém tới. Thái Chiêu Dung quát, dừng tay. Chúng cường giả sửng sốt, ánh mắt dồn dập nhìn về phía nàng. Thái Chiêu Dung cười cười, nói, luân hồi chi chủ, ngươi cũng là có can đảm, còn muốn đánh lén ta. Đừng nói ta khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng Thái Dương trưởng lão, ngươi là có thể rời đi. Đánh không lại, ngươi liền chịu chết đi. Diệp Thần nhìn về phía vị kia Thái Dương trưởng lão, chỉ cảm thấy người sau khí tức uyên thâm, thực sự khó đối phó, vừa mới có thể như thế ổn tiếp được hắn nhất kiếm, đủ thấy hắn thực lực. Hắc hắc, vậy liền để cho ta tới lãnh giáo một chút luân hồi chi chủ cao chiêu. Thái Dương trưởng lão lạnh nở nụ cười âm u, mãnh liệt ra tay, trường đao chém về phía Diệp Thần. Chỉ nghe ông một tiếng, hắn thân đao chấn động dâng lên, toát ra vô tận thần hy. Ngay sau đó liền bộc phát ra một đầu màu đen cự kình hư ảnh, còn có sáng chói tinh quang trùng thiên. Đây là hắc kình tròm sao đại khí tượng. Hắc kình tròm sao, tam thập tam thiên thần thuật, bát đại tròm sao một trong, môn này thần thuật, vừa thi triển ra, to lớn hắc kình cướp phá trời cao, chấn áp càn khôn, uy thế vô cùng hung mãnh. Chỉ một thoáng, Diệp Thần cũng là thấy nghẹt thở, không dám có chút chủ quan, thiên hỏa mệnh tinh năng lượng vận chuyển. Muôn vàn nóng rực kiếm khí hội tụ thành nhất kiếm, như dung nham như thiên hà gào thét mà ra. Đại mộ thần hỏa kiếm. Đại mộ thần kiếm kiếm ý, cùng thiên hỏa mệnh tinh giao hòa, Diệp Thần một kiếm này như muốn tẫn diệt tinh không, phần thiên diệt địa, sát phạt cực kỳ hung mãnh. Tại hắn nóng rực kiếm khí chiếu rọi, cái kia màu đen cự kình hư ảnh, cũng bị chiếu lên một mảnh đỏ bừng. Hắc hắc, tiểu tử có chút môn đạo, nhưng cũng tiếc ngươi tu vi quá yếu. Thái Dương trưởng lão mặt không đổi sắc, đan điền linh khí nổ ra, một tòa tòa cự đỉnh tại hắn quanh người nổi trồi lên, rất nhiều thần quang cuồn cuộn nở rộ, vô cùng hừng hực. Hắn đúng là cửu đỉnh cảnh cường giả, cửu đỉnh cảnh là thượng vị thần, mạnh như vậy người đối Diệp Thần tới nói, là phi thường khó chiến thắng, trừ phi không để ý đại giới xuất động chỗ có át chủ bài. Thái Dương trưởng lão cửu đỉnh uy thế tỏa ra,
cái kia hắc kình trường minh một tiếng, trái lại áp chế Diệp Thần Thiên Hỏa khí tượng. Diệp Thần Thiên Hỏa đại mộ kiếm khí, cùng cái kia hắc kình hư ảnh trên không trung va chạm, bùng nổ ầm ầm nổ vang, lại là Diệp Thần bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Tu vi của hắn, cùng Thái Dương trưởng lão trung quy là chênh lệch quá xa, lần này giao phong lập tức rơi hạ phong. Thái Dương trưởng lão hắc hắc cười lạnh, lập tức vung đao hướng Diệp Thần cổ chém tới. Diệp Thần ánh mắt rét lạnh, liền chuẩn bị bùng nổ át chủ bài đối kháng, lại nghe tinh hằng chi thạch thạch thần đạo. Luân hồi chi chủ, mặc kệ đánh hay chạy, đại giới đều quá lớn, không bằng trước đầu hàng lại nói, yên lặng theo dõi kỷ biến, chờ đợi chuyển cơ. Đầu hàng. Diệp Thần nghe được thạch thần, 10 điểm ngoài ý muốn, trong chớp mắt này, cũng nhòm ngó đến tương lai một màn hình ảnh. Cái kia tương lai hình ảnh, hắn thành thái chiêu dung nô lệ, thế mà cùng nàng trần như nhộng, nến đỏ bất tỉnh la trướng, điên loan đảo phượng. Mà theo hai người giao hòa, Diệp Thần trên cánh tay trái khí thiên tỏa dây xích, cũng là có cởi ra dấu hiệu. Một màn này tương lai hình ảnh, nhưng Diệp Thần rất đỗi giật mình. Chẳng lẽ nói, chính mình phá vỡ khí thiên tỏa dây xích then chốt, ngay tại thái chiêu dung trên thân. Thậm chí, này phương pháp phá giải, còn như thế kiểu diễm. Trong lòng suy nghĩ ngàn chuyển, Thái Dương trưởng lão trường đao đã chém tới, Diệp Thần thi triển một chiêu bước liên tục thần thông né tránh, lại dùng một đạo liên thuẫn phòng thân, quyết đoán thật nhanh, cầm trong tay kiếm vứt trên mặt đất, lớn tiếng nói. Không cần lại đánh, ta đầu hàng là được. Nghe được Diệp Thần nói đầu hàng, Thái Dương trưởng lão lập tức ngây ngẩn cả người. Thái chiêu dung cùng phục ma thâm cốc đám người, cũng là ngạc nhiên. Thái Dương trưởng lão cười ha ha, nói, đường đường luân hồi chi chủ, uy chấn chư thiên tồn tại, ngươi lại muốn đầu hàng. Diệp Thần nhún vai, nói, rất đơn giản, ta không muốn chết. Thái chiêu dung 10 điểm ngoài ý muốn, đôi mắt đẹp hào quang chớp động, cười ha ha, nói. Luân hồi chi chủ, ngươi cũng là thức thời, nếu đầu hàng, ngươi chính là nguyện ý làm nô lệ của ta rồi. Diệp Thần nói, ta làm nô lệ, ngươi là phải cho ta cắm vào cái gì hồn ấn. Thái chiêu dung nói, đó là tự nhiên, ta lại ở ngươi mi tâm gieo xuống nô lệ ấn ký, tựa như bọn hắn như vậy. Nàng chỉ trong đội xe phu xe, mỗi một cái phu xe mi tâm, đều có một cái màu đen nô lệ ấn ký, đại biểu địa vị thấp nhất. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, ta luân hồi huyết mạch hết sức đặc thù, bất luận cái gì ấn ký đều trói buộc không được ta, ngươi không cần trắng phí tâm tư. Nhưng, ta có khả năng dùng đạo tâm phát thệ, chỉ cần ta còn tại Thanh Lam di tích bên trong, liền sẽ không tổn thương ngươi, cũng có thể gọi ngươi một tiếng tiểu thư. Thái Chiêu Dung cười ha ha một tiếng, nói, bất luận cái gì ấn ký đều trói buộc không được ngươi. Khẩu khí thật lớn. Diệp Thần giang tay ra, nói, không tin ngươi thử một chút. Thái Chiêu Dung hừ một tiếng, lập tức bấm tay bắn ra một đạo hắc mang, bắn về phía Diệp Thần mi tâm. Diệp Thần không có kháng cự, trực tiếp tiếp nhận. Hắc mang bắn tới hắn mi tâm, hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt mà quỷ dị nguyền rủa lực lượng, dâng trào mà vào, giống như muốn tại trong linh hồn hắn, lưu lại cái gì lạc ấn. Nhưng hắn luân hồi huyết mạch, thực sự quá cường hãn, tại thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh về sau, quả thực là chư tà không vào, vạn ma bất xâm. Thái chiêu dung phóng tới hắc mang, tiến vào Diệp Thần linh hồn, tựa như nê nghiêu nhập hải, không thể cho Diệp Thần mang đến tổn thương chút nào. A. Thái Chiêu Dung thấy Diệp Thần mi tâm, chưa từng xuất hiện mảy may biến hóa, không có nô lệ ấn ký hiển hóa ra ngoài, không khỏi lấy làm kinh hãi. Nàng cẩn thận cảm ứng cùng kêu gọi, nhưng vừa mới bắn đi ra nguyền rủa năng lượng, đã hoàn toàn biến mất. Ta đều nói rồi, vô dụng. Diệp Thần từ tốn nói. Thái Dương trưởng lão thấy thế, trong mắt lướt qua hung mang, nói tiểu thư, này luân hồi chi chủ rất tà môn, vẫn là nhanh chóng chu diệt hắn thì tốt hơn. Thái Chiêu Dung tầm mắt chuyển động, khoát khoát tay, nói, không, vẫn là lưu hắn một mạng, ta muốn hắn coi ta đỉnh. Ngô, nô lệ, luân hồi chi chủ, người lợi dụng đạo tâm phát thệ, thể tuyệt không phản bội ta. Diệp Thần cười nói, không có vấn đề. Ngay sau đó, hắn liền dùng đạo tâm phát thệ, nói không sẽ phản bội tổn thương Thái Chiêu Dung. Nghe được Diệp Thần thệ ngôn về sau, Thái Chiêu Dung cảm thấy hơi định, nhẹ gật đầu. Thái Dương trưởng lão nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Thần, có hoài nghi, sau đó trầm giọng nói, tiểu thư, không thể chủ quan, ta chỗ này có một đạo phong linh phù, có thể phong ấn đan điền linh khí, vẫn là trước hạn chế tiểu tử này linh khí,
miễn cho hắn họa loạn. Xuất ra một đạo màu xanh linh phù, giao cho Thái Chiêu Dung. Thái Chiêu Dung suy nghĩ một chút, gật gật đầu, thi triển ra phong linh phù, đánh về phía Diệp Thần. Diệp Thần cũng không kháng cự, thực cái kia phong linh phù hóa thành một đạo ánh sáng xanh, liền chui vào trong cơ thể hắn, tạo thành một tầng màu xanh vỏ trứng, bao lại đan điền của hắn, đưa hắn linh khí một mực phong tỏa. Này phong linh phù mang theo thanh lam thánh thụ thần lực, người bình thường khó mà tránh phá. Nhưng đối Diệp Thần tới nói, phong linh phù cũng không có cái gì hạn chế hiệu quả, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể dùng đột phá. Bất quá bây giờ muốn là giả vờ giả vịt thôi. Thái Chiêu Dung coi là Diệp Thần đã bị giam cầm, cảm thấy hài lòng, cười nói, tên ngươi gọi là Diệp Thần đúng hay không? Diệp Thần nói, đúng. Thái Chiêu Dung cười đùa nói, cái kia rất tốt, ta về sau liền gọi ngươi Tiểu Thần Tử. Tiểu Thần Tử, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta người, kêu một tiếng tiểu thư nghe một chút. Diệp Thần cũng là cảm thấy cô gái này có chút ngây thơ, nhưng vẫn là nói, đúng, tiểu thư. Hắn từ không muốn chịu làm kẻ dưới, nhưng khi cái này liên quan đầu, cũng chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến. Một tiếng này tiểu thư, nghe được Thái Chiêu Dung mở cờ trong bụng, dù sao đây chính là luân hồi chi chủ, nàng hết sức cao hứng, vẫy tay nói, tốt, tiểu thần tử, người đi theo ta đi. Liền muốn mang Diệp Thần hồi trong xe. Diệp Thần gật đầu, đi theo Thái Chiêu Dung đằng sau. Thái Dương trưởng lão trầm giọng kêu lên, tiểu thư. Thái Chiêu Dung quay đầu lại nói, làm sao vậy, Thái Dương trưởng lão. Thái Dương trưởng lão nói người muốn đi bên ngoài, việc này ta không đồng ý, người cũng thấy đấy, lần này cùng rách nát thần điện đàm phán, bọn hắn cũng không đồng ý. Chúng ta là tinh không phía trên cao quý thần tộc, sao có thể đi bên ngoài loại kia cấp thấp vị diện. Chỉ có bến bờ vũ trụ, mới là chúng ta chân chính nơi quy tụ. Nghe được Thái Dương trưởng lão lời này, Thái Chiêu Dung khuôn mặt vẻ mặt lạnh xuống. Diệp Thần nhìn một chút hai người, âm thầm lưu tâm, xem bộ dáng này, Phục Ma Thâm Cốc nội bộ, là tồn tại một chút tranh chấp. Thái Chiêu Dung nói, phi thăng bến bờ vũ trụ, nơi nào có dễ dàng như vậy. Nhiều như vậy cái kỷ nguyên đi qua, chúng ta thủy chung không thể thành công, chẳng thà hiện thực một chút, nhanh chóng di chuyển đi bên ngoài thì tốt hơn. Rách nát thần điện mặc dù không đồng ý, nhưng Thanh Lam Tổ giáo đã đồng ý, ta nghĩ rách nát thần điện về sau, cũng là sẽ tán đồng. Thái Dương trưởng lão trầm giọng nói, tiểu thư, người đây là tự cam đọa lạc. Thái Chiêu Dung cau mày nói, Thái Dương trưởng lão, lời này của ngươi liền nghiêm trọng nói. Dừng một chút, nàng có chút mất hết cả hứng mà nói, được rồi, chúng ta vẫn là về trước sơn môn lại nói, Thái Dương trưởng lão, người có lời gì, liền theo cha ta nói. Tiểu thần tử, người tới. Hướng Diệp Thần vẫy tay. Diệp Thần thấy Thái Dương trưởng lão không nói thêm gì nữa, thậm chí đôi mắt bên trong toát ra sát khí phong mang, trong lòng âm thầm đề phòng, đi theo Thái Chiêu Dung tiến vào thùng xe. Tiểu thư, Thái Dương trưởng lão trong mắt có sát khí. Tiến vào thùng xe về sau, Diệp Thần cùng Thái Chiêu Dung ngồi đối diện nhau, thấp giọng nói. Ai? Thái Chiêu Dung thở dài một hơi, nói ta nói muốn đi bên ngoài sinh hoạt. Hắn trong lòng khẳng định là không muốn. Ta kỳ thật cũng không quá muốn, cùng bên ngoài những cái kia thấp các loại chủng tộc sinh hoạt chung một chỗ, với ta mà nói, cũng là to lớn tra tấn. Diệp Thần nhướng mày, nói, người nếu chán ghét bên ngoài người, cần gì phải muốn đi ra ngoài. Thái Chiêu Dung nói, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, nơi này địa mạch năng lượng có hạn, chống đỡ không nổi thiên đế sinh ra, tu luyện tới thần vương liền là cực hạn. Cùng thiên đế so sánh, thần vương quá yếu, rất dễ dàng liền sẽ bị tuế nguyệt mài mòn cùng hắc ám ăn mòn, cuối cùng hóa thành xương khô. Chỉ có đi đến bên ngoài, mới có trở thành thiên đế khả năng. Cũng chỉ có chân chính đăng cơ xương đế, mới có thể nhìn thấy bến bờ vũ trụ huyền bí. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai Thái Chiêu Dung muốn đi bên ngoài, là vì đột phá địa mạch hạn chế, mộng muốn trở thành thiên đế. Mặc dù bây giờ nàng... khoảng cách thiên đế cảnh vô cùng xa xôi, nhưng ít ra có cái hy vọng. Nếu là kẹt ở Thanh Lam di tích, vậy liền một điểm hy vọng cũng không có, bởi vì thế giới này địa mạch, chống đỡ không nổi thiên đế sinh ra. Hai người đang khi nói chuyện, đội xe khởi động, hướng Phục Ma Thâm Cốc phi đi. Thùng xe trang trí phồn hoa, gấm vóc chăn đệm, đàn hương lượn lờ, hoàn cảnh vô cùng thoải mái, cũng không có cái gì sóc này. Tiểu thần tử,
người qua đây cho ta đấm bóp một chút. Thái Chiêu Dung hướng Diệp Thần vẫy tay. Diệp Thần nói, ngươi không phải chán ghét người ngoài sao? Thái Chiêu Dung lườm hắn một cái, nói, ngươi cùng bên ngoài những cái kia dân đen lại thế nào một dạng? Ngươi có thể là luân hồi chi chủ a, ở trên trời sao cũng là vĩ đại nhất đồ đằng. Dừng một chút, lại cười hắc hắc, bây giờ ngươi làm nô lệ của ta, ta xem như nhặt được bảo, mau tới đây đi. Diệp Thần một hồi nghẹn lời, liền đi qua cho Thái Chiêu Dung xoa bóp đấm lưng. Hai người thân cận tiếp xúc, Diệp Thần ngửi được trên người nàng truyền ra mùi thơm, lại thấy sảng khoái tinh thần, trên cánh tay trái khí thiên tỏa dây xích không cùng xiềng xích, tựa hồ cũng buông lỏng một chút. Chỉ nghe Thái Chiêu Dung tự mình nói ra, hôm nay ta muốn đi rách nát thần điện đàm phán, nghĩ cùng bọn hắn thương lượng di chuyển đi chuyện ngoại giới, đáng tiếc bọn hắn không có đồng ý, thậm chí giận dữ mắng mỏ nói ta tự cam đọa lạc, muốn đem ta giết, nếu như không phải ta đi được nhanh, thật muốn chết ở bên kia. Bây giờ toàn bộ thánh thụ thế giới, phân chia hai phái, ta phục ma thâm cốc cùng thanh lam tổ giáo, cố ý di chuyển đi bên ngoài, là thuộc về nhân gian phái. Đến mức rách nát thần điện, còn có thánh thụ chi môn, bọn hắn liền cự tuyệt di chuyển, vẫn là nghĩ đến trực tiếp phi thăng đi bến bờ vũ trụ, là thuộc về tinh không phái. Nhưng không thành thiên đế, lại làm sao có thể phi thăng đâu. Diệp Thần gật đầu nói, lời ấy có lý, nhưng, tiểu thư, các người phục ma thâm cốc nội bộ, tựa hồ ý kiến cũng không thống nhất ha. Thái Chiêu Dung có chút bất đắc dĩ nói, phần lớn người tán thành, cha ta cũng tán thành. Nhưng Thái Dương trưởng lão không nguyện ý. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, chúng ta muốn rời xa thánh thụ thế giới, cùng bên ngoài người sinh sống, liền là tự cam đọa lạc, nhất định sẽ ô nhiễm tinh không huyết mạch, biến thành hỗn độn thiên ma như vậy ghê tởm tồn tại. Diệp Thần yên lặng không nói, bởi vì vì nhân gian phái cùng tinh không phái phân tranh, là thánh thụ hạch tâm của thế giới lý niệm chi tranh, quyết định tương lai vận mệnh, tự nhiên không tới phiên hắn người ngoài này ngắt lời. Thái Chiêu Dung cũng không có hỏi Diệp Thần ý kiến, lấy ra hai quả trái cây, một quả chính mình đặt vào trong miệng ăn, một quả đưa cho Diệp Thần, cho ngươi, tiểu thần tử. Đây là... Diệp Thần nhìn xem Thái Chiêu Dung đưa tới trái cây, thánh quang lượn lờ, linh khí dồi dào, sương mù mờ mịt, vừa nhìn liền biết phẩm chất bất phàm, không khỏi âm thầm kỳ lạ. Thái Chiêu Dung nói, là thanh lam thánh thụ thánh quả, ta cũng không có mấy viên, cho ngươi một cái, ngươi trước ăn. Diệp Thần cũng là có phô chút ngoài ý muốn, nói thanh lam thánh quả. Thứ quý giá như thế, tiểu thư, ta không thể nhận. Thái Chiêu Dung có chút thâm ý nhìn thoáng qua Diệp Thần, cười nói, ngươi liền ăn đi, ngươi không chỉ là nô lệ của ta, vẫn là ta tương lai đỉnh lô đâu, ta có thể được thật tốt nuôi ngươi. Diệp Thần sững sờ, đỉnh lô, cái gì? Thái Chiêu Dung cười nói, ngươi thân có luân hồi huyết mạch, nếu là không đem ngươi tốt nhất thải bổ một phiên. Chẳng phải là phung phí của trời. Diệp Thần ngẩn ngơ, không nghĩ tới Thái Chiêu Dung nói chuyện ngay thẳng như vậy. Thái Chiêu Dung đôi mắt hiện ra một tia mị thái, cười nói yên tâm, ta cũng là nguyên âm chi thể, nói thải bổ cũng không quá chuẩn xác, hẳn là bổ sung, người ta song tu đại hoan hỷ thánh công, nghĩ đến có thể được thiên nhân hài hòa. Khục, Diệp Thần ho khan một tiếng, có chút xấu hổ, Thái Chiêu Dung ngay thẳng như vậy, thật đúng là khiến cho hắn cái này bên ngoài người. Có chút không thích ứng. Hắn cũng rốt cuộc biết, vừa mới nhìn thấy kiểu diễm tương lai hình ảnh, thật có khả năng sẽ phát sinh. Trong lòng suy nghĩ chuyển động, Diệp Thần răng rắc một tiếng, ăn hết Thái Chiêu Dung đưa tới thanh lam thánh quả. Cái này ngoan, chậm rãi dưỡng tốt thân thể, chờ ngươi thích ứng thánh thụ thế giới pháp tắc, chúng ta lại nếm thử tu luyện đại hoan hỷ thánh công. Thái Chiêu Dung rất hài lòng cười nói. Mà Diệp Thần ăn hết thanh lam thánh quả về sau. Liền thấy trong cơ thể có một cỗ dư thừa linh khí tan ra, cỗ này linh khí, thậm chí mang theo một tia tinh không phía trên vĩ đại năng lượng, khiến cho hắn trên cánh tay trái khí thiên tỏa dây xích, không cùng xiềng xích tiến một bước buông lỏng. Cảm thấy được xiềng xích buông lỏng, Diệp Thần tâm bên trong một hồi kinh hỉ, suy nghĩ. Chẳng lẽ phá giải khí thiên tỏa dây xích then chốt, liền là này thanh lam thánh quả? Hắn hướng Thái Chiêu Dung hỏi, tiểu thư, cái quả này còn nữa không? Thái Chiêu Dung nhìn thấy Diệp Thần nóng rực ánh mắt, một hồi kỳ dị, nói, ngươi như thế thích ăn sao? Ngô, ta cũng không có, chỉ có thể đi thanh lam thánh thụ bên kia hái. Nhưng, thanh lam thánh thụ bị thánh thụ chi môn trưởng khống, bây giờ ta phục ma thâm cốc là nhân gian phái, thánh thụ chi môn là tinh không phái,
hai bên đã sinh ra hiềm khích, bọn hắn không có khả năng cho chúng ta tới gần thánh thụ. Thánh thụ Chi Môn là thánh thụ thế giới bốn thế lực lớn một trong. Bây giờ bốn thế lực lớn, Phục Ma Thâm Cốc cùng Thanh Lam Tổ Giáo, cố ý di chuyển bên ngoài, kết thành nhân gian minh phái. Mà thánh thụ Chi Môn, còn có rách nát thần điện, đều xem di chuyển vì sa đọa, chỉ nghĩ tiếp tục lưu lại thánh thụ thế giới, chờ đợi cơ hội phi thăng bến bờ vũ trụ, bọn hắn kết thành tinh không minh phái, cùng nhân gian phái mâu thuẫn to lớn. Đây là hạch tâm ý thức mâu thuẫn, khó mà điều hòa. Diệp Thần lông mày nhẹ trao lại, hiểu thêm một bậc đến thánh thụ trong thế giới bộ phân tranh, hắn bây giờ đi theo Thái Chiêu Dung, coi như là nhân gian phái một thành viên, muốn đi hái Thanh Lam thánh quả, tự nhiên là vô cùng chật vật sự tình. Bây giờ thiên cơ đã rất rõ tích, Diệp Thần có thể xác định, Thanh Lam thánh thụ bên trên kết xuất trái cây, liền là hắn thứ cần thiết nhất. Cái kia Thanh Lam thánh quả, mang theo tinh không phía trên vĩ đại linh khí, đủ để giúp Diệp Thần cởi ra khí thiên tỏa dây xích không cùng xiềng xích. Khí thiên tỏa dây xích, không cùng xiềng xích cơ thể người về sau, sẽ cho người lâm vào khí thiên tuyệt mệnh trong khốn cảnh, bị thượng thiên vứt bỏ. Mà Thanh Lam thánh quả, lại có tinh không năng lượng, tinh không bảo hộ, đủ để giải quyết khí thiên tỏa dây xích mang tới áp chế cùng khốn cảnh. Tiểu thư, người nói cái này thánh thụ Chi Môn, nắm trong tay Thanh Lam thánh thụ, vậy bọn hắn chẳng phải là vô địch. Diệp Thần lại có chút hiếu kỳ hỏi. Phải biết. Thanh Lam Thánh Thụ là cái hình thế giới này trật tự hạch tâm, nếu ai có thể trưởng khống, người đó liền có thể đạt được thiên đại trợ lực. Không có đơn giản như vậy, Thanh Lam Thánh Thụ đang cần dùng người mệnh máu tươi nuôi nấng, Thánh Thụ Chi Môn làm trưởng khống giả, bọn hắn cần ra nhiều nhất đầu người, cho nên bọn hắn này nhất mạch, nhân khẩu ít nhất. Tại bốn thế lực lớn bên trong, Thánh Thụ Chi Môn ngược lại là yếu nhất một cái, nhưng bọn hắn tín ngưỡng thành tín nhất, coi là ra nhiều nhất đầu người. Làm lớn nhất hy sinh, tương lai là có thể tác động tinh không, phi thăng bến bờ vũ trụ. Thái Chiêu Dung từ tốn nói, đối thánh thụ Chi Môn xem thường. Thánh thụ Chi Môn cùng rách nát thần điện, kết thành tinh không minh phái, đối với nàng mà nói, rách nát thần điện mới thật sự là to lớn uy hiếp. Thì ra là thế. Diệp Thần hiểu được, lại hỏi, cái kia thế lực nào tối cường? Thái Chiêu Dung nói, tự nhiên là Thanh Lam Tổ Giáo. Bọn hắn khai sơn giáo tổ Hạo Thiên Nho Thánh, là thánh thụ đệ nhất thế giới vị sản sinh ra cường giả, cũng là đã từng bước vào thiên đế cảnh giới cường đại tồn tại. Diệp Thần hỏi, người không phải nói địa mạch hạn chế, không có thể đột phá thiên đế sao? Thái Chiêu Dung lắc lắc đầu nói, năm đó Hạo Thiên Nho Thánh là điên rồi, hắn bùng cháy máu tươi của mình tuổi thọ, cưỡng ép đột phá đến thiên đế cảnh giới, sau đó đột phá trong nháy mắt, hắn liền chịu cắn trả chết rồi. Trước khi chết, hắn còn tại cười lớn, nói cái gì đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Bất quá hắn chung quy là bước vào thiên đế cảnh, lưu lại một tiệt thiên đế cốt, này tiệt thiên đế cốt mang có đáng sợ năng lượng, Thanh Lam Tổ Giáo dựa vào vật này, trở thành thánh thụ thế giới chí cường, may mắn ta đã thuyết phục bọn hắn giáo chủ, bọn hắn cũng nguyện ý di chuyển đến bên ngoài đi. Dù sao ngày ngày chiều bái thiên đế xương, chính mình nhưng không có xương đế hy vọng, như vậy mùi vị, chắc hẳn gian nan cực kỳ. Diệp Thần nghe xong Thái Chiêu Dung một phen, xem như thế này thánh thụ thế giới, môn phái thế lực rắc rối phức tạp. Hắn lại không nghĩ lý sẽ nhiều như thế, chỉ muốn mau sớm cởi ra khí thiên tỏa dây xích không cùng xiềng xích, nhân tiện nói. Tiểu thư, ta cần Thanh Lam thánh quả, càng nhiều càng tốt. Thỉnh ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, giúp ta hái một chút Thanh Lam thánh quả, kể từ đó, ta là có thể cùng ngươi tu luyện, khục, tu luyện cái kia đại hoan hỷ thánh công. Thái Chiêu Dung nghe Diệp Thần lại đề cập Thanh Lam thánh quả, lông mày nhẹ trao lại, nói tiểu thần tử, ngươi còn ăn được nghiện rồi. Ngô, được rồi, ta hỏi một chút Thanh Lam Tổ Giáo, xem bọn hắn có biện pháp gì hay không, có thể theo thánh thụ Chi Môn trong tay, cướp được một chút thánh quả. Chỉ dựa vào ta Phục Ma Thâm Cốc, còn không áp chế nổi thánh thụ Chi Môn. Diệp Thần nói, cái kia liền đa tạ tiểu thư. Thái Chiêu Dung cười nói, không cần cảm ơn. Ngươi có thể là nô lệ của ta cùng đỉnh lô A, này hai cuốn quyển trục cho ngươi, ngươi tốt nhất tu luyện đi. Nói xong, Thái Chiêu Dung liền lấy ra hai cuốn quyển trục, giao cho Diệp Thần trong tay. Diệp Thần xem xét, này hai cuốn quyển trục, một bản chính là cái kia đại hoan hỷ thánh công, là phương pháp song tu. Một quyển khác quyển trục, bày ra xem xét, in một đạo màu đen cự kình đồ đằng, chính là hắc kình tròm sao thần thuật bí tịch.
Hắc Kình Tròm sao, tiểu thư, người muốn đem môn này thần thuật truyền cho ta. Diệp Thần có chút ngoài ý muốn. Thái Chiêu Dung nói, đúng vậy a, đây là ta Phục Ma Thâm Cốc bí mật bất truyền, ngươi là người của ta, ta đương nhiên phải thật tốt đối đãi ngươi. Ngô, ta nghe nói luân hồi thiên phú hết sức lợi hại, ta cho ngươi thời gian ngàn năm, ngươi mau sớm đem giá Hắc Kình Tròm sao rèn luyện, về sau chúng ta song tu bổ sung, tăng thêm to lớn. Diệp Thần gật đầu, cũng là không nghĩ tới chính mình lần này giả vờ giả vịt sẽ có như thế lớn thu hoạch, nhân tiện nói, được. Ngay sau đó, Diệp Thần liền bắt đầu cảm ngộ Hắc Kình Tròm sao, ở trong lòng yên lặng thôi diễn tu luyện. Hắc Kình Tròm sao, là tam thập tam thiên thần thuật một trong, cũng là bát đại tròm sao một trong, hết sức phức tạp tinh thâm, nhưng Diệp Thần thiên phú kỳ cao, hắn chẳng qua là to to xem liếc mắt, liền đã hiểu được Hắc Kình Tròm sao diệu pháp, biết được hết thảy áo nghĩa biến hóa. Giá Hắc Kình Tròm sao, còn so ra kém thôn hồn tà đạo chương 1% phức tạp. Diệp Thần tâm bên trong âm thầm nghĩ, hắn liền thôn hồn tà đạo chương đều sơ bộ đã luyện thành, muốn luyện thành Hắc Kình Tròm sao, tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Răng rắc, đang tu luyện ở giữa, xe đột nhiên một hồi kịch liệt sóc nảy, giống như đụng phải cái gì tảng đá, ngừng lại. Đột nhiên dừng lại xe, làm cho Thái Chiêu Dung nhướng mày, hướng về phía bên ngoài kêu lên, chuyện gì xảy ra? Bên ngoài toàn bộ đội xe đều dừng lại, tựa hồ đụng phải cái gì quỷ dị. Tiểu thần tử, chúng ta đi ra xem một chút. Thái Chiêu Dung hướng Diệp Thần chào hỏi một tiếng, đi xuống xe đi. Diệp Thần cũng thu hồi quyển trục, đi theo Thái Chiêu Dung xuống xe. Chỉ thấy cái kia từng con cự hạt nhện độc, đều dừng lại tại chỗ, bất an kêu ré lấy, mặc cho bọn sa phu như thế nào quất, liền là không chịu chuyển động bước chân mảy may. Lúc này đã đến đêm khuya, thánh thụ thế giới tràn ngập hắc ám khí tức, càng nồng đậm, phụ cận phiêu đãng rất nhiều âm hồn quỷ quái, có rất nhiều âm hồn bề ngoài, cùng ngày xưa đà đế cổ thần giống nhau y hệt. Đây là bởi vì, năm đó Chu Mục Thần chế tạo ra đà đế cổ thần. Đà đế cổ thần sát khí cửa hàng tán sau khi rời khỏi đây, liền ăn mòn thiên địa, phiến thiên địa này đản sinh âm hồn, có một ít đặc biệt cường đại, tướng mạo liền sẽ cùng đà đế cổ thần tương tự, bình thường chỉ ở đêm khuya chuyển động. Bất quá có Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ tại, mà lại Phục Ma Thâm Cốc vô số cường giả, khí tức cũng 10 điểm hung mãnh xâm nghiêm, bình thường tới nói, những cái kia âm hồn ma vật, là không dám đến gần. Nhưng giờ phút này, tình huống rõ ràng khá là quái dị. Từng con âm hồn, đang ở nhìn chằm chằm, trống rỗng mà ánh mắt lạnh lùng, đang ở nhìn chằm chằm đội xe mọi người. Đội xe tất cả cự hạt nhện độc, đều đang e sợ cùng phát run. Có chút cổ quái, đều đánh cho ta tỉnh tinh thần. Thái Dương trưởng lão trầm giọng quát, tầm mắt cũng đang ngó chừng chung quanh từng con âm hồn. Ở đây Phục Ma Thâm Cốc các cường giả, dồn dập đề phòng. Đang. Ngay lúc này, chung quanh từng con âm hồn ma vật. Trong đồng tử đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu đen, như cửu u minh hỏa, sát khí xâm nghiêm. Theo ngọn lửa màu đen giấy lên, rất nhiều âm hồn cũng biến thành điên cuồng lên, trong cổ họng phát ra bén nhọn gào thét, hướng về Diệp Thần đám người vồ giết tới, khí thế 10 điểm hung tàn mãnh ác. Đáng chết, là rách nát thần điện. Thái Dương trưởng lão thấy âm hồn trong mắt giấy lên hắc hỏa, lập tức kinh sợ, rút đao ra, vùng đao hướng một đầu vồ giết tới âm hồn chém đi. Tiểu thần tử, cẩn thận, trốn đến ta đằng sau đi, này chút âm hồn bị phá bại thần điện điều khiển, ta bảo hộ ngươi. Thái Chiêu Dung thấy thế, cũng là phản ứng nhanh chóng tế ra trường kiếm, chém về phía âm hồn. Âm hồn đồng tử thiêu đốt lên hắc hỏa, động tác cũng biến thành vô cùng linh hoạt, né tránh Thái Chiêu Dung kiếm khí. A a a, có xe phu phát ra tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp bị âm hồn xé nát đi, thân thể nổ lên hắc hỏa, rất nhanh bị thiêu đốt thành kiếp hôi. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, cũng tế ra luân hồi thiên kiếm, tuy nói Thái Chiêu Dung nói muốn bảo vệ hắn, nhưng xem dáng dấp của nàng, rõ ràng cũng không thể tốc độ cao đánh giết âm hồn. Nếu là kéo dài thêm, chỉ sợ sinh biến. Thôn hồn tà đạo chương, thôn phệ chi chương. Diệp Thần huy kiếm giết ra, thi triển thôn hồn tà đạo chương thôn phệ chi chương, thân kiếm bên trên nổ ra từng mảnh phù văn. Những phù văn này, toàn bộ là thôn phệ chi chương ký tự. Thôn phệ chi chương bùng nổ, kinh khủng nuốt hồn lực lượng, liền từ trên người Diệp Thần kiếm truyền ra. Chỉ thấy cái kia từng con hung tàn mãnh ác âm hồn, dồn dập phát ra bén nhọn kêu thảm, thân thể không bị khống chế bay về phía Diệp Thần kiếm, hóa thành từng sợi năng lượng tinh thuần,
trực tiếp bị Diệp Thần kiếm hấp thu cắn nuốt hết. Nếu như biến là hung thú tập kích, cái kia Diệp Thần đối phó nhưng là muốn tốn hao điểm công phu. Nhưng âm hồn công kích, đối Diệp Thần tới nói, đơn giản không có nửa điểm uy hiếp. Bởi vì hắn thôn hồn tà đạo trương, liền là chuyên môn thôn phệ linh hồn. Âm hồn một loại quái vật, coi như lại đến hằng hà xa số, với hắn mà nói, cũng chẳng qua là thuốc bổ thôi. Nhìn thấy hết thảy bừa bãi tàn phá âm hồn, toàn bộ bị Diệp Thần thôn phệ hết, Thái Chiêu Dung, Thái Dương cùng toàn trường mọi người, lập tức choáng váng. Ngươi sẽ còn công pháp ma đạo, đây không phải hồn thiên đế thần thông sao? Thái Chiêu Dung nhìn thấy một màn này, giật mình hết sức. Nàng nhận ra là thôn hồn tà đạo trương, chẳng qua là không nghĩ tới Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ, thế mà cũng nắm giữ lấy môn này âm tàn bá đạo tà thuật. Biết chun chút đi. Diệp Thần lạnh nhạt thu hồi trường kiếm. Ba, ba, ba. Một hồi tiếng vỗ tay, từ nơi không xa trong bóng tối truyền ra. Chỉ thấy một bóng người, chậm rãi từ trong bóng tối dậm chân đi ra. Đó là một cái lão giả, cả người tựa như cùng hắc ám hòa làm một thể, thậm chí so đêm tối còn muốn đen, khí tức như thâm uyên cuồn cuộn, quanh thân bao quanh từng sợi màu đen minh hỏa, thoạt nhìn 10 điểm quỷ dị. Lục Khiêm trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Thái Dương thấy lão giả kia, trên mặt lập tức lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Chỉ thấy cái kia Lục Khiêm trưởng lão hiện thân sau khi ra ngoài, quanh người hắn không gian một hồi vặn vẹo, lại có mười mấy cường giả hiện thân, trên người mọi người đều bao quanh từng sợi màu đen minh hỏa, khí thế xâm nghiêm mà khủng bố. Diệp Thần đánh giá Lục Khiêm trưởng lão, người sau trên thân vần quanh màu đen minh hỏa, khiến cho hắn cũng cảm nhận được áp lực cùng khó giải quyết. Cái kia màu đen minh hỏa, là tam thập tam thiên thần thuật khí tượng sao? Diệp Thần tâm bên trong âm thầm hướng Thạch Thần hỏi thăm. Thạch Thần đạo, đúng vậy, đó là Cửu U Hắc Hỏa Quyết khí tượng. Cửu U Hắc Hỏa Quyết, chính là rách nát thần điện bí truyền thần thuật, có đốt xương đốt hồn oai, 10 điểm hung mãnh. Thánh thụ thế giới 4 thế lực lớn, mỗi phe nắm giữ lấy một môn thần thuật, Phục Ma Thâm Cốc trưởng khống hắc kình tròm sao, mà rách nát thần điện, thì là nắm trong tay Cửu U Hắc Hỏa Quyết, một môn vô cùng âm tàn thuật pháp. Cảm thấy được Diệp Thần quăng bắn tới tầm mắt, Lục Khiêm trưởng lão cười cười, hướng Thái Dương nói. Thái Dương trưởng lão, các ngươi lúc nào chiêu mộ luân hồi chi chủ? Truyền nghe luân hồi thần thông kinh thiên, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên không phải tầm thường. Vừa mới Lục Khiêm đám người, dùng Cửu U Hắc Hỏa Quyết điều khiển âm hồn, bản muốn đánh lén, nhưng lại bị Diệp Thần dễ dàng hóa giải. Thái Dương đôi mắt lướt qua một tia hàn mang, cũng là nhìn Diệp Thần liếc mắt, nói, luân hồi chi chủ đương nhiên không dậy nổi, ha ha, ta ở trên người hắn bày ra phong linh phù, thế mà một chút cũng hạn chế không ở hắn. Nghe nói như thế, một bên Thái Chiêu Dung, lộ ra càng thêm thần sắc kinh ngạc. Nàng lúc này mới nhớ tới, Thái Dương tại Diệp Thần trên thân bày ra phong linh phù, theo lý mà nói, hẳn là phong cấm lại Diệp Thần đan điền linh khí. Nhưng theo hiện tại xem ra, Diệp Thần lại không có một chút bị hạn chế ở bộ dáng. Hắn thực lực căn bản không có bị hạn chế, lại nguyện ý gọi ta một tiếng tiểu thư, xem ra đích thật là người tốt. Thái Chiêu Dung in trong nội tâm, đối Diệp Thần cũng là dâng lên một vệt phức tạp cảm xúc. Lục Khiêm trưởng lão cười nói, Thái Dương trưởng lão, các ngươi mời chào luân hồi chi chủ, là muốn để phòng ta rách nát thần điện sao? Thái Dương nói, nơi nào, chúng ta cũng là ngoài ý muốn gặp được tiểu tử này. Liền là không biết Lục Khiêm trưởng lão đêm khuya bái phỏng, cần làm chuyện gì. Nói xong lời cuối cùng, Thái Dương ngữ khí cũng biến thành xâm nghiêm dâng lên, vừa mới Lục Khiêm chỉ huy rất nhiều âm hồn đánh lén, cũng không giống như là nói đùa. Lục Khiêm cười nhạt nói, Thái tiểu thư nói muốn di chuyển đi bên ngoài, nhưng ta rách nát thần điện không đồng ý, điện chủ gọi ta mang Thái tiểu thư trở về, lại thương lượng một chút. Nghe nói như thế, Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, nói các ngươi là muốn thương lượng, vẫn là muốn giết người. Thái Dương trầm giọng nói, tiểu tử, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Đừng quên, ngươi chẳng qua là một ngoại nhân. Dừng một chút, Thái Dương lại hướng Lục Khiêm Dương nở nụ cười, nguyên lai Lục Khiêm trưởng lão, là muốn giải quyết nhân gian phái cùng tinh không phái phân tranh sao. Vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Quay đầu hướng Thái Chiêu Dung nói, tiểu thư, ngươi liền cùng Lục Khiêm trưởng lão đi một chuyến, nếu là có thể giải quyết hai đại minh phái tranh đấu. Vậy thì thật là lớn lao công đức. Thái Chiêu Dung lạnh cả tim, biết nếu là mình đi tới, hậu quả khó mà lường được,
nhân tiện nói, Thái Dương, bọn hắn muốn giết ta, người không nhìn ra được sao? Nàng biết Thái Dương cũng không đồng ý di chuyển, thậm chí cảm thấy cho nàng tự cam đọa lạc, nhưng trăm triệu không nghĩ tới Thái Dương thế mà đứng ở rách nát thần điện bên này. Thái Dương mỉm cười, nói chẳng qua là một điểm hiểu lầm, ta nghĩ Lục Khiêm trưởng lão, đích thật là thành tâm nghĩ giải quyết phân tranh. Lục Khiêm trưởng lão liên tục gật đầu cười nói, chính là, Thái tiểu thư, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Hắn tiếng nói vừa ra, hướng về hai bên phải trái cường giả liếc mắt ra hiệu. Liền có hai cái rách nát thần điện cường giả, nhanh chân đi ra, muốn đi bắt Thái Chiêu Dung. Thái Chiêu Dung bên người mấy tên hộ vệ, lập tức đề phòng bước ra. Tất cả lui ra. Thái Dương lạnh giọng vừa quát, thanh âm mang theo thượng vị thần uy nghiêm, còn có mạnh mẽ nhân quả luật áp chế. Lập tức, Thái Chiêu Dung quanh thân hộ vệ, trong mắt liền lộ ra vẻ hoảng sợ, dồn dập lui lại, không dám ngăn trở. Thái tiểu thư, mời. Cái kia hai cái rách nát thần điện cường giả, trên mặt mang theo vẻ hung hãn, đi tới Thái Chiêu Dung trước mặt, làm bộ muốn bắt. Phốc phốc, phốc phốc. Nhưng tiếp theo sát, hai người bọn họ đầu, liền bay lên cao cao, bị chém nứt cổ phun ra huyết tuyền, tất cả thời gian đường trong nháy mắt vẫn diệt, hai bộ thi thể ngã trên mặt đất. Diệp Thần nắm chặt luân hồi thiên kiếm, thân kiếm bên trên còn nhuộm máu, ánh mắt mang theo một vệt lăng lệ, nhìn về phía Lục Khiêm, cười nói, ngượng ngùng, Thái tiểu thư còn muốn cùng ta tu luyện đại hoan hỷ thánh công, chỉ sợ không thể đi với các ngươi. Một vệt vô cùng bá đạo, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng bắn nổ kiếm thế, tại Diệp Thần trên thân nổi lên. Cái kia lại là thiên đấu lớn đổ kiếm kiếm thế. Hắn biết Lục Khiêm mạnh mẽ, cho nên vừa ra tay, liền bộc phát ra cực hạn át chủ bài, đáng sợ thiên đấu đổ sát kiếm ý, ấp ủ thành gió lốc, vù vù rung động, vòm trời tối tăm tại chỗ liền bị xé toạc ra, vô tận vầng sáng từ trên trời giáng xuống, cùng Diệp Thần hòa lẫn, khí thế của hắn điên cuồng tăng vọt. Cảm nhận được Diệp Thần thiên đấu lớn đổ kiếm khí thế, toàn trường người kinh hãi biến sắc, dồn dập lui lại. Thiên đấu lớn đổ kiếm, đây là chư thiên vạn cổ mạnh nhất kiếm pháp, sát phạt kinh khủng nhất, chỉ là tiết ra ngoài ra kiếm khí, cũng đủ để cho người rung động lòng người. Tiểu tử, người dám giết ta người. Lục Khiêm thấy trên mặt đất hai cỗ thi thể không đầu, lập tức kinh sợ chấn động. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, nói, ai dám thương Thái tiểu thư, ta giết kẻ ấy. Lục Khiêm trưởng lão, người bây giờ dẫn người rời đi, có lẽ chúng ta còn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần trên người thiên đấu kiếm khí, càng ngày càng hung mãnh, hắn tự như liền là viễn cổ thiên đấu sát thần hóa thân, chỉ là đứng sừng sững ở tại chỗ, liền có một cổ bá đạo sát lục khí thế, kiếm trùng thiên khung, khí động càn khôn, gọi người không dám nhìn thẳng. Hắn bộc phát ra hung mãnh như vậy át chủ bài, kỳ thật liền là nghĩ chấn nhiếp Lục Khiêm, nhường người sau biết khó mà lui. Dù sao, Lục Khiêm là rách nát thần điện trưởng lão, tu vi cũng là 10 điểm cường hãn. Nếu như có thể tránh cho chiến đấu, Diệp Thần cũng không muốn đánh. Lục Khiêm khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt bên trong tràn đầy lửa giận, trên thân từng sợi màu đen minh hỏa điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực, hướng về phía Diệp Thần quát, tiểu tử, ngươi không có tư cách uy hiếp ta. Ngươi tính là thứ gì, kiếm pháp lợi hại hơn nữa, có thể đột phá lớn như vậy chênh lệch cảnh giới, giết ngược lại ta cái này thượng vị thần. Tiếng nói vừa ra, Lục Khiêm thân thể bạo sát mà ra. Cửu U Hắc Hỏa Quyết, Thiên Chiếu Hắc Nhật. Lục Khiêm quát to một tiếng, trên thân từng sợi màu đen minh hỏa, tụ lại, hóa thành một vòng cuồng bạo hung mãnh màu đen Thái Dương, mang theo thực cốt nhiệt độ, quay đầu liền hướng về Diệp Thần nổ tung mà đi. Hắn dù sao cũng là thượng vị thần, không có khả năng bị Diệp Thần hù đến. Coi như Diệp Thần nắm giữ lấy thiên đấu lớn đổ kiếm, nhưng tu vi cuối cùng còn kém rất rất xa hắn. Thái Dương sao, ta cũng có. Diệp Thần nhếch miệng lên một vệt nhe răng cười, Lục Khiêm lựa chọn động thủ, cũng nằm trong dự liệu của hắn. Mắt thấy Lục Khiêm thiên chiếu hắc nhật giết tới, Diệp Thần ti không chút nào hoảng, toàn thân liệt hỏa trùng thiên, từng sợi thiên hỏa nổ tung bùng cháy, cũng là hội tụ thành một vòng thiên hỏa Thái Dương, oanh long long hướng về phía trước đánh tới. Oanh! Làm Diệp Thần thiên hỏa Thái Dương, cùng Lục Khiêm thiên chiếu hắc nhật đụng va vào nhau, kinh khủng nổ tung liền phát sinh. Nổ tung phát sinh trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất muốn bị phá hủy, đại địa chém nứt ra, chói mắt diệu nhãn quang mang chiếu sáng bầu trời đêm, uy lực kinh thiên động địa, đen đêm đã thành ban ngày.
Chung quanh cây cối trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ, trong không khí tràn ngập đốt cháy khét mùi vị, hỏa diễm cùng khói dày đặc theo trung tâm vụ nổ chỗ bắn ra, thiêu đốt lên trong thiên địa tất cả. Bầu trời cũng bị cỗ này mạnh mẽ năng lượng ba động ảnh hưởng, tầng mây bị trong nháy mắt xé rách thành mảnh vỡ, nguyên bản bầu trời tăm tối biến đến dị thường sáng ngời, một mảnh xích hồng, cơ hồ muốn chọc mù người con mắt. Thái Chiêu Dung cùng rất nhiều đội xe hộ vệ, tại to lớn nổ tung bên trong, cũng là vô cùng kinh hãi, vội vàng thi triển thuật pháp phòng ngự, đồng thời an ủi chấn kinh gào rít cự hạt nhện độc. Thái Dương già nua đồng tử, rụt lại một hồi, trong mắt xông lên một vẻ thật sâu âm tàn, lẩm bẩm nói, tiểu tử này, thiên hỏa mệnh tinh uy lực, thế mà mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Này nổ tung phát ra năng lượng, tất cả đều là một mảnh xích hồng, là diệp thần thiên hỏa mệnh tinh khí tượng. Đến mức Lục Khiêm thiên chiếu hắc nhật, hoàn toàn bị che mất. Thậm chí, Lục Khiêm trên người từng sợi màu đen minh hỏa, còn quỷ dị hướng diệp thần trên thân bay đi, muốn bị diệp thần hấp thu. Diệp thần viên này thiên hỏa mệnh tinh, liền cùng đạo linh chi hỏa như thế, có thể hấp thu vạn hỏa. Lục Khiêm một cái không quan sát, nội công tu vi đều có thể muốn bị diệp thần hút đi. Hảo tiểu tử, thiên phú thần thông hung mãnh như vậy. Lục Khiêm kinh thán không thôi, cũng may mà hắn là thượng vị thần, tu vi cường hãn, cũng không có tại bạo tạc bên trong thụ thương. Lúc này diệp thần thiên hỏa mệnh tinh, treo ở trong trời cao, đem đêm tối chiếu rọi đến một mảnh xích hồng, tràng diện 10 điểm mỹ lệ cùng hùng vĩ. Lục Khiêm thu hồi lòng khinh thị, trong mắt hàn mang bùng lên, nói, xem ra, mong muốn trấn áp ngươi, chỉ có dựa vào ta thượng vị thần pháp tắc. Thượng thần cửu đỉnh, diệt cho ta giết. Hô hô hô, chỉ thấy một tòa tòa đại đỉnh, theo Lục Khiêm trong cơ thể bộc phát ra, có chừng 9 tòa. Này 9 tòa đại đỉnh, màu sắc khác nhau, đại biểu cho khác biệt thuộc tính, phân biệt là kim đỉnh, mộc đỉnh, nước đỉnh, hỏa đỉnh, thổ đỉnh, lôi đỉnh, gió đỉnh, sinh đỉnh, chết đỉnh. Cửu đỉnh cảnh, liền là ở trong người rèn đúc thần đỉnh, tăng lên điên cuồng thực lực bản thân cảnh giới. Tại trong lúc nguy cấp, cửu đỉnh cảnh cường giả, cũng có thể đem trong cơ thể thần đỉnh, triệu hoán đi ra, xem như là pháp bảo nện người. Cửu đỉnh cảnh thần đỉnh, uy thế to lớn, đối thần đạo cảnh cùng thiên nguyên cảnh võ giả, có cực kỳ đáng sợ uy áp, liếc mắt nhìn liền biết kinh khủng, chạm thử liền sẽ nổ tung. Lục Khiêm này 9 tòa đại đỉnh, chỉ có kim đỉnh là thực thể, hào quang óng ánh nhất, mặt khác 8 tòa đỉnh, thì là hư ảnh bộ dáng. Điều này đại biểu lấy, tu vi của hắn, là cửu đỉnh cảnh một tầng thiên, chỉ đúc tạo ra được kim đỉnh, mặt khác 8 tòa đỉnh còn tại trong huyễn tưởng, cũng không có rèn đúc thành thực thể. Nhưng dù vậy, một chiêu này 8 hư 9 tòa đại đỉnh, chỗ bộc phát ra uy áp, cũng là làm cho bầu trời vỡ tan, thời không xé rách, vô cùng mạnh mẽ áp lực kinh khủng, bao phủ đến diệp thần trên thân. Lục Khiêm biết diệp thần lợi hại, thần thông đấu pháp hắn khả năng không phải địch thủ, cho nên hắn dứt khoát vận dụng bản nguyên nhất, thâm hậu nhất lực lượng, cửu đỉnh phóng thích mà ra, uy chấn thiên địa, không thể ngăn cản. Này loại căn bản nhất lực lượng, dùng thần thông thuật pháp vô cùng khó nghịch chuyển. Thần cách bản nguyên tranh đấu, diệp thần chẳng qua là hạ vị thần, trăm triệu đụng bất quá Lục Khiêm cái này thượng vị thần. Hắn thần cách pháp tắc, cùng Lục Khiêm kém đến quá xa. Nhưng, thấy Lục Khiêm cửu đỉnh oanh sát tới, diệp thần cũng không hoảng hốt, trong lòng sớm có đoán trước. Hắn nếu quyết định vận dụng át chủ bài, cái kia không tiếc bất cứ giá nào, thượng vị thần hắn đều có thể chém giết. Thiên đấu lớn đồ kiếm, thiên hỏa mệnh tinh, hắc kình tròm sao, tam pháp hợp nhất, phá cho ta. Diệp thần trong tay thiên kiếm, tại thiên hỏa mệnh tinh năng lượng quán trú, nóng rực bùng cháy đến cực hạn, thiên đấu lớn đồ kiếm kiếm ý cũng triệt để ấp ủ hoàn thành, muôn vàn kiếm khí hội tụ thành nhất kiếm, chém giết điên cuồng ra ngoài. Kiếm khí bão táp, tại nửa đường hiển hóa ra một đường to lớn cá voi hư ảnh, ngửa mặt lên trời trường minh, va về phía Lục Khiêm tuôn ra cửu đỉnh. Đó là hắc kình tròm sao khí tượng. Diệp thần đã lĩnh ngộ hắc kình tròm sao, giờ phút này thi triển đi ra, 10 điểm thuận buồm xuôi gió. Hắc kình tròm sao là phục ma thâm cốc độc môn thần thuật, cũng là này mảnh thánh thụ thế giới trật tự nền tảng một trong. Diệp thần vận dụng chiêu này, có địa mạch chúc phúc, nhưng thiên đấu lớn đổ kiếm uy lực, bùng nổ đến đỉnh phong nhất. Mà tại thiên hỏa mệnh tinh năng lượng quán trú, nguyên bản hẳn là màu đen cá voi hư ảnh, lại hóa thành một mảnh xích hồng màu sắc. Đỏ kình phá không, mang theo thiên đấu lớn đổ kiếm hung mãnh kiếm thế, thiên hỏa cuồn cuộn, sóng nhiệt trải thành dung nham,
hình ảnh hạng gì hùng vĩ. Diệp Thần đem thiên đấu lớn đồ kiếm, thiên hỏa mệnh tinh, hắc kình tròm sao áo nghĩa, hoàn toàn hòa làm một thể, một kiếm này hắn dùng hết toàn lực, tại nhất kiếm chạm ra về sau, gương mặt của hắn lâm vào cực đoan tái nhợt. Lục Khiêm thật sâu cảm nhận được thiên đấu lớn đồ kiếm khủng bố, gương mặt cũng là tái nhợt, nhưng rất nhanh bị Diệp Thần đỏ kình kiếm khí chiếu rọi thành đỏ bừng. Phanh phanh phanh, nương theo lấy một chuỗi thao thiên nổ tung, to lớn đỏ kình hư ảnh, cùng Lục Khiêm chín tòa đại đỉnh, hung bạo đụng vào nhau. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, chỉ thấy cái kia chín tòa đại đỉnh, thế mà bị Diệp Thần đỏ kình kiếm khí, từng cái đụng nát. Diệp Thần cực hạn bùng nổ thiên đấu lớn đồ kiếm, dung nhập thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, lại dung nhập hắc kình tròm sao thần thuật lực lượng, chỗ bộc phát ra uy thế, quả thực là không thể tưởng tượng nổi hung mãnh, mạnh mẽ, có thể nói là Diệp Thần không mượn dùng ngoại lực tình huống dưới, suốt đời đến nay cuồng bạo nhất vô địch nhất kiếm. Một kiếm này rút sạch hắn thể lực, nhưng hắn gần như muốn té ngã, chỉ có thể chống đỡ kiếm miễn cưỡng đứng đấy. Mà một kiếm này uy lực, cũng không có nhường Diệp Thần thất vọng. Nhìn lên bầu trời bên trong một tòa tòa bị đụng nát đại đỉnh, Diệp Thần tâm đầu vô cùng thoải mái. Mà trái lại Lục Khiêm, thì là một mặt hãi dị, kinh dị, không tin. Cửu đỉnh phá toái, hắn nhận lấy to lớn cắn trả, giữa ngực bụng khí huyết sôi trào, nghĩ muốn mạnh mẽ áp chế, nhưng cuối cùng vẫn là áp chế không nổi, phù một tiếng, một ngụm máu tươi xen lẫn phá toái nội tạng, cuồng bắn ra. Không, điều đó không có khả năng. Ta có thể là thượng vị thần. Ta làm sao lại thua ở tiểu tử này trong tay? Lục Khiêm song đồng trừng lớn, chỉ cảm thấy cửu đỉnh sau khi vỡ vụn, một cỗ băng lãnh theo trong xương cốt phát ra. Cái kia là tử vong băng lãnh. Thời gian của hắn đường, đang lấy tốc độ đáng sợ hướng đi tịch diệt. Hắn nghĩ kêu gọi, nhưng lại kinh khủng phát hiện, người dưới tay mình, đã sớm toàn bộ hóa thành kiếp hôi, không có một cái nào người sống còn lại. Nguyên lai vừa mới Diệp Thần bùng nổ thiên đấu lớn đồ kiếm. Kiếm khí chi hung mãnh, chỉ là tiết ra ngoài ra dư ba, liền đem Lục Khiêm thủ hạ người, toàn bộ diệt sát. Diệp Thần kỳ thật cũng không có tận lực giết người, chẳng qua là cực hạn bùng nổ thiên đấu lớn đồ kiếm, uy lực thực sự quá lớn, hủy thiên diệt địa, chém giết hết thảy. Ta lại tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Thần nhìn xem sắp chết Lục Khiêm, lộ ra một cái nanh lệ nụ cười, trực tiếp thi triển ra đạo tông đúc đan thuật, hào quang màu u lam, bao phủ ở người phía sau trên thân. Ách ách ách, Lục Khiêm yết hầu phát ra quỷ dị thanh âm, đó là thân thể của hắn bị đè ép, từ nội bộ phát ra tiếng vang. Tại đạo tông đúc đan thuật luyện hóa dưới, Lục Khiêm thân thể điên cuồng bị đè ép, co vào, bốc hơi. Đừng, đừng giết ta. Luân hồi chi chủ, Thái Dương. Lục Khiêm đồng tử gắt gao trừng lớn, tràn đầy kinh khủng nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn Thái Dương liếc mắt. Thái Dương vô cùng kinh dị, hắn cũng trăm triệu không nghĩ tới. Cùng mình tu vi tương đương Lục Khiêm, lại bị Diệp Thần đánh giết. Đây chính là thượng vị thần A. Diệp Thần một hạ vị thần, lại có thể nghịch sát thượng vị thần, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thiên đấu lớn đồ kiếm uy thế, khủng bố như vậy. Suy suy. Rất nhanh, Lục Khiêm cả người, liền bị Diệp Thần luyện hóa thành một luồng đan khí, sau đó hấp thu hết. Hấp thu hết Lục Khiêm biến thành đan khí, Diệp Thần bị rút sạch linh khí. Lập tức khôi phục một chút, trong đầu cũng tràn vào một môn tân thần thuật. Đó chính là rách nát thần điện bí truyền cửu u hắc hỏa quyết. Tam thập tam thiên thần thuật một trong. Thế giới này nguy hiểm sau lưng, quả nhiên cũng ẩn giấu đi đại cơ duyên. Diệp Thần tâm bên trong rất là hài lòng, thánh thụ thế giới lưu truyền tứ đại thần thuật, hắn đã được đến hai môn, thu hoạch phong phú. Thái Chiêu Dung cùng rất nhiều phục ma thâm cốc các cường giả, chỉ cảm thấy như mộng như ảo. Không thể tin được Diệp Thần thật nghịch sát một cái thượng vị thần. Thái Dương trưởng lão sắc mặt chấn động mà khó coi, quát. Luân hồi chi chủ, người giết Lục Khiêm trưởng lão, trêu ra thao thiên họa, ta phục ma thâm cốc cùng rách nát thần điện, như vậy triệt để vạch mặt, người phải bị tội gì? Diệp Thần sầm mặt lại, sát ý hội tụ, nói Thái Dương trưởng lão, người nghĩ trách phạt ta. Thái Chiêu Dung nói, Thái Dương, luân hồi chi chủ vô tội, có tội chính là ngươi. Người muốn giúp người ngoài mưu hại ta. Nàng trước đây gọi Diệp Thần tiểu thần tử, nhưng bây giờ là không còn dám kêu, bởi vì Diệp Thần vừa mới biểu lộ ra ra thực lực, thực sự thật là đáng sợ, nàng nhất định phải tôn xưng một tiếng luân hồi chi chủ. Nàng cũng không cho rằng Diệp Thần có tội, Diệp Thần là chân tâm nghĩ bảo hộ nàng,
ngược lại là Thái Dương mong muốn mưu hại nàng. Thái Dương hừ một tiếng, nói tiểu thư, người bị luân hồi chi chủ mê hoặc, hiện tại nhất định phải giết chết hắn, mới có thể lắng lại rách nát thần điện lửa giận. Tiếng nói vừa ra, hình Thái Dương đột nhiên tế ra cửu đỉnh, phô thiên cái địa, thần hy thao thiên nở rộ, hà thải lấp lánh, như muốn hủy diệt tinh không, quay đầu hướng về Diệp Thần ném tới. Lúc này Diệp Thần vừa mới cùng Lục Khiêm đại chiến hoàn tất, linh khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng, Thái Dương cũng không dám khinh thường, hắn sợ Diệp Thần còn có cái gì át chủ bài. Cho nên, hắn vừa ra tay, liền cùng Lục Khiêm như thế, vận dụng chính mình bản nguyên nhất cửu đỉnh lực lượng, chín tòa đại đỉnh gào thét đánh tới hướng Diệp Thần. Vừa mới Diệp Thần phá đỉnh, là liều mạng thi triển thiên đấu lớn đồ kiếm, bây giờ Diệp Thần, rõ ràng vô lực tiếp tục. Không. Thái Chiêu Dung thấy thế, lập tức giật nảy cả mình, Thái Dương cửu đỉnh bùng nổ, uy thế so Lục Khiêm còn hung mãnh, Diệp Thần làm sao có thể đủ ngăn cản, chỉ sợ là muốn làm chàng bị nện chết rồi. Trong mắt nàng toát ra to lớn kinh khủng, toàn thân run rẩy. Ông! Nhưng lúc này, một đạo trầm hậu tinh mang, theo Diệp Thần trong cơ thể xông bay ra ngoài, hóa thành một đầu thạch đầu nhân. Là tinh hằng chi thạch thạch thần. Thạch thần ánh mắt lãnh đạm, giang hai cánh tay, thủ hộ Diệp Thần. Phanh phanh phanh. Thái Dương oanh tạc tới cửu đỉnh, nổ tại thạch thần trên thân, thế mà liền một khối mảnh đá đều chưa từng kích thích. Cái kia hung mãnh cửu đỉnh, thế mà không thể dung chuyển thạch thần một chút. Người nào? Tinh hằng chi thạch. Không có khả năng. Thái Dương thấy thạch thần hiện thân, lập tức trợn mắt hốc mồm, một mặt kinh ngạc. Tinh hằng chi thạch là luân hồi thần giáp mệnh tinh một mảnh vụn biến thành, thần giáp mệnh tinh vô cùng kiên cố, dùng lực phòng ngự xưng, tinh hằng chi thạch lực phòng ngự, tự nhiên cũng là lạ thường khủng bố. Không quan trọng thượng vị thần cửu đỉnh, không có khả năng tổn thương đến tinh hằng chi thạch. Cho nên, thạch thần vừa hiện thân, liền ngăn trở Thái Dương cửu đỉnh oanh tạc. Thái Dương trăm triệu không nghĩ tới, thạch thần lại có thể là Diệp Thần thời khắc này hộ đạo giả. Thạch thần tựa như núi cao yên lặng, không nói gì, chẳng qua là nhàn nhạt vung ra một quyền. Bành! Thái Dương đầu bị đập vỡ, máu tươi óc bắn tung tóe, thi thể bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Đối Diệp Thần tới nói, cần ngưỡng vọng thượng vị thần, thạch thần một đấm liền đánh chết. Xem ra ta về sau, đường phải đi còn rất dài. Diệp Thần thầm cười khổ một thoáng. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Thạch thần tại đánh chết Thái Dương về sau, nhìn lại Diệp Thần liếc mắt, thân thể liền hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa về tới Diệp Thần trong cơ thể. Hắn lần này đi theo, chính là vì bảo hộ Diệp Thần. Thánh thụ thế giới tồn tại một chút mạnh mẽ thần vương, có thể vung triệu quỷ dị, hiệu lệnh bầy hung, đủ để cho Thạch thần cũng vô cùng e dè, một khi giao phong dâng lên, hắn có thể muốn hy sinh vì đạo. Nhưng đối mặt thượng vị thần, hắn vẫn là có thể dễ dàng giải quyết. Tiểu thư, Thái Dương trưởng lão. Thái Dương trưởng lão bị giết. Nhìn xem Thái Dương ngã xuống đất thi thể, không ít bọn hộ vệ kinh dị, tầm mắt nhìn về phía Thái Chiêu Dung. Thái Dương trưởng lão tại Phục Ma Thâm Cốc bên trong, địa vị không thấp, cũng không ít tùy tùng, hiện tại liền chết như vậy, Phục Ma Thâm Cốc sợ rằng sẽ sinh biến loạn. Thái Chiêu Dung ánh mắt chuyển động, cuối cùng bình tĩnh lại, từ tốn nói, không có việc gì. Hắn đáng chết, hắn muốn giúp rách nát thần điện mưu hại ta, lại cố chấp không chịu di chuyển, hắn chết tốt nhất. Rất nhiều hộ vệ không dám lên tiếng, cúi đầu. Thái Chiêu Dung nói, luân hồi chi chủ, đa tạ ngươi, còn có, thật xin lỗi. Diệp Thần nói, tại sao phải nói xin lỗi? Thái Chiêu Dung thở dài, ta còn muốn cầm ngươi làm nô lệ, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Ngươi là đương thời tuyệt đỉnh thiên kiêu, thần thông kinh thiên, hào quang lóa mắt. Đã định trước vô địch, trước đó là ta mạo phạm. Thái Chiêu Dung trước kia nghe qua luân hồi truyền thuyết, nhưng không có tận mắt nhìn đến qua, cho nên trong lòng cũng không có bao nhiêu tôn kính chi ý. Nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến đến Diệp Thần lợi hại về sau, nàng liền cảm thấy mình nhỏ bé. Diệp Thần cười nói, không có việc gì, cũng không tính quá lớn mạo phạm. Thái Chiêu Dung ừ một tiếng, có chút do dự nói, luân hồi chi chủ. Có thể mời ngươi cùng ta trở về Phục Ma Thâm Cốc sao? Diệp Thần cười nói, thế nào, muốn tu luyện Đại Hoan Hỷ Thánh Công sao? Lúc này giải quyết Lục Khiêm cùng Thái Dương, Diệp Thần tâm tình cũng là buông lỏng rất nhiều, liền chỉ đùa một chút. Luôn luôn trực hào phóng không Thái Chiêu Dung, lúc này gương mặt lại có chút đỏ lên, nói, không phải, ân.
Ngươi dù sao giết chết Thái Dương trưởng lão, phải trở về hướng cha ta giao phó một tiếng. Ngươi yên tâm, ta sẽ đứng tại ngươi bên này, sẽ không để cho cha ta thương tổn ngươi. Mặt khác, ngươi mong muốn Thanh Lam thánh quả, ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi. Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, hắn biết mình giết Thái Dương, dù sao không là chuyện nhỏ, nếu như đi theo Thái Chiêu Dung, trở về Phục Ma Thâm Cốc, rất có thể sẽ đứng trước bất trắc họa phạt. Nhưng, hắn cần Thanh Lam thánh quả, cởi ra khí thiên tỏa gông cùng xiềng xích. Chỉ dựa vào hắn mình, cơ bản không có gì có thể cầm tới Thanh Lam thánh quả, cần Thái Chiêu Dung trợ lực. Tốt, ta trở về với ngươi. Bàn Tư cân nhắc một phiên về sau, Diệp Thần gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó, mọi người quét dọn chiến trường. Diệp Thần lại vận chuyển đạo tông đúc đan thuật, đem Thái Dương luyện hóa thành một luồng đan khí, trực tiếp hấp thu hết, đan điền linh khí bổ sung trở về rất nhiều. Tại chiến trường sau khi quét dọn xong, đội xe tiếp tục xuất phát, trở về Phục Ma Thâm Cốc. Trước đây đại chiến khó khăn trắc trở, Diệp Thần linh khí hao tổn nghiêm trọng, Thái Dương cũng đã chết, trong bóng tối hung thú cùng ma vật, tựa hồ cảm thấy được Diệp Thần đội xe này mệt mỏi, không ngừng khởi xướng tập kích. Thạch Thần sẽ không dễ dàng ra tay, Diệp Thần cùng Thái Chiêu Dung gian nan hóa giải, mãi đến hừng đông thời gian, mới rốt cục về tới Phục Ma Thâm Cốc. Phục Ma Thâm Cốc hoàn cảnh hiểm ác, bốn phía đều là hiểm trở vách núi, quanh năm không thấy ánh nắng. Trong cốc âm u cổ quái, sâu không thấy đáy, khắp nơi đều là âm sát khí tức tràn ngập. Chỉ thấy nhiều rêu xanh cùng dây leo khô, tại trên vách núi đá bỏ đầy, màu xanh sẫm rêu ấn chứng thời đại xa xưa, cả tòa sơn cốc đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Trong cốc ẩm ướt, mơ hồ truyền đến trận trận hư thối khí tức, phảng phất ẩn giấu đi cái gì lực lượng thần bí. Lúc này, sắc trời dần dần sáng lên, lại vẫn vô pháp triệt tiêu thâm cốc bên trong hắc ám. Diệp Thần cùng Thái Chiêu Dung xuống xe, đi bộ bước vào Phục Ma Thâm Cốc bên trong, này thâm cốc bên trong có không ít bị thuần phục hung thú đang đi lại lấy, gặp người không sợ hãi, còn dùng ánh mắt tò mò đánh giá Diệp Thần cái này kẻ ngoại lai. Ta Phục Ma Thâm Cốc quyển dưỡng không ít hung thú, người thấy đều là bị tuần phục, có chút kiệt ngạo bất tuần tồn tại, cũng còn bị giam tại thú trong động ma. Thái Chiêu Dung đơn giản hướng Diệp Thần giới thiệu Phục Ma Thâm Cốc tình huống. Phục Ma Thâm Cốc sức chiến đấu tạo thành bộ phận, ngoại trừ người bên ngoài, còn có hung thú. Phục Ma Thâm Cốc bí truyền hắc kình tròm sao, to lớn màu đen trường kình, đối hung thú cũng là có không ít uy áp lực lượng. Diệp Thần nhìn xem trong sơn cốc đi lại hung thú, trong lòng khẽ động, hắn cũng là tinh thông thuần thú. Luận thuần thú kỹ xảo lời, hắn tin tưởng tại thánh thụ thế giới, không có nhiều người có thể so đến được hắn. Đến mức hắc kình tròm sao, một vị uy áp. Thuần thú hiệu quả cũng còn kém rất rất xa thuần thú bát tự quyết tinh diệu. Nghĩ đến thuần thú bát tự quyết, Diệp Thần liền nghĩ đến Đao Phong Nữ Hoàng, nàng ra ngoài tìm kiếm Đại Từ Thụ Hoàng, đã có một thời gian, không biết kết quả như thế nào. Đại Từ Thụ Hoàng là bảy ác mộng một trong, nghĩ giải quyết ác mộng suối chi thủy ăn mòn, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Trước đây Phong Bạo Nữ Vương Triệu Ngưng Mộng, nói cho Diệp Thần biện pháp, liền là mượn dùng thôn hồn quỷ châu lực lượng. Dùng một cái kinh khủng đi áp chế một cái khác kinh khủng, rõ ràng không phải thích đáng biện pháp. Trừ phi, là có thể triệt để chấp trưởng thôn hồn quỷ châu, trực tiếp đem ác mộng suối chi thủy nuốt mất, nhưng loại cấp bậc kia viễn cổ pháp bảo, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể trưởng khống. Chiêu Dung, người trở về. Ngay tại Diệp Thần tâm bên trong suy nghĩ muôn vàn thời điểm, bên trên bầu trời, truyền đến một đạo âm thanh vang dội, đưa hắn suy nghĩ kéo lại. Chỉ thấy một cái áo bào tím người trung niên, ngồi cưỡi lấy một đầu thanh dực cự hổ, sau người còn đi theo mấy cái trưởng lão ăn mặc lão giả, từ phương xa bay tới. Cha! Thái Chiêu Dung thấy cái kia áo bào tím người trung niên, lập tức vui vẻ, lại hướng Diệp Thần giới thiệu nói. Đây là cha ta! Diệp Thần gật gật đầu, ở trên đường trở về, hắn đã nghe Thái Chiêu Dung nói qua. Phục Ma Thâm Cốc lãnh chúa, liền là phụ thân của Thái Chiêu Dung, tên gọi Thái Tấn. Tu Vi đã đi đến thông thiên cảnh, hết sức lợi hại. Thông thiên cảnh, liền là thần vương cấp bậc cảnh giới, xa so với cửu đỉnh cảnh thượng vị thần lợi hại. Tại đây mảnh thánh thụ thế giới, người mạnh nhất liền là thần vương, không có thiên đế tồn tại, bởi vì địa mạch năng lượng hạn chế, vô pháp chống đỡ thiên đế sinh ra. Nhưng nơi này thần vương, dựa vào một chút thủ đoạn đặc thù, mượn dùng thanh lam thánh thụ lực lượng, thậm chí là mượn dùng tinh không phía trên lực lượng. Sức chiến đấu lại hết sức cường hãn,
đủ để cùng bình thường thiên đế so sánh, tuyệt không thể khinh thường. Cái kia áo bào tím người trung niên thái tấn, hạ xuống tới, đôi mắt như bó đuốc thâm thúy, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần. Hắn đã nhòm ngó đến thiên cơ, mơ hồ thấy được tối hôm qua phát sinh hết thảy, vẻ mặt như núi đá lặng im lạnh lùng. Luân hồi chi chủ, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thái tấn nhìn chằm chằm Diệp Thần, giọng nói chuyện 10 điểm lạnh lẽo. Không dám, tiền bối hữu lễ. Diệp Thần chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti nói. Người có thể mượn nhờ át chủ bài nghịch sát thượng vị thần, là ta không có nghĩ tới, truyền văn luân hồi kinh thiên, không thể theo lẽ thường đối đãi, lời này quả nhiên không giả. Nhưng người giết chết Thái Dương trưởng lão, việc này làm đến quá phận. Thái tấn ngữ khí càng lãnh đạm dâng lên. Thái Chiêu Dung vội vàng nói cha, là Thái Dương trưởng lão nghĩ mưu hại ta, luân hồi chi chủ chẳng qua là muốn bảo vệ ta, không thể trách hắn. Mà lại, Thái Dương trưởng lão tâm hướng tinh không phái, lại không chịu theo chúng ta dọn đi bên ngoài, không rời đi liền không rời đi, còn nói cái gì chúng ta tự cam đọa lạc, hắn mới là quá phận. Thái tấn giơ tay lên một cái, nói, dù vậy, Thái Dương trưởng lão dù sao cũng là ta phục ma thâm cốc trưởng lão, hắn cứ như vậy không minh bạch chết rồi, ta cũng nên cho tùy tùng của hắn một điểm giao phó. Thái Chiêu Dung vội la lên, cha, cái kia ngươi muốn làm gì? Ta không cho phép ngươi thương hại luân hồi chi chủ. Nàng động thân đem Diệp Thần yểm hộ tại chính mình đằng sau, ánh mắt tương đương kiên quyết. Thái tấn biểu lộ không thay đổi, thanh âm mang theo lãnh túc chi ý, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, ta cũng không phải muốn ngươi đền mạng cái gì, ngươi là luân hồi trận doanh lãnh chúa, ta vô ý cùng ngươi tranh đấu. Nhưng, Thái Dương trưởng lão bỏ mình, ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng, cho đằng sau ta tất cả mọi người một cái công đạo. Dừng một chút, Thái tấn liền có quyết định, nói, như vậy đi, ngươi đi thú ma quật ở 3 ngày, nếu như 3 ngày sau đó, ngươi có thể còn sống sót, giữa chúng ta hiềm khích, liền xóa bỏ. Ngươi về sau muốn cùng nữ nhi của ta luyện cái gì đại hoan hỷ thánh công, ta không phản đối, này là tự do của các ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải tại thú trong động ma sống sót. Nghe được thú ma quật tam chữ, Thái Chiêu Dung vẻ mặt đại biến, nói, không được. Cha, người đem hắn quan đi thú ma quật, đó không phải là muốn hắn chết sao? Thú ma quật bên trong đều là một chút hung tàn nhất hung thú, liền chính người đều không thể trấn áp, người đem luân hồi chi chủ nhốt vào, còn muốn 3 ngày, hắn còn có mệnh sao? Nàng biết thú ma quật nguy hiểm, cái kia có thể nói là phục ma thâm cốc tối vì địa phương đáng sợ. Phục ma thâm cốc bên trong người, nếu như phạm vào sai lầm lớn, liền sẽ bị ném vào thú ma quật bên trong giam giữ 3 ngày. 3 ngày sau đó, nếu như có thể sống sót ra tới, cái kia hết thảy sai lầm, đều có thể xóa bỏ. Đây là phục ma thâm cốc quy củ. Nhưng, từ cổ chí kim, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể tại thú ma quật bên trong sống sót ra tới. Hiện tại, Thái tấn muốn đem đầu quy củ này, dùng tại Diệp Thần trên thân, Thái Chiêu Dung dĩ nhiên gấp, nàng có thể không muốn nhìn thấy Diệp Thần biến thành hung thú thức ăn. Diệp Thần nghe được là muốn đi thú ma quật. Tâm tư phản mà sinh động. Nếu như đem hắn ném vào cái khác hiểm địa, hắn khả năng còn sẽ có cố kỵ. Nhưng kia cái gì thú ma quật, Diệp Thần lại là tuyệt không lo lắng. Bởi vì, hắn đối với mình thuần thú kỹ thuật, có lòng tin tuyệt đối. Thú ma quật hung thú, Diệp Thần coi như không thể thuần phục, chỉ ít có thể dùng tự vệ, bảo đảm chính mình sẽ không bị hung thú gây thương tích. Nghĩ tới đây, Diệp Thần mỉm cười, hướng Thái tấn đạo, không có vấn đề. Tiền bối, ta đây liền đi thú ma quật ở 3 ngày. Nghe được Diệp Thần sảng khoái như vậy liền đáp ứng, còn tự tin như vậy bộ dáng thoải mái, Thái tấn sửng sốt một chút, sau đó ha ha cười nói. Rất tốt, luân hồi chi chủ quả nhiên can đảm hơn người. Hướng về hai bên phải trái trưởng lão nói, người tới, mang luân hồi chi chủ đi thú ma quật. Thái Chiêu Dung hoảng rồi, lôi kéo Diệp Thần cánh tay, nói, luân hồi chi chủ, đừng đi. Chỗ kia, người đi, chỉ có một con đường chết. Người vừa tới ta phục ma thâm cốc, là hoàn toàn không biết thú ma quật đáng sợ a. Diệp Thần mỉm cười nói, không có chuyện gì, ta liền đi ở 3 ngày, chờ ta ra tới. Nói xong, Diệp Thần liền cùng Thái Chiêu Dung cáo biệt, đi theo hai cái trưởng lão, cưỡi một đầu phi hành hung thú, đi tới thú ma quật. Thái Chiêu Dung gấp đến độ trực dậm chân, vành mắt ửng đỏ, hướng Thái tấn đạo cha.
người đây là muốn hắn chết. Luân hồi chi chủ nếu như chết tại chúng ta nơi này, ta xem ngươi làm sao cùng luân hồi trận doanh giao phó. Thái Tấn thản nhiên nói, nếu như hắn chết, là hắn tu vi không tinh, lại thế nào trách tội tại ta? Nếu như hắn đúng như trong truyền thuyết lợi hại như vậy, ta nghĩ, hắn có thể sống ra tới. Nên, lúc này Diệp Thần, đi theo hai cái trưởng lão, bay đến Phục Ma Thâm Cốc chỗ sâu một tòa núi hoang. Này tòa núi hoang, liền là thú ma quật chỗ trên mặt đất, là một cái bỏ hoang giếng mỏ. Cái kia rất nhiều kiệt ngạo bất tuần hung thú, liền giam giữ tại mỏ trong giếng. Thú ma quật chính là giam giữ cuồng dã nhất hung thú địa phương, hoàn cảnh tương đương hiểm ác. Thông hướng chỗ sâu bỏ đi giếng mỏ bị phá vỡ nham thạch cùng hàng rào sắt phong tỏa, phát ra két tiếng trên hàng rào tràn đầy bén nhọn gai ngược. Cái kia hai cái trưởng lão, mở ra hàng rào sắt, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, mời đến. Diệp Thần gật đầu, tại hai cái trưởng lão dẫn đầu dưới, đi vào. Chân chính thú ma quật, lại không trên đất bên trên, mà là tại xuống mỏ bên trong. Cùng chúng ta đi xuống đi. Hai cái trưởng lão vẻ mặt mang theo điểm ngưng trọng, trên mặt đất, đã có thể nghe đến dưới đất mỏ trong giếng, truyền ra từng đợt hung mãnh tiếng thú gào. Giam giữ tại dưới mặt đất giếng mỏ bên trong hung thú, đối hai cái này trưởng lão tới nói, cũng là muốn mệnh tồn tại. Bọn hắn không dám khinh thường, thận trọng mang theo Diệp Thần, hướng dưới mặt đất thú ma quật đi đến. Tại thông hướng lòng đất con đường bên trên vách tường che kín hư thối dây leo cùng treo hài cốt, để cho người ta không rét mà run. Này thú ma quật bên trong, âm u ẩm ướt, tràn ngập mùi hôi thối cùng hư thối khí tức, trên mặt đất tràn đầy nước bùn cùng rác rưởi, mọc đầy đủ loại không biết tên loài nấm cùng ký sinh trùng, toàn bộ hoàn cảnh để cho người ta thấy cực kỳ đè nén cùng lo lắng. Cuối cùng đi tới lòng đất, chân chính thú ma quật, hiện ra ở Diệp Thần trước mắt, nơi này nuôi nhốt hơn 20 đầu to lớn hung thú, đám hung thú này mỗi một đầu đều có vạn trượng cao. Thân thể của bọn nó là như thế nguy nga, đủ để sánh vai thiên địa, đạp phá sơn hà. Cái này thú ma quật giếng mỏ, mặc dù diện tích cũng tính to lớn, nhưng đối bọn nó vạn trượng cao khủng bố thân thể tới nói, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Chúng nó cần dựa vào tự thân lực lượng, xây dựng không gian, mới có thể chứa được chính mình thân thể to lớn, miễn cho đụng vào thú trong động ma, ở khắp mọi nơi cấm chế phủ văn. Tử Vũ Thiên Ưng, Cương Giáp Cự Hạt, Luyện Thạch Tê Giác, Viêm Dực Kỳ Lân, Chín Đầu Sư, Phệ Nguyệt Báo. Chấm, thiên, các ngươi là từ đâu hàng phục nhiều như vậy viễn cổ đại hung? Diệp Thần thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, thú ma quật bên trong hung thú số lượng không tính quá nhiều, chỉ có hơn 20 đầu, nhưng mỗi một đầu đều là viễn cổ đại hung, 10 điểm hung mãnh cuồng bạo tồn tại, nếu như đưa chúng nó huyết mạch năng lượng, toàn bộ kích hoạt bạo phát đi ra, đây chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Một trưởng lão nói, đây đều là ta Phục Ma Thâm Cốc, tại đi qua vô số kỷ nguyên bên trong, hao phí lớn lao tâm huyết, bắt lại đại hung, nhưng cũng không có chân chính hàng phục. Này chút đại hung, đều là viễn cổ tồn tại, chính là lãnh chúa đại nhân tự mình ra tay, cũng không cách nào thuần phục, chỉ có thể giam giữ tại đây bên trong. Đang khi nói chuyện, thú ma quật bên trong viễn cổ đám hung thú, khi nhìn đến Diệp Thần ba người về sau, liền như phát điên cuồng hống lấy, hung mãnh lao đến. Bất quá, tại hung thú cùng Diệp Thần ba người ở giữa, còn có một cánh cửa sắt lớn, dùng viễn cổ huyền thạch rèn đúc, phía trên khắc đầy cấm chế phủ văn. Những cái kia xông đụng tới hung thú, đâm vào cửa sắt lớn bên trên, phát ra thình thịch tiếng vang, chấn động sơn nhạc, nhưng cũng không có thể đem cửa sắt đánh vỡ, chúng nó ngược lại nhận cấm chế phủ văn phản thương, bị kích phát ra huyết tính, càng cuồng bạo hơn gào lên. Cái kia hai cái trưởng lão, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tại đây chút đại hung trước mặt, bọn hắn cùng Diệp Thần thân hình, đều lộ ra 10 điểm nhỏ bé. Lui ra phía sau, lui ra phía sau. Một trưởng lão tế ra một đạo mang theo màu đen cự kình đồ đằng linh phù, hướng về phía cái kia rất nhiều hung thú lớn uống. Rất nhiều hung thú thấy đạo linh phù này, lập tức có chút kiêng kỵ, liền dồn dập lui lại. Đợi đến hung thú thối lui về sau, trưởng lão kia hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ. Chỉ ủy khuất ngươi tại đây ở đây 3 ngày. Hy vọng ngươi có thể còn sống sót. Nói xong, trưởng lão kia móc ra chìa khóa, thận trọng mở ra cửa sắt lớn bên trên ổ khóa, khác một trưởng lão liền nắm lấy cấm chế linh phù đề phòng, sợ bên trong hung thú sẽ thừa cơ lao ra. Tại cửa sắt lớn mở ra trong nháy mắt,
Trưởng lão kia liền không kịp chờ đợi đem Diệp Thần đẩy vào, sau đó liền vội vàng đem cửa lớn khóa lại. Diệp Thần liền cùng cái kia hơn 20 đầu viễn cổ đại hung, bị giam giữ đến cùng một chỗ, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cái kia rất nhiều hung thú, tựa hồ kiêng kỵ cái kia hai cái trưởng lão cấm chế linh phù, cho nên cũng không có trước tiên nhào lên xé nát Diệp Thần, mà là cảnh giác quan sát lấy. Cái kia hai cái trưởng lão nhìn nhau, nuốt nước miếng một cái, nói với Diệp Thần tiếng bảo trọng, liền xoay người rời đi. Tại bọn hắn sau khi đi, thú ma quật bên trong đám hung thú, cũng là trong nháy mắt bạo động, gầm thét hướng về Diệp Thần vồ giết tới, một bộ muốn đem hắn xé nát nuốt ăn bộ dáng. Tất cả chớ động. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, một tiếng hô quát, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại mang theo tuyệt đối uy nghiêm. Hắn ở trong lòng câu thông huyết long, kêu gọi huyết long hiện thân. Soạt, huyết long uy mãnh thân thể, tại thú ma quật bên trong xuất hiện, vì chấn nhiếp bầy hung, nó thân thể bùng nổ huyết mang, cũng là biến thành vạn trượng dài, xé rách không gian, thậm chí chạm đến thú ma quật bên trong cấm chế phủ văn, cũng là không sợ chút nào, bàng bạc long uy tản ra. Ở đây hết thảy hung thú, lập tức kinh ngạc, vô cùng kinh dị nhìn xem huyết long. Tại thánh thụ thế giới địa mạch hạn chế dưới, này chút viễn cổ đại hung, huyết mạch lực lượng vô pháp toàn bộ phát huy ra, thậm chí không thể miệng nói tiếng người. Nhưng, chúng nó cũng có tương đương trí tuệ. Chúng nó vừa nhìn thấy huyết long, liền biết huyết long đáng sợ, không dám nhìn thẳng, dồn dập lui lại. Diệp Thần cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn mặc dù nắm giữ lấy thuần thú chi pháp, nhưng trước đây cùng rách nát thần điện Lục Khiêm giao thủ, hắn linh khí hao tổn to lớn, bây giờ còn chưa triệt để khôi phục. Diệp Thần cần thời gian nghỉ ngơi. Huyết long, thay ta hộ pháp. Diệp Thần phân phó một câu, nhưng huyết long bảo vệ mình, sau đó khoanh chân ngồi xuống, yên lặng điều tức khôi phục. Huyết long đôi mắt mang theo hung mang, quét nhìn toàn trường, những cái kia viễn cổ đại hung, đều không dám cùng nó ánh mắt đụng vào nhau, lui về lãnh địa của mình bên trong đi. Đương nhiên, huyết long cũng chỉ là bảo hộ Diệp Thần, cũng không có tùy tiện ra tay. Chủ yếu là nó trước kia, thôn vệ rất nhiều vĩ thú, những vĩ thú đó năng lượng, tràn ngập hắc ám cùng quỷ dị, không thể tùy tiện sử dụng, bằng không tự thân có bị cắn trả nguy hiểm. Hiện tại, huyết long chỉ muốn bảo vệ Diệp Thần là được rồi, bảo đảm những hung thú kia sẽ không tổn thương Diệp Thần. Có huyết long bảo hộ, Diệp Thần nghĩ tại thú ma quật bên trong vượt qua 3 ngày, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hắn mong muốn, cũng không phải đơn thuần vượt qua 3 ngày đơn giản như vậy. Nơi này hung thú, 10 điểm hung mãnh cuồng dã, nếu là có thể thuần phục, tạo thành một nhánh mãnh thú đại quân, cũng có thể tăng lên rất nhiều Diệp Thần thực lực. Diệp Thần tĩnh tâm điều tức, mà lúc này đây, Phục Ma Thâm Cốc lãnh chúa trong đại điện, Thái Tấn đang cùng mấy cái trưởng lão, mong muốn nhìn trộm thú ma quật tình huống. Luân hồi chi chủ tiến vào thú ma quật, không biết có thể hay không chống đỡ 3 ngày. Thái Tấn nhẹ giọng lầm bầm, vận dụng thôi diễn chi pháp, trước người hiện ra một khỏa thủy tinh cầu, như thường tới nói, thủy tinh cầu hẳn là có thể biểu hiện thú ma quật thời gian thực hình ảnh. Nhưng bây giờ, trong thủy tinh cầu, lại là sương mù bao phủ, cái gì đều không nhìn thấy. À, đây là có chuyện gì? Thái Tấn nhìn xem sương mù bao phủ thủy tinh cầu, lập tức có chút ngạc nhiên. Hắn lại đánh ra từng đạo ấn quyết, rơi xuống trong thủy tinh cầu, nhưng vẫn là không có phản ứng chút nào, cái gì thiên cơ hình ảnh đều nhìn trộm không đến. Chủ nhân, có người nghĩ nhòm ngó ngươi. Thú trong động ma, huyết long thấp giọng hướng Diệp Thần truyền âm nói. Nó thủ hộ Diệp Thần, cũng ngăn cách thiên tra cơ, cắt đứt Thái Tấn nhìn trộm. Không có việc gì, người tiếp tục bảo hộ ta là được. Diệp Thần chấn định tâm thần, tiếp tục điều tức khôi phục. Huyết long thì thức tỉnh tinh thần, tiếp tục thủ hộ Diệp Thần. Tinh thần của nó, bao phủ toàn bộ thú ma quật, đề phòng rất nhiều hung thú. Tinh thần bao phủ thú ma quật, huyết long bỗng nhiên ở giữa, lại thấy thú trong động ma, tựa hồ ẩn giấu đi vật gì đáng sợ, trong không khí tồn tại một vệt vô cùng mịt mờ ma khí. Cái kia cỗ ma khí, dĩ nhiên khiến huyết long đều thấy một tia chấn kinh. Là cái gì? Huyết long cảnh giác lên, nhưng muốn bảo vệ Diệp Thần, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thần không ngừng điều tức, nguyên khí không ngừng khôi phục. Dần dần, hắn cũng cảm nhận được thú ma quật dị dạng, ngoại trừ mặt ngoài rất nhiều đại hung bên ngoài, sau lưng còn ẩn giấu có vô cùng khinh khủng đồ vật. Diệp Thần không xác định là cái gì,
nhưng biết tuyệt đối không phải vật bình thường. Tại điều tức sau một ngày, Diệp Thần nguyên khí khôi phục được 7-8 phần, hắn mở hai mắt ra, con mắt liền có hai đạo thật dài kim quang, xỏ xuyên qua mà ra, chiếu rọi toàn bộ thú ma quật, làm cho rất nhiều hung thú phát ra kiêng kỵ tiếng giống. Huyết Long, chúng ta đi xem một chút là cái gì? Diệp Thần tầm mắt nhìn chằm chằm thú ma quật chỗ sâu, hắn có thể bắt được một luồng dị thường kinh khủng mà cường đại ma khí, giống như sinh sự sinh, giống như chết không chết, không biết là nhân vật gì. Tốt, chủ nhân. Huyết Long đồng tử lóe lên, lập tức liền theo Diệp Thần, hướng thú ma quật chỗ sâu đi đến. Ở đây rất nhiều hung thú, thấy Diệp Thần cùng Huyết Long, muốn đi hướng chỗ sâu khu vực, chúng nó trong mắt lập tức toát ra to lớn run rẩy cùng hoảng sợ. Giống. Từng tiếng thú giống, theo rất nhiều hung thú trong cổ họng phát ra. Chúng nó ban đầu đối Diệp Thần cùng Huyết Long, vô cùng e dè, nhưng giờ khắc này, chúng nó lại dồn dập nhảy ra ngoài, cản lại Diệp Thần cùng Huyết Long bước chân. Thế nào, bên trong là có cái gì bảo tàng sao? Tránh ra! Diệp Thần nhìn thấy đám hung thú này, phản ứng lớn như vậy, trong lòng cũng là dâng lên nồng đậm hứng thú, hết sức muốn biết bên trong ẩn giấu đi đồ vật gì. Hắn trực tiếp thét ra lệnh bầy hung tránh ra. Nhưng, ở đây hung thú, cũng không có nhường đường ý tứ, y nguyên dùng chúng nó thân thể cao lớn, ngăn cản lấy Diệp Thần đường đi. Ly, một đầu tử vũ thiên ưng, lông vũ như màu tím sắt phẩy, thần quang lưu chuyển, phát ra một tiếng gáy dài, xòe hai cánh, xé nát không gian, có vạn trượng dài, hiện lên trùng thiên cúi rơi chi thế, xen lẫn cuồn cuộn gió lốc, hướng về Diệp Thần đánh giết xuống tới. Nó phong duệ như câu đao lợi chảo, quay đầu cầm lấy Diệp Thần đầu, muốn ngăn cản Diệp Thần tiến lên. Này tử vũ thiên ưng 10 điểm mạnh mẽ, có thể trấn áp lên vị thần, Diệp Thần này hạ vị thần, nếu như bị nó đánh trúng một chảo, chỉ có óc vỡ toang, thân tử đạo tiêu xuống tràng. Nhưng, đối mặt tử vũ thiên ưng một chảo, Diệp Thần lại không sợ chút nào, đôi mắt chất chứa kim quang, quát to một tiếng, uy tự quyết, cho ta trấn áp. Diệp Thần bàn tay lớn giết ra. Một cái to lớn uy chữ, theo sau lưng của hắn từ từ bay lên, hùng hồn cứng cáp, thần mang lấp lánh như liệt nhật, bàng bạc cổ lão uy áp, mang theo luân hồi thiên uy, gào thét mà ra. Uy tự quyết, chính là thuần thú bát tự quyết một trong, dùng mạnh mẽ uy áp lấy xưng. Diệp Thần uy tự quyết vừa ra, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy cái kia tử vũ thiên ưng, một tiếng rít lên, thân thể nhận cực lớn áp chế, một hồi chấn động, lông vũ bay vụt. Lao xuống tư thái trong nháy mắt sụp đổ, giống như bị đạn pháo cùng thiên lôi đánh trúng, phịch một tiếng liền rơi xuống, vô cùng chật vật ngã sấp xuống tại Diệp Thần trước mặt. Răng rắc. Diệp Thần một chân đạp tử vũ thiên ưng đầu, tầm mắt quét nhìn toàn trường hung thú, nói tránh ra. Mặc dù nắm giữ lấy thuần thú bí quyết, nhưng ở chàng hung thú quá nhiều, Diệp Thần không muốn hoàn toàn vạch mặt, bằng không, hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. Nhìn thấy tử vũ thiên ưng bị trấn áp, hết thảy hung thú đều lộ ra hoảng hốt cùng thần sắc bất khả tư nghị. Tại đi qua tuế nguyệt bên trong, cho dù là phục ma thâm cốc lãnh chúa Thái Tấn, cũng không thể lực trấn áp tử vũ thiên ưng. Nhưng bây giờ, Diệp Thần dựa vào uy tự quyết, lại là làm được điểm này. Giống, giống. Hai tiếng thú giống bùng nổ. Một đầu chín đầu sư, một đầu luyện thạch tê giác, gầm thét hướng Diệp Thần xung tới. Chúng nó biết Diệp Thần lợi hại. Liền tử vũ thiên ưng đều có thể trấn áp, nhưng chúng nó vẫn là lựa chọn xông lên, hung hãn không sợ chết, rõ ràng là vì bảo hộ thú ma quật sau lưng đồ vật. Thấy thế, Diệp Thần lấy làm kinh hãi, trong lòng hứng thú cũng càng nồng đậm, hết sức muốn biết thú ma quật sau lưng ẩn giấu đồ vật, đến cùng là cái gì. Thiên địa uy diệt, chu diệt. Diệp Thần ngửa mặt lên trời vừa kêu, tiếp tục thi triển thuần thú bát tự quyết, đem thiên tự quyết, địa tự quyết, uy tự quyết, chữ diệt quyết. Đều bạo phát đi ra. Thiên địa lực lượng, luân hồi uy áp, hủy diệt pháp tắc, tại Diệp Thần trong tay hội tụ, cuối cùng hóa thành hai đạo đen nhánh lưu quang, phốc suy, trong nháy mắt, liền đem chín đầu sư hỏa luyện thạch tê giác quán xuyên. Hắn thuần thú bát tự quyết, đối hung thú khắc chế lực quá cường đại, coi như là viễn cổ đại hung, ở trước mặt hắn, 10 thành thực lực đều không phát huy ra 5 thành. Diệp Thần có ý muốn giết gà dọa khỉ, cho nên lần này ra tay. Thiên địa uy diệt cùng nhau bùng nổ, cái kia chín đầu sư hỏa luyện thạch tê giác, tại chỗ liền bị Diệp Thần đánh giết, thân thể cao lớn hóa thành thi thể, ngã trên mặt đất. Đương nhiên, này chút viễn cổ đại hung, sinh mệnh lực ương ngạnh, tuyến thời gian rất nhiều,
mà lại Diệp Thần cũng không có đuổi tận giết tuyệt, cái kia chín đầu sư hỏa luyện thạch tê giác, vẫn là có phục sinh khả năng. Nhưng bây giờ, chúng nó nhưng vẫn là thi thể trạng thái, chung quanh hung thú gặp được, đều là vô cùng kinh dị kinh khủng, không ít hung thú cụp đuôi. Nhưng dù vậy, chúng nó thế mà còn là không chịu lui lại nhường đường. Bên trong đến cùng cất giấu đồ vật gì, đáng giá các ngươi lấy mạng bảo hộ. Diệp Thần cũng chấn động, tầm mắt xâm nghiêm. Nghe được hắn, rất nhiều hung thú trao đổi một thoáng ánh mắt, tựa hồ là quyết định, hết thảy hung thú ngửa mặt lên trời gầm hét lên, đúng là dốc toàn bộ lực lượng, vô cùng điên cuồng hướng Diệp Thần đánh giết mà đi. Chúng nó không để ý đại giới, cũng muốn ngăn cản Diệp Thần tiến lên. Viêm Dực Kỳ Lân, Phệ Nguyệt Báo, Cương Giáp Cự Hạt, Thiên Bằng Hoàng, Độc Giác Thiên Mã, Quỷ Diện Châu, Cự Giác Kiến Hoàng. Rất nhiều hung thú khí thế trùng thiên, bão táp đột tiến, trên thân nở rộ hào quang, hội tụ vào một chỗ, thân thể cao lớn còn không giết tới Diệp Thần trước mặt, khí thế của bọn nó liền biến thành tinh hà to lớn tồn tại, như thác trời bao phủ hướng Diệp Thần. Diệp Thần lập tức nghẹt thở, không có nghĩ tới những thứ này hung thú, vì thủ hộ thú ma quật sau lưng đồ vật, thế mà không tiếc đại giới, muốn hợp lại ngăn cản hắn cùng Huyết Long. Một đám ngu muội xúc sinh. Huyết Long đồng tử nổ lên hồng mang, cũng chuẩn bị không để ý đại giới ra tay rồi. Không cần, Huyết Long, ta có thể đối phó. Diệp Thần đưa tay cầm máu long, chủ yếu là lo lắng nó bị vĩ thú khí cắn trả. Mắt thấy rất nhiều hung thú gào thét giết tới, Diệp Thần phản ứng cũng là phi thường cấp tốc. Thuần thú bát tự quyết, bạn tự quyết. Diệp Thần một tiếng quát mắng, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp luyện chế thành rất nhiều đan dược. Đều đừng xúc động, ta là bằng hữu của các ngươi. Diệp Thần tầm mắt vẫn nhìn toàn trường hung thú, phát ra âm thanh vang dội, đem dùng luân hồi máu chế tạo đan dược điểm phát ra ngoài. Một số thời khắc, trấn áp là kết quả xấu nhất, thành lập hữu nghị, mới là vương đạo. Diệp Thần thanh âm, tựa như mang theo một cỗ đặc thù ma lực, ở đây đám hung thú nghe được, lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc mờ mịt, tinh thần giống như bị bóp méo, phân không ra địch bản, dồn dập đình chỉ tiến công. Thấy thế, Diệp Thần mừng thầm trong lòng, đao phong nữ hoàng thuần thú bí pháp, quả thật là tuyệt diệu. Thuần thú bát tự quyết, liền là thiên, địa, uy, bạn, ăn, diệt, nuôi, triệu bát tự. Trong đó, bạn tự quyết mang theo đặc thù ma lực, có thể cùng hung thú thành lập hữu nghị. Diệp Thần một thi triển ra bạn tự quyết, thậm chí dùng luân hồi máu đúc đan, lập tức liền cùng rất nhiều hung thú, thành lập hữu nghị. Đại bộ phận hung thú vẫn là mờ mịt bộ dáng, phân không ra chân thực cùng hư ảo, đầu óc cũng mơ hồ, không biết Diệp Thần là địch nhân hay là bằng hữu. Đây là ta máu tươi luyện chế đan dược, các ngươi đều ăn đi. Diệp Thần thanh âm vẫn là mang theo bản tự quyết ma lực, đem đan dược phân phát xuống về sau, rất nhiều hung thú hai mặt nhìn nhau, thử nghiệm cúi đầu bắt đầu nhai nuốt. Chúng nó ăn luân hồi huyết đan về sau, lập tức tinh thần đại chấn. Đối Diệp Thần thái độ cũng biến thành và dễ dàng, giống như thật coi hắn làm bằng hữu. Mấy con hung thú lẩm bẩm đi tới, chịu chịu Diệp Thần thân thể. Diệp Thần mừng rỡ, nói, rất tốt, các ngươi đều là bằng hữu của ta, hiện tại thỉnh nói cho ta biết, nơi này sau lưng, đến cùng ẩn giấu đi đồ vật gì. Chúng hung thú hai mặt nhìn nhau, một đầu độc giác thiên mã, hướng Diệp Thần nói. Là thiên cổ ma long hài cốt, luân hồi chi chủ. Đám hung thú này ban đầu không biết nói chuyện, nhưng ăn Diệp Thần đan dược về sau, huyết mạch lực lượng bị kích hoạt lên rất nhiều, trí tuệ cũng tiến một bước khai khiếu, có thể nói chuyện. Thiên cổ ma long hài cốt. Diệp Thần tâm bên trong một hồi kỳ dị. Cái kia độc giác thiên mã nói, đúng vậy, thiên cổ ma long là cực kỳ đáng sợ cự hung, nó so với chúng ta hết thảy hung thú đều cường đại hơn. Nghe nói, thiên cổ ma long nhất mạch, ban đầu là hắc ám hồn tộc cường giả vật cưỡi. Diệp Thần nhướng mày, nói, hồn tộc sao? Liền là hồn thiên đế hậu nhân. Cái kia độc giác thiên mã nói, đúng vậy, tại hắc ám hồn tộc bên trong, chỉ có cấp cao nhất cường giả, mới có tư cách ngồi thiên cổ ma long. Ở cái thế giới này, cũng từng sản sinh ra một đầu thiên cổ ma long, phục ma thâm cốc hao tổn tận tâm huyết, đem bắt lấy, nghĩ muốn thuần phục. Nhưng, thiên cổ ma long là sẽ không khuất phục bất luận người nào, nó cuối cùng tình nguyện bị giết chết. Long hồn bị phong ấn, cũng chưa từng cúi đầu trước phục ma thâm cốc. Nó hài cốt, còn lưu tại nơi này. Nó là chúng ta hải đăng, nó tinh thần bất khuất, thủy chung chiếu sáng chúng ta. Nghe xong lời nói này,
Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đám hung thú này, liều mạng cũng muốn ngăn cản hắn, nguyên lai thiên cổ ma long hải cốt, là bọn chúng hải đăng. Tại đây tòa hải đăng chiếu rọi đến, tinh thần của bọn nó, cũng tựa như thiên cổ ma long như vậy, thà chết chứ không chịu khuất phục, vô luận phục ma thâm cốc thi triển thủ đoạn gì, đều không thể thuần phục. Cũng may mắn Diệp Thần thuần thú thủ đoạn cao minh, biết một vị uy áp là không được, cần vừa đấm vừa xoa, hắn dùng bản tự quyết thần thông, cùng đám hung thú này thành lập hữu nghị, mới sơ bộ thuần phục. Một đầu viễn cổ ma đạo hung thú, thế mà thành các ngươi hải đăng. Chẳng thà, các ngươi nhận ta làm hải đăng quên đi. Diệp Thần thét dài một tiếng, toát ra thiên hỏa mệnh tinh khí tượng, to lớn rộng rãi hỏa diễm tinh thần, tại đỉnh đầu hắn bay lên, như là muốn chiếu rọi chư thế hư không, vô cùng hùng vĩ. Thấy viên này nóng rực hỏa diễm tinh thần, ở đây hung thú choáng váng, thật sâu thấy rung động. Tùy tùng ta không phải muốn các ngươi làm nô lệ của ta, mà là muốn các ngươi làm bằng hữu của ta. Diệp Thần thanh âm to rõ, tựa như mang theo một cỗ mạnh mẽ ma lực, chấn động hết thảy hung thú nội tâm. Bằng hữu kia nhị chữ, âm vang hùng hồn, đinh tai nhức óc. Rất nhiều hung thú tại ngắn ngủi yên lặng về sau, liền phát ra thao thiên giống lên một tiếng, cùng Diệp Thần hô ứng tương hòa, đây là biểu thị nguyện ý tùy tùng ý tứ. Diệp Thần mừng rỡ, tuần phục hung thú, hắn cũng muốn nhìn một chút cái kia thiên cổ ma long hải cốt, đến cùng có cái gì chỗ đặc thù. Không có hung thú lại ngăn cản Diệp Thần, chúng nó thậm chí cho Diệp Thần dẫn đường. Diệp Thần đi vào thú ma quật chỗ sâu, cái kia thiên cổ ma long hải cốt, cất giữ trong một cái đặc thù trong không gian. Cái không gian này, hỗn độn mịt mờ, không thấy ánh mặt trời, lơ lửng một bộ to lớn đến dọa người long hình thi hài. Diệp Thần cùng huyết long, tiến vào cái không gian này, thấy không khí bốn phía phảng phất nặng nề rất nhiều. Kín không kẽ hở không gian hỗn độn bên trong, cái kia long hình thi hài trôi nổi tại ở giữa, tản mát ra quỷ dị ma quang, toàn bộ không gian tựa hồ cũng bởi vì nó tồn tại mà lộ ra càng khủng bố hơn cùng thần bí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Này thi hài to lớn đến tinh thần so sánh cùng nhau, cũng tựa như viên bi, vừa giống như là một chùm kinh khủng hắc ám, tản ra một loại thôn vệ hết thảy khí tức. Chỉnh cỗ long cốt, thoạt nhìn vô cùng cứng rắn. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm lắng đọng mới có thể trở nên như thế như sắt thép bền chắc. Tại đây thi hài chung quanh, càng là tràn ngập một cỗ sương mù, để cho người ta nhìn không thấu hư thực. Diệp Thần mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú cỗ này to lớn long hình thi hài, vô cùng rõ ràng cảm nhận được nó khí thế cường đại, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đưa hắn thôn phệ. Tại dạng này khí tức dưới, hắn cảm giác hô hấp của mình cũng so bình thường khó khăn rất nhiều, giống như là tại trong nguy hiểm. Cái này là thiên cổ ma long hải cốt sao, thoạt nhìn hoàn toàn chính xác khủng bố. Diệp Thần thanh âm tại đây âm trầm trong không gian khuếch tán ra. Đây là một đầu chân chính trải qua kỷ nguyên cự long, mặc dù đã chết đi, nhưng mạnh mẽ khí tức vẫn bảo lưu lấy, sinh mệnh lực của nó phi thường mạnh mẽ. Mặc dù chết đi nhiều năm, hải cốt y nguyên bảo lưu lấy năng lượng kinh khủng. Huyết long cũng nhìn xem thiên cổ ma long hải cốt, phát ra tán thưởng thanh âm. Sau đó, huyết long lại liếm môi một cái, nói chủ nhân, nếu là cho ta ăn hết cỗ hải cốt này, nhục thể của ta lực lượng, có thể tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, ta lại sử dụng vĩ thú năng lượng, cũng không cần lo lắng cắn trả. Huyết long biết thiên cổ ma long thi hài mạnh mẽ, năng lượng 10 điểm dồi dào, nếu như có thể hấp thu, nhục thân của nó là có thể lớn mạnh. Thân thể lớn mạnh về sau, nó coi như lại sử dụng vĩ thú lực lượng. Cũng không cần lo lắng bị hắc ám phản chiếu. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, nói, nếu như này thi hài đối ngươi có ích, ngươi cứ việc luyện hóa chính là. Huyết Long mừng rỡ, nói tốt, đa tạ chủ nhân. Ngay sau đó, Huyết Long động tác cấp tốc, Long chảo vung ra, cái kia thiên cổ ma Long thi hài, liền rơi xuống nó trong tay. Nó thân thể lóe lên, hóa thành ra lưu quang, về tới Diệp Thần trong cơ thể. Liền bắt đầu nuốt ăn cùng luyện hóa thiên cổ ma long thi hài. Thú ma quật hung thú, đã coi Diệp Thần là thành là mới hải đăng, cho nên, coi như huyết long nuốt mất thiên cổ ma long hải cốt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng nó. Hẳn là còn có long hồn tồn tại. Diệp Thần sờ lên cái cằm, thấp giọng thì thào, mơ hồ bắt được thiên cổ ma long một tia nhân quả. Thiên cổ ma long dù chết, nhưng long hồn bất diệt, cỗ kia long hồn, tựa hồ đã bị phục ma thâm cốc phong ấn.
Thiên cổ ma long kiệt ngạo cùng cuồng dã đến coi như là chỉ còn lại có một bộ long hồn, cũng không chịu khuất phục phục ma thâm cốc. Này loại mạnh mẽ cùng dã tính viễn cổ đại hung, ban đầu là hắc ám hồn tộc người mạnh nhất vật cưỡi, người bình thường căn bản là không có cách đem hàng phục. Tại huyết long lấy đi thiên cổ ma long hài cốt về sau, thú ma quật khí tức, tựa hồ cũng là bình tĩnh rất nhiều. Hai ngày sau thời gian, Diệp Thần liền lấy ra chính mình không nhiều tài nguyên, dùng tới nuôi dưỡng đám hung thú, thậm chí tiếp tục dùng chính mình luân hồi máu đúc đan, đồng lõa thú kích hoạt huyết mạch, tăng lên lực lượng của bọn nó. Rất nhanh, vội vàng hai ngày thời gian trôi qua, đám hung thú này tại Diệp Thần bồi dưỡng dưới, thực lực tiến bộ rất nhiều, đã có khả năng biến hóa hình người. Một ngày này, ước định ba ngày thời gian đến, Diệp Thần liền thấy ban đầu dẫn hắn tới thú ma quật hai cái trưởng lão, mang theo khẩn trương cùng vẻ ngưng trọng, lại tới lòng đất. Bọn hắn xuyên thấu qua cửa sắt lớn, liền thấy vô cùng một màn kỳ dị, chỉ thấy Diệp Thần còn êm đẹp sống sót, mà lại long tinh hổ mãnh, không có một chút thụ thương bộ dáng. Sau lưng Diệp Thần, đi theo hơn 20 võ giả, những võ giả này khí tức đặc biệt cường hãn, mỗi một cái tựa hồ cũng có thể trấn áp lên thần, cực kỳ khủng bố. Luân hồi chi chủ, người còn sống. Một trưởng lão ngốc ngốc nhìn xem Diệp Thần, hỏi. Diệp Thần cười nói, ba ngày kỳ hạn đã đến, hai vị trưởng lão, ta có khả năng đi ra à? Cái kia hai cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Diệp Thần quanh thân rất nhiều võ giả, nói. Thú ma quật hung thú đâu? Chúng nó đều chạy đi nơi nào? Luân hồi chi chủ, người lại triệu hoán nhiều cao thủ như vậy tới, sẽ không phải nắm hung thú toàn giết đi. Thú ma quật phong bế nghiêm mật, hai cái này trưởng lão lại tại bên ngoài canh chừng, theo lý mà nói, không có khả năng có bất kỳ người đánh bại trước khi. Nhưng bọn hắn biết Diệp Thần thân phận đặc thù, nhiều thủ đoạn, có lẽ có thể lăng không triệu hoán vô số cường giả buông xuống. Bọn hắn chỉ lo lắng, Diệp Thần nắm hung thú toàn giết. Thú ma quật bên trong hung thú, kỳ thật muốn giết chết, phục ma thâm cốc cũng có thể làm được, nhưng một đầu viễn cổ đại hung, đi săn không dễ. Phục ma thâm cốc dĩ nhiên sẽ không tự hủy trường thành, vẫn luôn là nghĩ muốn thuần phục, biến thành của mình, mà không phải giết chết. Nếu như Diệp Thần nắm hung thú đều giết sạch, tội kia qua liền lớn. Diệp Thần cười cười, chỉ mình chung quanh võ giả, nói, bọn hắn liền là những hung thú kia hóa hình. Hai cái trưởng lão ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại, ngươi nói cái gì. Diệp Thần lại cười cười, vỗ tay phát ra tiếng. Một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy ở đây võ giả, lập tức lắc mình biến hóa, biến thành từng con hung thú, hiển hóa ra bản nguyên hình ảnh, vô cùng hung tàn bá đạo, cuồng bạo viễn cổ khí thế hung ác, làm cho cái kia hai cái trưởng lão giật mình kêu lên, ô oa quát to một tiếng, lui về sau hai bước, ngã nhào trên đất. Diệp Thần nhịn không được cười lên ha hả, nói, như thế nào? Cái kia hai cái trưởng lão kinh khủng rung động, nói, luân hồi chi chủ, người đem nơi này hung thú toàn bộ tuần phục. Ông trời ơi, này là làm sao làm được? Bọn hắn không thể tin được, nhưng bày tại sự thật trước mắt, vẫn không khỏi đến bọn hắn không tin. Diệp Thần mỉm cười, cũng không đợi hai cái trưởng lão mở cửa, chính mình vận chuyển thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, trực tiếp tan chạy ổ khóa, đẩy cửa đi ra ngoài, nói. Các ngươi đừng hoảng hốt, đám hung thú này đều thành bằng hữu của ta. Quay đầu hướng về đàn thú nói, chớ dọa các trưởng lão. Mau gọi người. Đàn thú gào thét một tiếng, lại biến hóa người hồi hình, thật chỉnh tề rất cung kính đứng thẳng tốt, cùng kêu lên, trưởng lão tốt. Cái kia hai cái trưởng lão, thân thể phát run, nào dám ứng tiếng. Một màn trước mắt, thực sự quá mộng ảo, bọn hắn đều dùng vì mình đang nằm mơ. Nhiều năm như vậy, phục ma thâm cốc đối thú ma quật bên trong hung thú, không có biện pháp, vô luận dùng thủ đoạn gì, đều không thể thuần phục. Nhưng bây giờ, ngắn ngủi ba ngày thời gian, Diệp Thần liền đem hết thảy hung thú tuần phục, hơn nữa còn huấn luyện đến nghe một chút lời, thật chỉnh tề. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Này căn bản không có khả năng. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, cái này thực sự quá kinh người. Diệp Thần không tiếp tục để ý tới hai cái này trưởng lão, nhanh chân hướng mặt đất bên trên đi đến. Rất nhiều hung thú biến thành cường giả, liền đi theo Diệp Thần đằng sau. Bọn hắn vây quanh Diệp Thần, tầm mắt vô cùng thành kính, không chỉ là coi Diệp Thần là thành hải đăng, càng xem như là chủ nhân. Xoạt xoạt xoạt, Diệp Thần vừa ra thú ma quật, liền có từng đạo lưu quang,
từ đằng xa bay vụt tới, chính là Phục Ma Thâm Cốc lãnh chúa Thái Tấn, còn có mấy cái cao tầng trưởng lão. Thái Tấn nhìn xem Diệp Thần sau lưng vô số cường giả, vẻ mặt cũng thay đổi, âm tình bất định. Hưu. Lúc này, lại có một đạo tinh mang, theo một bên khác bay tới, lại là Thái Chiêu Dung. Ha ha, luân hồi chi chủ, ngươi thật đúng là lợi hại, không chỉ có thể tại thú ma quật bên trong sống sót ra tới, thậm chí nắm bên trong hung thú toàn bộ tuần phục. Thái Chiêu Dung vui mừng không thôi, đã bắt được thiên cơ, biết được Diệp Thần hành động vĩ đại. Thái Tấn ra mặt run lên, vẻ mặt nghiêm túc, nói, luân hồi chi chủ, xem ra là ta xem thường ngươi, nghĩ không ra ngươi không chỉ có thể sống sót theo thú ma quật bên trong đi ra, thậm chí còn tuần phục hết thảy hung thú. Diệp Thần chắp tay một cái nói, tiền bối quá khen, cái kia hiện nay, cũng không cần lại truy cứu ta giết chết Thái Dương trưởng lão sai lầm đi. Thái Tấn đạo, không cần. Dựa theo ta Phục Ma Thâm Cốc quy củ, ngươi có thể sống mà đi ra thú ma quật, quá khứ ân oán liền xóa bỏ. Kỳ thật, hiện tại coi như Thái Tấn muốn truy cứu, cũng không dám truy cứu. Bởi vì, thú ma quật bên trong rất nhiều hung thú, toàn bộ thành Diệp Thần thủ hạ. Nhiều như vậy hung thú hóa thân thành cường giả, thực lực có thể xưng khủng bố, hắn lôi kéo Diệp Thần còn đến không kịp, nơi nào còn dám đắc tội. Chẳng qua là, hắn trước kia vất vả đi săn hung thú. Toàn bộ quy thuận Diệp Thần, trong lòng tự nhiên là không thế nào vui sướng. Diệp Thần cũng nhìn ra Thái Tấn tâm tư, cười nói, tiền bối, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thành tâm đối đãi ta, về sau ta sẽ đứng tại Phục Ma Thâm Cốc bên này. Ta chỗ thuần phục hung thú, cũng là Phục Ma Thâm Cốc trợ lực. Nghe được Diệp Thần lời nói này, Thái Tấn trong lòng hơi dễ chịu một chút, nói, ta nghe Chiêu Dung nói, ngươi mong muốn Thanh Lam Thánh Quả. Diệp Thần mừng rỡ. Nói, đúng vậy. Thanh Lam Thánh Quả, là Thanh Lam Thánh Thụ kết xuất trái cây, có nồng đậm dư thừa linh khí, thậm chí sau lưng ẩn chứa tinh không phía trên đại đạo diệu bao hàm. Diệp Thần chịu khí thiên tỏa dây xích không cùng xiềng xích, cái kia khí thiên tỏa dây xích đã in dấu thật sâu khắc sâu vào cơ thể của hắn, thậm chí là xương cốt bên trong, mang cho hắn thống khổ to lớn. Xiềng xích này thật sâu quấn quanh, mà lại mang theo thiên khải chí tôn thiên đế pháp tắc lực lượng. Diệp Thần coi như vận dụng thiên hỏa mệnh tinh, cũng là khó mà hóa giải. Biện pháp duy nhất, liền là dùng Thanh Lam Thánh Quả, lớn mạnh tự thân linh khí nội tình, đem khí thiên tỏa dây xích gạt bỏ ra ngoài. Thanh Lam Thánh Quả có thần kỳ lực lượng, có thể khu trừ hết thảy dị vật cùng tai ách, để cho người ta thân thể trở nên như tinh không tinh khiết, không nhận hết thảy làm phức tạp. Chỉ bất quá, dùng Diệp Thần bây giờ trạng thái, một khỏa Thanh Lam Thánh Quả, không giải quyết được hắn tai ách. Cần đại lượng dùng. Thái Tấn đang muốn lôi kéo Diệp Thần, gặp hắn mong muốn Thanh Lam Thánh Quả, liền trầm ngâm nói. Mong muốn Thanh Lam Thánh Quả, chỉ có thể đi Thanh Lam Thánh Thụ hái. Thanh Lam Thánh Thụ bị Thánh Thụ chi môn trưởng khống, người ngoài muốn hái trái cây, cần đi qua đồng ý của bọn hắn. Ban đầu trước kia ta Phục Ma Thâm Cốc, cũng đại lực cung phụng Thánh Thụ, mỗi cái kỷ nguyên đều có thể phân đến một chút Thánh Quả. Nhưng... theo nhân gian phái cùng tinh không phái lý niệm phân tranh, ta Phục Ma Thâm Cốc, đã có nhiều cái kỷ nguyên thời gian, cắt giảm cung phụng tài nguyên, tự nhiên cũng không lý tới do hái thánh quả, mà lại cùng thánh thụ chi môn quan hệ, ngày càng chuyển biến xấu, quả thực có chút khó giải quyết. Phục Ma Thâm Cốc thuộc nhân gian phái, mà thánh thụ chi môn là tinh không phái, hai phái phân tranh to lớn, lý niệm vô pháp điều hòa. Tại trước đây thật lâu, Thái Tấn liền cắt giảm đối thánh thụ cung phụng. Ngoại trừ nhất định đầu người máu tươi bên ngoài, hắn không nữa cung phụng bất luận cái gì dư thừa tài nguyên, cùng thánh thụ chi môn ngày càng trở mặt. Cung phụng đi lên đầu người máu tươi, chỉ là vì tránh cho thánh thụ hạ xuống thiên phạt. Đơn thuần cung phụng máu tươi, không cung phụng thiên khác tài địa bảo tài nguyên, không có khả năng đạt được thánh thụ chúc phúc, tự nhiên cũng không thể phân đến thánh quả. Diệp Thần nhướng mày, nói tiền bối, liền không có những biện pháp khác, có thể hái đến thánh quả sao? Thái Tấn trầm ngâm nói, muốn hái thánh quả, nhất định phải thánh thụ chi môn đồng ý, không có biện pháp khác, mỗi cái kỷ nguyên đại tế, bọn hắn cung phụng nhiều nhất đầu người, Thanh Lam thánh thụ cũng chủ yếu về bọn hắn trưởng khống. Dung ta ngẫm lại, sau 10 ngày Thanh Lam tổ giáo cử hành bái đế đại hội, đến lúc đó, thánh thụ chi môn cũng tới tham gia, đến lúc đó ta mặt dạn mày dày, cầu bọn hắn cho ngươi đi hái trái cây chính là. Nói xong lời cuối cùng, Thái Tấn thở dài một hơi. Hơi có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Hắn cùng thánh thụ chi môn trở mặt lâu ngày,
muốn cầu bọn hắn cởi mở thanh lam thánh thụ, cho Diệp Thần đi hái trái cây, vậy chỉ có thể là ăn nói khép nép, mất hết mặt mũi. Bất quá, vì Diệp Thần, Thái Tấn cũng không lo được nhiều như vậy, mất mặt cũng muốn làm. Dù sao, Diệp Thần có thể thuần phục nhiều như vậy hung thú, chỗ biểu hiện ra thực lực, nhưng Thái Tấn cũng là vô cùng chấn động, hắn nhất định phải đem Diệp Thần lôi kéo đến phục ma thâm cốc, không tiếc đại giới. Diệp Thần trong lòng hơi động, hỏi cái gì là bái đế đại hội? Thái Tấn đạo, liền là bái tế Hạo Thiên Nho Thánh thịnh hội. Hạo Thiên Nho Thánh, là Thanh Lam tổ giáo tổ sư gia, cũng là ta thánh thụ thế giới duy nhất từng bước vào thiên đế cảnh người, bái tế hắn lăng mộ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đạt được một chút dẫn dắt, tăng cao tu vi, cho nên mỗi lần bái đế đại hội, toàn bộ thánh thụ thế giới cường giả đều sẽ tham gia. Thánh thụ chi môn trưởng môn, cũng sẽ đích thân tham gia, đến lúc đó ta đi cầu cầu hắn. Năm đó Hạo Thiên Nho Thánh, tuy nói là dựa vào bùng cháy máu tươi tuổi thọ, liều mạng bước vào thiên đế cảnh, mà lại tại phá cảnh về sau, hắn liền chết, nhưng bất kể như thế nào, hắn chung quy là đã từng bước vào thiên đế cảnh giới cường giả, bái tế cung phụng hắn, có thể đạt được dẫn dắt, thậm chí tăng lên tự thân cảnh giới tu vi. Cùng cung phụng Thanh Lam Thánh Thụ Đại Tế so sánh, bái đế đại hội chỉ có thể coi là nhỏ tế, nhưng cũng là thánh thụ thế giới khó được thịnh hội, người tham dự rất nhiều. Thánh thụ chi môn người, cũng sẽ có mặt, Thái Tấn liền là nghĩ thừa cơ hội này, giúp Diệp Thần cầu người. Diệp Thần biết Thái Tấn giúp hắn mở miệng cầu người, cái kia nhất định là muốn hạ mình, thậm chí cũng bị người chế giễu, trong lòng của hắn 10 điểm cảm kích, nói, đa tạ tiền bối tương trợ. Dừng một chút, Diệp Thần lại cau mày nói, chẳng qua là, muốn chờ 10 ngày, tựa hồ cũng quá lâu. Thái Tấn đạo, ngắn ngủi 10 ngày mà thôi, nhọn không lâu. Diệp Thần thở dài, tiền bối có chỗ không biết, ta là theo Thanh Lam Quốc tiến đến, mà lại Tinh Hằng Chi Thạch vì ta hộ đạo, cũng đi theo ta tới. Không có Tinh Hằng Chi Thạch thủ hộ, Thanh Lam Quốc sợ rằng sẽ gặp tai biến, ẩn giấu ở sau lưng Sử Thần, nói không chừng đã bắt đầu hoạ loạn. Làm chờ 10 ngày, bên ngoài chỉ sợ sắp biến thiên. Diệp Thần ban đầu kế hoạch là mau sớm giải quyết hết khí thiên tỏa dây xích không cùng xiềng xích, quay trở lại lần nữa Thanh Lam Quốc. Nhưng nào nghĩ tới, tại Thanh Lam di tích thế giới bên trong tao ngộ, so hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp, trong thời gian ngắn, sợ không cách nào giải quyết. Hắn cùng Tinh Hằng Chi Thạch, lưu lại nơi này, vậy bên ngoài Thanh Lam Quốc, rất có thể phải tao ương. Thái Tấn đạo, Luân Hồi Chi Chủ, vậy là ngươi muốn về Thanh Lam Quốc sao? Diệp Thần gật đầu nói, ta nghĩ thừa dịp này 10 ngày, hồi trở lại đi giải quyết một số chuyện. Hiện tại biết phá giải khí thiên tỏa dây xích biện pháp, Diệp Thần tâm bên trong là an định, chỉ chờ sau 10 ngày bái đế đại hội bắt đầu, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Thái Tấn nghe được Diệp Thần muốn về Thanh Lam Quốc, trầm giọng nói, Luân Hồi Chi Chủ, chỉ sợ không xong rồi. Muốn tham gia bái đế đại hội lời, cần sớm trai giới tắm gội, rửa sạch đạo tâm, ngươi nếu là hồi trở lại Thanh Lam Quốc trở lại, thời gian này là không kịp. Mà lại, người trước đây còn giết chết rách nát thần điện Lục Khiêm trưởng lão, rách nát thần điện sẽ không bỏ qua ngươi. Có ta phục ma thâm cốc tí hữu, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng ngươi nếu là lạc đàn, hậu quả khó mà lường được. Còn có, chúng ta cái thế giới này, địa mạch mang theo hắc ám sức mạnh cấm kỵ, ngươi nếu là không trải qua gột rửa, liền tùy tiện hồi trở lại Thanh Lam Quốc, ngươi đeo trên người cấm kỵ khí tức, sẽ trực tiếp dẫn đến Thanh Lam Quốc hủy diệt. Cái kia đều không cần Sử Thần ra tay rồi. Nghe được Thái Tấn, Diệp Thần vẻ mặt lập tức nhất biến. Trước đó, Thanh Lam Quốc không cho phép hắn tiến vào Thanh Lam di tích, chính là sợ hắn lây dính Thanh Lam di tích hắc ám cấm kỵ khí, họa loạn Thanh Lam Quốc. Đối Thanh Lam Quốc tới nói, Thanh Lam di tích cũng chính là thánh thụ thế giới địa mạch sát khí, là phi thường chí mạng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần cũng là có chút bất đắc dĩ, xem ra trong thời gian ngắn hắn là không thể tùy tiện hồi trở lại Thanh Lam Quốc, chỉ có thể giải quyết đi nơi này nhân quả, mới quyết định. Thái Tấn đạo, Luân Hồi Chi Chủ, ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều, này 10 ngày, ngươi tốt nhất trai giới tắm gội, tĩnh tâm dưỡng thần, sau 10 ngày ta dẫn ngươi đi tham gia bái đế đại hội. Dừng một chút, Thái Tấn lại cười híp mắt nhìn Thái Chiêu Dung liếc mắt, Chiêu Dung, trong khoảng thời gian này, ngươi có thể được thật tốt làm bạn Luân Hồi Chi Chủ. Thái Chiêu Dung vui vẻ cười nói, yên tâm đi, cha, ta biết, hì hì. Diệp Thần tâm trung bàn tính, tiếp xuống 10 ngày, hắn cũng không thể đợi không lấy.
Đến mức cùng Thái Chiêu Dung quan hệ, nói thật, cái gì đại hoan hỷ thánh công, Diệp Thần cũng là chỉ đùa một chút, cũng không muốn tiêm nhiễm quá nhiều. So với Thái Chiêu Dung, Diệp Thần càng cảm thấy hứng thú, là cái kia thiên cổ ma long. Thiên cổ ma long hài cốt, hắn đã được đến, nhưng còn có long hồn. Nghĩ đến đây, Diệp Thần liền hướng Thái Tấn hỏi, tiền bối, ta nghe nói ngươi đã từng, nếm thử thuần phục thiên cổ ma long, nhưng cuối cùng thất bại rồi. Thái Tấn nghe được Diệp Thần đề cập thiên cổ ma long, trong mắt dâng lên một vệt chấn động chi sắc, nói. Năm đó ta cùng tất cả trưởng lão hợp lại, muốn đem cái kia thiên cổ ma long trấn áp, đáng tiếc không thành công, cái kia nghiệt xúc quá mức kiệt ngạo, tình nguyện chết cũng không chịu khuất phục, ai, người hỏi cái này để làm gì? Diệp Thần nói, cái kia thiên cổ ma long long hồn, có phải hay không bị tiền bối phong ấn? Thái Tấn đạo, là phong ấn, làm sao, chẳng lẽ người còn tưởng thu phục thiên cổ ma long long hồn? Cái kia nghiệt xúc 10 điểm hung tàn, sinh mệnh lực cũng dị thường ương ngạnh, coi như thân thể thành thi hài, nhưng long hồn cũng gần như bất diệt, 10 điểm đáng sợ. Ta sợ cái kia nghiệt xúc họa loạn, liền đem nó long hồn, phong ấn tại lòng đất trong cung điện. Diệp Thần nghe được có manh mối, trong lòng vui vẻ, nói tiền bối, ta tu luyện thôn hồn tà đạo trương, cần thôn vệ đại lượng linh hồn, này thiên cổ ma long long hồn, vô cùng thích hợp ta luyện công. Người phong ấn nó còn có họa loạn nguy hiểm, chẳng thà trực tiếp cho ta thôn vệ tốt. Nói xong, Diệp Thần liền tế ra thôn hồn tà đạo trương, hắc ám khí tức thần bí, ở trong sân tràn ngập ra. Này thôn hồn tà đạo trương, cần thôn vệ đại lượng linh hồn, mới có thể tăng lên uy lực. Diệp Thần hiện giai đoạn mục tiêu, liền là đem thôn hồn tà đạo trương, tăng lên tới 99 tầng, kể từ đó, hắn là có thể thuận lợi thi triển sụp đổ chi trương pháp tắc huyền bí, thực lực nhất định là tăng nhanh như gió. Cái kia thiên cổ ma long long hồn, chính là Diệp Thần mong muốn đổ vật. Khoảng cách bái đế đại hội bắt đầu, còn có 10 ngày, Diệp Thần nghĩ thừa dịp này 10 ngày, thôn vệ long hồn, lớn mạnh thôn hồn tà đạo trương tu vi. Chờ hắn thực lực tăng lên, đằng sau đối phó sử thần cũng sẽ đơn giản một chút. Thái Tấn thấy Diệp Thần tế ra thôn hồn tà đạo trương, lấy làm kinh hãi, nói. Luân hồi chi chủ, người còn muốn thôn vệ thiên cổ ma long long hồn. Điều đó không có khả năng, ta khuyên người đừng tìm chết. Thiên cổ ma long long hồn, năng lượng cực kỳ nổ tung, người không có khả năng nuốt đến dưới, nếu như cứng rắn muốn thôn vệ, người chỉ có bạo thể bỏ mình xuống tràng. Thái Tấn có thể không muốn nhìn thấy Diệp Thần chết đi, hắn còn muốn dựa vào Diệp Thần lớn mạnh phục ma thâm cốc. Diệp Thần nói, tiền bối, người yên tâm, ta không có việc gì. Thú ma quật hết thảy hung thú, ta đều đã tuần phục, chẳng lẽ ta thực lực, còn không thể nhường ngươi tin tưởng. Thái Tấn thần sắc trầm trọng, liên tục khoát tay, nói, này khác biệt, thiên cổ ma long thực lực, so với những hung thú kia đáng sợ nhiều. Coi như nó chỉ còn lại có long hồn, cũng không phải ngươi có thể chống đỡ. Chuyện này, ngươi đừng nhắc lại, ta không muốn hại chết ngươi. Chiêu Dung, ngươi chiếu cố thật tốt luân hồi chi chủ, sau 10 ngày chúng ta đi tham gia bái đế đại hội. Thái Tấn phân phó một tiếng, giống như là sợ Diệp Thần dây dưa, lập tức liền dẫn người rời đi. Nhìn xem Thái Tấn bóng lưng rời đi, Diệp Thần có chút ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Thái Tấn phản ứng lớn như vậy, hắn đều đã biểu hiện ra đủ thực lực. Nhưng vẫn là không được đến Thái Tấn toàn bộ tán thành. Cái kia thiên cổ ma long long hồn, Thái Tấn đều không dám nhường Diệp Thần đi đụng vào. Diệp Thần lập tức thất vọng. Người nghĩ luyện hóa thiên cổ ma long long hồn phải không? Thái Chiêu Dung cười híp mắt nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần nhìn thấy nụ cười của nàng, trong lòng lập tức khẽ động, nói Thái Tiểu Thư, người có biện pháp có thể giúp ta. Thái Chiêu Dung cười nói, ta có khả năng dẫn người đi lăng mộ. Cha ta không tin ngươi, nhưng ta tin tưởng ngươi, nhất định có khả năng trấn áp cái kia nghiệt xúc long hồn. Diệp Thần mừng rỡ, nói Thái Tiểu Thư, ngươi chịu giúp ta, vậy thì thật là quá đa tạ. Thái Chiêu Dung lại đột nhiên xích lại gần đi lên, kéo lại Diệp Thần cánh tay, đôi mắt bên trong lộ ra một vệt nóng bỏng, giống như cọp cái thấy được con mồi, cười nói. Ngươi muốn trước dỗ đến ta cao hứng, ta mới có thể giúp ngươi. Diệp Thần con mắt chớp chớp. Nhìn xem Thái Chiêu Dung cái kia trắng nõn thanh lệ gương mặt, nói, như vậy, ta muốn làm sao hống ngươi cao hứng đâu. Thái Tiểu Thư, thể, sáng sớm hôm sau, Thái Chiêu Dung mang theo Diệp Thần, tiến đến phòng ấn long hồn lăng mộ. Nàng bước đi thời điểm,
hai chân đều là mềm. Phục ma thâm cốc lăng mộ, tu kiến đến 10 điểm dày nặng, khắc họa lấy một tòa tòa phong ấn trận pháp, rất nhiều phong ấn đại trận liên kết dâng lên, hợp thành một cái to lớn phủ văn kết giới bốn phía là từng sợi bàn long đại trụ. Mà tại trong kết giới, thì là một mảnh tinh màu đen sương mù, không ngừng sôi trào, theo sương mù bên trong mơ hồ truyền ra long hống thanh âm, bên trong có một đạo long hồn như ẩn như hiện, hai con ngươi màu đỏ ngòm tình cờ theo trong mây mù hiển hiện, làm người chấn động cả hồn phách. Đến, nơi này chính là phong ấn thiên cổ ma long long hồn địa phương. Thái Chiêu Dung dừng bước lại, hướng Diệp Thần giới thiệu, thanh âm mang theo một tia lực lượng thần bí. Diệp Thần đánh giá bốn phía, tầm mắt cuối cùng rơi ở trong kết giới mặt. Bên trong bốc lên sương mù, mang cho hắn to lớn cảm giác áp bách, hắn đã vô cùng rõ ràng cảm nhận được, bên trong ẩn giấu đáng sợ linh hồn khí tức. Thái Chiêu Dung nhìn xem trong kết giới bốc lên mây mù, cũng là cảm thấy có chút run rẩy, nói. Luân hồi chi chủ, tuy nói khoảng cách bái đế đại hội, còn có thời gian 10 ngày, nhưng ta cho ngươi tối đa là 5 ngày, 5 ngày sau đó, mặc kệ ngươi có hay không thuần phục long hồn, ngươi đều phải ra tới, nếu bị cha ta phát hiện, vậy nhưng hỏng bét cực kỳ. Diệp Thần mâu quang lóe lên, nói tốt. 5 ngày thời gian, cũng đủ rồi. Thái Chiêu Dung thanh âm có chút bối rối, nói cái kia ta đi trước, chính ngươi cẩn thận. Này tòa lăng mộ, phòng ấn thiên cổ ma long long hồn, cái kia long hồn khí tức, cực kỳ khủng bố, Thái Chiêu Dung hoàn toàn không dám ở nơi này ở lại lâu. Nàng vội vàng từ đừng rời bỏ, toàn bộ lăng mộ, chỉ còn lại có Diệp Thần một người. Diệp Thần ngắm nhìn phía trước kết giới, cái kia cuồn cuộn không ngừng sương mù, ma khí vô cùng xâm nghiêm, long hồn muốn so long cốt khủng bố rất nhiều. Huyết long. Diệp Thần thử nghiệm kêu gọi huyết long, đã thấy huyết long ở trong cơ thể hắn luân hồi thiên quốc thế giới bên trong, đang ở luyện hóa thiên cổ ma long long cốt. Đang nghe Diệp Thần kêu gọi về sau, huyết long dừng lại động tác, hỏi chủ nhân, cần ta sao? Diệp Thần nói, được rồi, không cần, ngươi tiếp tục luyện hóa long cốt, này long hồn liền giao cho ta. Diệp Thần thức tỉnh tinh thần, tế ra thiên đế kim luân hộ thể, bước vào phong ấn trong kết giới. Hắn một bước vào kết giới, cái kia rất nhiều cuồn cuộn sương mù, liền quấn quanh đến trên người hắn, mang theo một cỗ khí tức quỷ dị, như ác ma xúc tu, lại phảng phất là từng đầu vặn vẹo độc xà. Ông! Thiên đế kim luân phát ra một hồi kim mang, bảo vệ được Diệp Thần. Nếu như không có thiên đế kim luân bảo vệ lời, nơi này tràn ngập ma khí sương mù, sợ rằng sẽ cho Diệp Thần mang đến to lớn trùng kích. Ong ong! Dù vậy, Diệp Thần tinh thần vẫn là thấy một hồi hốt hoảng, trước mắt xuất hiện rất nhiều mộng cảnh thế giới, từng mảnh thế giới như mảnh vỡ xen lẫn, vô số hình ảnh theo trước mắt hắn lướt qua, hắn tốt như sa vào trong ảo giác. Cuối cùng, Diệp Thần thấy được một mảnh minh mông tinh hà. Tại tinh hà phía trên, oanh minh kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ, đó là một đầu hắc ám trường long, bao trùm lấy tản mát ra khí tức thần bí long lân, giống như là mực nước đen kịt, sắc bén như dao long giác, phía trên trán phóng tinh thần hào quang. To lớn sắc bén long chảo, uyển như móc sắt, tại trong tinh hà bốc lên, mỗi lần chuyển động đều ép diệt vô số ngôi sao. Diệp Thần nghe được đầu này hắc ám trường long tiếng giống giận dữ, trái tim không hiểu run rẩy dâng lên. Diệp Thần cảm nhận được cái kia hắc ám trường long thống khổ. Cái này là thiên cổ ma long sao? Diệp Thần âm thầm đề phòng, đánh giá cái kia hắc ám trường long. Cái kia hắc ám trường long, chính là thiên cổ ma long, này mảnh tinh hà, là nó trong trí nhớ hình ảnh, như mộng cảnh ảo giác. Dùng Diệp Thần năng lực, hắn tự nhiên có khả năng xé nát cái này huyễn cảnh thế giới, nhưng hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Thiên cổ ma long giống giận, thanh âm hết sức thống khổ. Diệp Thần rất là tò mò, không biết thiên cổ ma long tại sao lại thống khổ như vậy. Luân hồi chi chủ, người đạo tâm quả nhiên cứng cỏi, vậy mà có thể tiếp nhận ta uy áp. Thiên cổ ma long tại tinh hà bên trên phiên phi, cuối cùng hẹp dài trong suốt mắt rồng, hào quang rơi vào Diệp Thần trên thân, chỗ có cảm xúc đều trở nên tỉnh táo lại. Nơi này là ngươi trong trí nhớ thế giới. Diệp Thần cũng tỉnh táo lại, nhìn xung quanh này mảnh tinh hà, y nguyên duy trì đề phòng, nhìn chăm chú thiên cổ ma long. Thiên cổ ma long nói, không phải trí nhớ của ta, nói đúng ra, là ta tiên tổ trí nhớ, là nó vừa mới sa đọa thời điểm trí nhớ. Ta thiên cổ hoàng long nhất mạch, là đúc tinh long con dân của thần, chúng ta này nhất mạch,
trí nhớ là có thể truyền thừa, mỗi cái long chúng sau khi chết, lại ở thiên đạo bên trên lưu lại dấu vết, kẻ đến sau chỉ cần nhòm ngó thiên cơ, là có thể kế thừa các triều đại tiên tổ trí nhớ. Diệp Thần nghe được thiên cổ ma long, lập tức kinh ngạc, chờ một chút, ngươi nói cái gì? Thiên cổ hoàng long, núc tinh long con dân của thần. Thiên cổ ma long nói, đúng vậy, ta thiên cổ ma long, ban đầu cũng không phải là tà ma, mà gọi là thiên cổ hoàng long, là núc tinh long thần đại nhân tín đồ, tâm hướng luân hồi, triều bái thiên quốc. Nhưng cũng tiếc, ta thiên cổ hoàng long tiên tổ, lọt vào hồn thiên đế hủ hóa chi chương ăn mòn, từ đó huyết mạch sa đọa hắc ám, trở thành hồn thiên đế nô lệ cùng vật cưỡi. Hủ hóa chi chương là thôn hồn tà đạo chương 9 chương tà điển một trong, có thể khiến tâm linh người ta hủ hóa, sa đọa hắc ám, trở thành hắc ám tín đồ. Hồn thiên đế năm đó dựa vào một chiêu này, chiêu mộ đại lượng tín đồ cùng nô lệ, bị hủ hóa chi chương ăn mòn người, suốt đời đều không sẽ làm phản. Diệp Thần khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn chỗ nào nghĩ đến, thiên cổ ma long nhất mạch, thế mà đã từng là đúc tinh long con dân của thần, ban đầu gọi thiên cổ hoàng long. Thiên cổ ma long từ tốn nói, luân hồi chi chủ, ta đã nhìn thấy ngươi ý đổ đến, ta biết ngươi nghĩ thôn phệ ta, nhưng dựa vào ngươi thần đạo cảnh tu vi, ta coi như đứng đấy bất động cho ngươi nuốt, ngươi cũng nuốt không nổi ta. Không bằng, chúng ta tới làm cái giao dịch. Diệp Thần trầm giọng hỏi, giao dịch gì? Thiên cổ ma long nói, ta muốn mời ngươi trở lại quá khứ, trở lại ta tiên tổ sa đọa vào cái ngày đó, cứu vớt nó, sửa đổi đi qua tuyến thời gian. Kể từ đó, tộc ta có thể để tránh cho sa đọa hắc ám. Làm báo đáp, ta có thể đem ta long hồn hiến cho ngươi. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, sửa đổi đi qua, nơi nào có dễ dàng như vậy. Ta làm không được. Thiên cổ ma long sững sờ, nói, ngươi không phải có luân hồi sách sao? Diệp Thần nói, luân hồi sách chỉ là ảo tưởng khái niệm, vô pháp chân chính chế tạo ra tới. Thiên cổ ma long nói, vậy ngươi vận dụng luân hồi huyết mạch lực lượng, một dạng có khả năng sửa đổi đi qua, tộc ta huyết mạch sa đọa hắc ám, khổ không thể tả, cần ngươi cứu vớt. Diệp Thần nói, rất xin lỗi, sửa đổi đi qua tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, bây giờ thực lực của ta có hạn, coi như ta muốn giúp ngươi, cũng làm không được. Nghe nói như thế, thiên cổ ma long ánh mắt biến động, hiển lộ ra một vệt hung tàn. Chút chuyện nhỏ như vậy, ngươi cũng làm không được. Cũng xứng trưởng khống luân hồi huyết mạch. Ha ha, đúc tinh long thần đại nhân có thể là đem ngươi thổi tới bầu trời, ngươi liền chút năng lực ấy. Ngươi không xứng chấp trưởng luân hồi. Nhục thể của ngươi, dứt khoát coi ta long hồn vật chứa tốt. Tiếng nói vừa ra, thiên cổ ma long sát khí cuồng bạo, to lớn long thân cúi xuống, bao phủ cuồn cuộn ma khí, cầu đao long chảo, nở rộ đen kịt ma hy, dùng xé trời đại khí phách, hung mãnh hướng về Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới này thiên cổ ma long, một lời không hợp, liền muốn động sát thủ. Nơi này là nó huyễn cảnh thế giới, tại đây bên trong chiến đấu, đối Diệp Thần vô cùng bất lợi. Vạn hoa đồng huyết nhãn, tịch diệt mộng ảo. Diệp Thần tay phải bóp quyết, trực tiếp mở ra vạn hoa đồng huyết nhãn, đồng tử hóa thành thâm thúy màu đỏ, lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra, xoẹt một tiếng, liền đem đầy trời tinh hà đều xé nát, triệt để đập tan đi này mảnh huyễn cảnh. Huyễn cảnh đập tan, Diệp Thần hồi đến lăng mộ trong kết giới, quanh mình hắc ám sương mù, đang tại kịch liệt sôi trào. Thiên cổ ma long long hồn, đã hiện thân ra tới. Một cỗ lạnh lẽo khí tức, bao phủ bốn phương, khiến cho người sợ hãi. Cái kia thiên cổ ma long long hồn, như thâm uyên thâm thúy cùng đen kịt, lực lượng mạnh mẽ vặn vẹo không gian, toàn bộ phong ấn kết giới cấm chế phủ văn, đều tại sáng chói lấp lánh dâng lên, liều mạng áp chế long hồn bừa bãi tàn phá. Nhưng dù vậy, thiên cổ ma long long hồn, khí tức y nguyên vô cùng khủng bố, mang cho người ta to lớn áp bách. Tiểu tử, người không xứng làm luân hồi chi chủ. Thiên cổ ma long hồn gầm thét, vô cùng hung mãnh hướng về Diệp Thần xung đi. Diệp Thần muốn ra tay đánh trả, nhưng đột nhiên thấy cánh tay trái đau nhức. Lại là cái kia khí thiên tỏa dây xích, thế ra mà ở thời điểm này phát tác. Khí thiên tỏa dây xích không cùng xiềng xích phát tác. Diệp Thần cánh tay đau dữ dội, toàn thân khí tức cũng bị đại hạn chế, không sử dụng ra được lực lượng. Không tốt. Diệp Thần sầm mặt lại, không nghĩ tới khí thiên tỏa dây xích sẽ ở thời điểm này phát tác. May mắn, thiên đế Kim Luân có linh. Nhìn thấy Diệp Thần gặp nạn, thiên đế Kim Luân đã tự động bay ra,
quay tròn xoay tròn, phồn vinh mạnh mẽ kim quang nở rộ, ngăn trở thiên cổ ma long hồn đánh giết. Cái kia thiên cổ ma long hồn, ma khí sâu lắng như địa ngục, coi như đối mặt thiên đế kim luân, cũng không có bao nhiêu e ngại. Tiểu tử, người Pháp bảo lại nhiều lợi hại hơn nữa, bản thân thực lực không được, thì có ích lợi gì? Ta muốn ngươi chết, ngươi không xứng chấp trưởng luân hồi. Thiên cổ ma long hồn tranh nở nụ cười gằn, lắc mình biến hóa, hóa thành hình người, cỗ này hình người tướng mạo, hỏa hồn thiên đế có chút tương tự. Thôn hồn tà đạo trương, hủ hóa chi trương, sa đọa thâm uyên, rên rỉ đi. Sau khi hóa hình thiên cổ ma long hồn, nhe răng cười tiếng càng sâu, hai tay kết ấn, vô số phù văn ở giữa không trung xen lẫn, cuối cùng thế mà hội tụ thành một bộ tà điển. Bộ này tà điển, chính là thôn hồn tà đạo trương chín trương tà điển một trong, là hủ hóa chi trương. Diệp thần nhìn thấy hủ hóa chi trương xuất hiện, lập tức đồng tử co vào, gấp vội rút thân lui lại, nghĩ thầm, xúc sinh này thế mà sẽ thôn hồn tà đạo trương. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, Diệp thần liền hiểu rõ hắn lý. Thiên cổ ma long chịu được hồn thiên đế chèn ép, gặp hủ hóa, thành hồn thiên đế nô lệ cùng vật cưỡi. Chúng nó theo đúc tinh long con dân của thần, biến thành hồn thiên đế con dân, cái kia có thể kế thừa thôn hồn tà đạo trương một điểm áo nghĩa, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Ông, chỉ thấy thiên cổ ma long hồn trong tay hủ hóa chi trương, toát ra thâm uyên u hắc ma hi, một cái kinh khủng hắc ám trường vực, liền hướng Diệp thần bao phủ đi qua. Cái này hắc ám trường vực, mang theo cực hạn hủ hóa sa đọa khí tức, một khi lây dính, Phật Đà đều muốn biến thành ma đầu, biến thành hồn thiên đế nô lệ. Diệp thần cũng cảm nhận được nguy hiểm, tâm niệm thay đổi thật nhanh, một bên dùng thiên đế kim luân thủ hộ tự thân, một bên cũng phóng xuất ra thôn hồn tà đạo trương một trương tà điển. Thức tỉnh chi trương, mở. Từng mảnh cổ lão u ám phủ văn, tại Diệp thần trước người nở rộ, cũng ký kết thành sách. Đó là thôn hồn tà đạo trương chín trương tà điển bên trong thức tỉnh chi trương, có thể khiến người ta tốc độ cao thức tỉnh, đem tiềm năng hung mãnh bạo phát đi ra. Oanh! Thức tỉnh chi trương vừa mở ra, Diệp thần tu vi khí tức, liền theo bão táp, toàn thân luân hồi khí bạo phát, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo đặc thù luân hồi phù văn. Đó là luân hồi nguyên thể phù văn. Oanh! Báo! Tại thức tỉnh chi trương trợ lực dưới, Diệp thần luân hồi nguyên thể, lại đã thức tỉnh một đạo đồ đằng. Luân hồi nguyên thể có cửu thiên đồ đằng. Diệp thần trước đây đã thức tỉnh bão táp nham hỏa bốn đạo, giờ khắc này thức tỉnh, là băng chi đồ đằng. Băng chi đồ đằng phù văn, tại Diệp thần lòng bàn tay lấp lánh, sáng chói tuyết trắng thần quang toát ra đi, nhiệt độ chung quanh lập tức lâm vào đóng băng. Hô! Diệp thần một trưởng gào thét mà ra, băng chi đồ đằng nở rộ, lạnh lẽo thấu xương trưởng phong, đem thiên cổ ma long hồn hắc ám hủ hóa trường vực, trực tiếp đông kết. Thậm chí, cực hạn đông lạnh hàn khí còn ăn mòn đến thiên cổ ma long hồn thân thể của nó, răng rắc một tiếng, lập tức liền bị đông cứng ở. Bị đông cứng thiên cổ ma long hồn, lập tức hoảng hốt, vội vàng thôi động linh lực, thoát khỏi Diệp thần đông kết, hoảng sợ bay về phía sau. Thức tỉnh chi trương, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao cũng sẽ thôn hồn tà đạo trương. Thiên cổ ma long hồn vô cùng kinh dị nhìn xem Diệp thần ngưng tụ ra thức tỉnh chi trương. Đây chính là thôn hồn tà đạo trương tà điển, có thể đại đại đào móc người tiềm lực. Nếu như không có thức tỉnh chi trương trợ lực, Diệp thần không có khả năng bộc phát ra băng chi đồ đằng, coi như có thể bùng nổ, uy lực cũng không đầy đủ đông kết thiên cổ ma long hồn. Chính là có thức tỉnh chi trương phụ trợ, Diệp thần mới hung mãnh như vậy. Nếu Diệp thần có thể trưởng khống thức tỉnh chi trương, cái kia cơ sở nhất, hạch tâm nhất thôn phệ chi trương, khẳng định cũng là thuận lợi nắm giữ. Thiên cổ ma long hồn lập tức run rẩy, nó nguyên bản còn tưởng rằng, dùng Diệp thần thần đạo cảnh tu vi, coi như nó đứng đấy bất động cho Diệp thần thôn phệ, Diệp thần cũng nuốt không nổi nó. Nhưng bây giờ, Diệp thần nắm giữ lấy thôn hồn tà đạo trương, lại là có thôn phệ nó khả năng, nó tự nhiên vô cùng sợ sợ. Thiên đế Kim Luân, cho ta trấn áp. Diệp thần thừa thắng xông lên, thôi động thiên đế Kim Luân, mênh mông màu vàng kim thần hy cuồn cuộn nở rộ, như ngân hà bạo rơi. Quay đầu trùng kích hướng thiên cổ ma long hồn. Thiên cổ ma long hồn sợ sợ, đối mặt thiên đế kim luân thần quang trùng kích, nó lách mình xê dịch né tránh, sau đó trong mắt lướt qua một vệt hung ác, nói. Tiểu tử, người thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp A. May mắn ngươi chẳng qua là thần đạo cảnh, ta còn có trấn áp ngươi khả năng,
nếu là ngươi cường đại tới đâu điểm, ta hôm nay có thể được chết trong tay ngươi. Thâm Uyên Cự Đỉnh, cho ta trấn áp, hôm nay ta muốn hủy diệt luân hồi. Thiên cổ ma long hồn quát to một tiếng, ấn quyết khẽ động, bóng đêm vô tận ma khí cuồn cuộn hội tụ, hóa thành một tòa cự đỉnh. Thâm Uyên Cự Đỉnh theo thiên cổ ma long hồn kêu gọi, bỗng nhiên hiển hiện ra. Thân đỉnh cao lớn mà dày nặng, tựa hồ có thể gánh chịu toàn bộ vũ trụ lực lượng. Hào quang màu đen, theo thân đỉnh phía trên lấp lánh, phóng xuất ra một cỗ khí tức kinh khủng, nhìn kỹ lại, có thể thấy cự đỉnh bên trên vũ động long hổ đồ đằng, 10 điểm hùng vĩ. Này tòa Thâm Uyên Cự Đỉnh, cùng loại thượng vị thần bản nguyên thần đỉnh, là căn bản nhất đồ vật. Thiên cổ ma long hồn thần đỉnh, tự nhiên muốn so với bình thường thượng vị thần lợi hại rất nhiều, cực kỳ hung mãnh, đây cũng là nó bản nguyên nhất sát chiêu. Nó biết, nếu là thần thông đấu pháp, nó là trăm triệu không sánh bằng Diệp Thần. Diệp Thần thủ đoạn nhiều lắm, nó nghĩ phản kích, chỉ có dựa vào bản nguyên lực lượng. Cảnh giới chênh lệch, nếu như quá to lớn, cái kia thủ đoạn gì đều không thể đền bù. Diệp Thần nhìn xem cái kia Thâm Uyên Cự Đỉnh, gào thét nổ tung tới, cũng là thật sâu cảm nhận được nghẹt thở. Đây là thiên cổ ma long hồn hung bạo nhất át chủ bài, coi như là Diệp Thần toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Huống chi, hắn hiện tại còn nhận lấy khí thiên tỏa dây xích không cùng xiềng xích. Tiểu La Bạc, ra tới, cho ta ngăn trở nó. Diệp Thần tâm bên trong quát to một tiếng, kêu gọi tên tiểu cấm yêu. Đối mặt thiên cổ ma long hồn như thế cuồng bạo sát chiêu, Diệp Thần đương nhiên sẽ không khinh thường. Luân hồi mộ địa bên trong, tiểu cấm yêu nghe được Diệp Thần kêu gọi về sau, lập tức liền hiện thân ra tới, toàn thân yêu khí dâng lên, hóa thân thành một đầu tuyệt thế đại yêu. Đầu này tuyệt thế đại yêu, thân thể nguy nga thao thiên, tựa như có thể che đậy tinh vũ, sau lưng một đôi ác ma chi rực, tràn ngập hung hoành lực lượng, một cái động liền cuốn lên gió lốc. Thiên cổ ma long hồn nhìn xem tiểu cấm yêu, lập tức choáng váng, cảm nhận được một cỗ đủ để quét ngang tinh không, che đậy càn khôn lực lượng, hắn lẩm bẩm nói. Là vạn yêu thiên tôn chuyển thế, ngươi là vạn yêu thiên tôn Vong Xuyên. Vong Xuyên, chính là tiểu cấm yêu tên thật. Tiểu cấm yêu vung lên móng vuốt, phịch một tiếng, đánh ra thiên cổ ma long hồn Thâm Uyên đại đỉnh, đang nghe người sau kêu gọi về sau, nó sửng sốt một chút, sau đó chỉ cảm thấy đầu đau nhức. Ngươi, ngươi gọi ta cái gì? Vong Xuyên, Vong Xuyên là tên thật của ta sao? Tiểu cấm yêu trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Kiếp trước rất nhiều trí nhớ phảng phất đã thức tỉnh, nó đã từng là vạn yêu thiên tôn, từng chấp trưởng một thời đại, tàn sát trấn áp không biết nhiều ít sinh linh. Qua đi giết chóc sinh linh, những cái kia tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng chửi rủa, phảng phất xuyên qua thời không, lại một lần tuôn ra tại tiểu cấm yêu trong đầu. Hắn rất thống khổ. Tiểu La Bạc, tỉnh lại, chớ suy nghĩ quá nhiều, đương thời ngươi, là bằng hữu của ta, không phải cái gì tại yêu ma đầu. Diệp Thần hét lớn một tiếng, như cảnh tỉnh, lại thôi động thiên đế kim luân, từng sợi nhu hòa kim quang, bao phủ đến tiểu cấm yêu trên thân. Tiểu cấm yêu vẻ mặt thống khổ, hóa giải một chút, tầm mắt cũng dần dần trở nên kiên định, nói, đúng, phụ thân. Kiếp trước ta, có lẽ hung man thích giết chóc. Nhưng ở kiếp này, ta chỉ tùy tùng luân hồi chân lý. Tay hắn chảo nắm chặt, nhìn chằm chằm thiên cổ ma long hồn, người dám đả thương phụ thân ta. Ta liền diệt ngươi. Thiên yêu quả phệ, đi. Tiểu cấm yêu ngửa mặt lên trời thét dài, lại sử xuất một chiêu yêu pháp, từng con yêu khí xâm nghiêm ô nha, bay tập mà ra, trong nháy mắt liền đem thiên cổ ma long hồn vây khốn. Ngàn con vạn con yêu quả phiên phi vũ động, rát rát xít lên, bị giam ở trong đó thiên cổ ma long hồn, đúng là khó mà thoát khỏi, linh hồn không ngừng lọt vào ô nha mổ kích. Một chiêu này thiên yêu quả phệ, là cường hãn vô cùng yêu pháp. Diệp Thần thậm chí từ trong đó nhìn thấy thiên yêu nhân quả. Mà thi triển ra thiên yêu quả phệ tiểu cấm yêu, nguyên khí tiêu hao cũng là 10 điểm to lớn, gương mặt lâm vào tái nhợt, vội vàng hướng Diệp Thần nói. Phụ thân, nhanh thu này long hồn. Hắn yêu pháp, chống đỡ không được bao lâu, một khi thiên cổ ma long hồn thoát khỏi, như vậy muốn một phiên ác chiến. Diệp Thần quyết định thật nhanh, hít sâu một hơi, đầu tiên là vận chuyển luân hồi pháp. Từng sợi ma quang phóng thích mà ra, tại trong hư không xây dựng thành một tòa to lớn hắc ám cung điện, chính là Ngục Hoàng Tà Cung. Ngục Hoàng Tà Cung, cho ta trấn áp. Diệp Thần thủ quyết khẽ động, trực tiếp đem thiên cổ ma long hồn, kéo vào Ngục Hoàng Tà Cung bên trong.
Luân hồi chi chủ, người muốn làm gì, người dám thôn phệ ta, liền không sợ bạo thể bỏ mình sao? Thiên cổ ma long hồn cảm nhận được nguy hiểm, lớn tiếng gầm hét lên, liều mạng muốn chạy trốn ra ngục hoàng tà cung. Nhưng ở ngục hoàng tà cung luân hồi uy áp dưới, còn có tiểu cấm yêu thiên yêu quả phệ làm phức tạp dưới, nó căn bản là không có cách thoát thân. Thôn hồn tà đạo trương, thôn phệ chi trương, thôn phệ hết thảy, luyện hóa hết thảy. Diệp thần cũng không để ý tới thiên cổ ma long hồn gầm rú, trực tiếp liền thi triển ra thôn hồn tà đạo trương, gọi ra thôn phệ chi trương. Thôn phệ chi trương xuất hiện, một cái kinh khủng hắc động cũng đi theo mở ra, bắt đầu điên cuồng thôn phệ thiên cổ ma long long hồn. A a a! Thiên cổ ma long phát ra một hồi bén nhọn kêu thảm, chỉ cảm thấy thân thể xé rách, linh hồn không ngừng bị Diệp thần thôn phệ hấp thu. Thật là khủng khiếp long hồn năng lượng. Diệp thần bắt đầu sau khi thôn phệ, liền thấy thiên cổ ma long long hồn, năng lượng linh khí thật sự là khủng bố thâm hậu, sau lưng thậm chí mang theo hồn thiên đế một tia chúc phúc lực lượng. Xem ra, hồn thiên đế tại hàng phục thiên cổ ma long nhất mạch về sau, cũng ban cho lời chúc phúc của mình. Cho nên, chư thiên hết thảy thiên cổ ma long, đều là kiệt ngạo bất tuần, ngoại trừ đỉnh cấp hắc ám hồn tộc cường giả bên ngoài, chúng nó sẽ không thuận theo bất luận cái gì người. Diệp thần đoán chừng, chính mình cũng cần tốn hao mấy ngày thời gian, mới có thể hoàn toàn thôn phệ hết thiên cổ ma long long hồn. Thiên cổ ma long cảm thấy mình long hồn năng lượng, không ngừng bị nuốt, cũng là sợ hãi thật sâu lên, nói, luân hồi chi chủ, chớ ăn ta, tha mạng. Diệp thần nghe thiên cổ ma long cầu xin tha thứ, lắc đầu âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại mới cầu xin tha thứ, đã chậm. Vừa mới thiên cổ ma long, có thể là trực tiếp bùng nổ thâm uyên cự đỉnh, muốn đem hắn đập chết. Bây giờ khó được trấn áp lại nó, Diệp thần cũng sẽ không nương tay. Tuy nói ban đầu thiên cổ ma long nhất mạch, là đúc tinh long con dân của thần, gọi thiên cổ hoàng long, là chịu hồn thiên đế hắc ám hủ hóa, mới sa đọa thành hắc ám tín đồ. Nhưng bây giờ thôn phệ long hồn năng lượng, Diệp thần dần dần nhìn thấy viễn cổ chân tướng. Năm đó đúc tinh long thần dưới trướng con dân tín đồ, chủng tộc muôn vàn, có rất nhiều chủng tộc, đều nhận được hồn thiên đế mê hoặc hủ hóa. Nhưng cuối cùng chỉ có thiên cổ hoàng long chân chính sa đọa. Chúng nó sa đọa, là bởi vì thư của bọn nó ngưỡng, không đủ thành kính. Chúng nó tại sa đọa về sau, thậm chí bán đúc tinh long thần, đem đúc tinh long thần nhược điểm, báo cho hồn thiên đế. Tại biết đúc tinh long thần nhược điểm về sau, hồn thiên đế cuối cùng ra tay, đem đúc tinh long thần giết chết. Lục đạo cổ thần bên trong, đao phong nữ hoàng cùng hư không quỷ đế, là bị sử thần giết chết. Mà đúc tinh long thần cùng sụp đổ chi chủ, thì là bị hồn thiên đế tự tay giết chết. Nếu như không phải thiên cổ ma long ra bán, đúc tinh long thần sẽ không như thế dễ dàng liền bị giết chết. Cho nên, bây giờ đối mặt thiên cổ ma long, Diệp thần cũng sẽ không có cái gì nương tay. Xuy xuy xuy, Diệp thần không ngừng vận chuyển thôn hồn tà đạo trương, cả người như một cái như lỗ đen, không ngừng thôn vệ lấy thiên cổ ma long long hồn. Hắn đầu tiên là thôn phệ thiên cổ ma long ý thức cùng trí nhớ, rất nhanh, thiên cổ ma long ngay tại kêu rên bên trong, triệt để mất đi ý thức, chỉnh cỗ long hồn hóa thành một đoàn u hắc thâm thúy đoàn năng lượng. Đại lượng trí nhớ, cũng đi theo tràn vào Diệp thần trong đầu, trong đó thậm chí còn có hồn thiên đế chúc phúc lực lượng. Hủ hóa chi trương, thì ra là thế. Diệp thần đọc đến lấy thiên cổ ma long trí nhớ, từ trong đó đạt được hủ hóa chi trương tu vi huyền bí. Thôn hồn tà đạo trương hết sức phức tạp, tu luyện cánh cửa cực cao, coi như là dùng Diệp thần thiên phú, trước đây cũng chỉ là miễn cưỡng lĩnh ngộ thôn phệ, sụp đổ, thức tỉnh ba trương, hiện tại thu hoạch được hủ hóa chi trương, là hắn lĩnh ngộ trương 4. Tại thôn phệ thiên cổ ma long ý thức cùng trí nhớ về sau, Diệp thần liền bắt đầu chậm rãi thôn phệ nó cái kia bàng bạc đến năng lượng kinh khủng linh khí. Này thôn phệ quá trình, hấp tấp không được, bằng không rất có thể sẽ bạo thể bỏ mình. Diệp thần cũng biết đạo lý dục tốc thì bất đạt, cho nên duy trì ổn định tiết tấu, chậm rãi thôn phệ, chậm rãi luyện hóa. Thái chiêu dung cho ta 5 ngày thời gian, hẳn là miễn cưỡng là đủ. Diệp thần ngồi xếp bằng, vững bước thôn phệ thiên cổ ma long hồn, đâu vào đấy, trong lòng lại nghĩ tới Thanh Lam Quốc, chỉ sợ Thanh Lam Quốc đã sinh họa loạn, muốn bị sử thần hắc ám bao phủ. Bất quá may mắn, hiện tại Diệp thần thần thông mạnh mẽ. Dựa vào luân hồi huyết mạch cùng túc mệnh chi hoàn uy năng, coi như Thanh Lam Quốc xuất hiện thương vong, hắn cũng có thể cứu vãn. Ngay sau đó,
Diệp Thần liền bình tĩnh lại tâm tình, tiếp tục hấp thu long hồn. Này thiên cổ ma long hồn năng lượng, 10 điểm bằng bạc, sánh được ngàn tỷ cái bình thường linh hồn, Diệp Thần không ngừng thôn phệ phía dưới, tự thân thôn hồn tà đạo trương tu vi, cũng là không ngừng tăng lên đột phá. Cuối cùng, tại 5 ngày qua đi, Diệp Thần thôn phệ hoàn tất. Kỳ thật, thiên cổ ma long long hồn, linh khí rộng rãi dị thường, dùng Diệp Thần thần đạo cảnh 5 tầng trời trung giai tu vi, còn vô pháp tiêu hóa hung mãnh như vậy năng lượng. Hắn là đem long hồn năng lượng, chúc tạo thành thôn hồn tà đạo trương căn cơ, cũng không là trực tiếp hấp thu, cho nên mới có khả năng tiếp nhận. Dùng long hồn làm căn cơ, mà lại thiên cổ ma long nhất mạch, trong huyết mạch có hồn thiên đế chúc phúc, đủ loại trợ lực phía dưới, Diệp Thần thôn hồn tà đạo trương tu vi, cũng là hung mãnh tiêu thăng đến 99 tầng. 99 tầng thôn hồn tà đạo trương, hạng gì bằng bạc, Diệp Thần tự thân tu vi cảnh giới, cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, tăng lên tới thần đạo cảnh 5 tầng trời cao giai. Oanh long long, không khí tại chấn động, phát ra tiếng vang ầm ầm. Cỗ này tiếng vang, một nửa là Diệp Thần đột phá khí tượng, một nửa khác là lăng mộ đổ sụp thanh âm. Theo long hồn năng lượng, toàn bộ bị Diệp Thần luyện hóa, cả tòa lăng mộ đều đi theo đổ sụp, từng sợi bàn long cột đá sụp đổ xuống tới. Thiên cổ ma long long hồn, bị phong ấn ở nơi này vô số kỷ nguyên, đã sớm cùng toàn bộ lăng mộ hòa làm một thể, nó năng lượng hao hết, lăng mộ cũng giống như mất đi chủ tâm cốt, oanh long long sụp đổ, kích thích đầy trời bụi mù. Ông! Một vệt kim quang, theo sụp đổ địa cung bên trong phóng lên tận trời. Đó là Diệp Thần thân ảnh. Giờ khắc này Diệp Thần, tu vi bước vào thần đạo cảnh 5 tầng trời cao giai, mà lại thôn hồn tà đạo trương lại mãnh liệt tiêu thăng đến 99 tầng, có thể nói là hăng hái. Hắn lao ra lăng mộ về sau, luân hồi khí cuồn cuộn, trên không trung hóa ra ngàn vạn kim liên, hoa vũ rực rỡ, rồng bay phượng múa, có vô số to rõ rộng rãi tiếng ngâm sướng truyền ra, phảng phất chư thiên pháp tắc, đều tại vì Diệp Thần hát bài hát ca tụng. Như vậy bàng bạc hung mãnh khí tượng, lập tức kinh động đến toàn bộ phục ma thâm cốc. Thậm chí, Diệp Thần đột phá khí tượng, còn khuếch tán đến toàn bộ thánh thụ thế giới đi. Dù sao tại đây mảnh thánh thụ thế giới, khắp nơi đều là hắc ám cùng hỗn loạn, chỉ cần có trật tự biểu lộ ra tới, liền sẽ có vẻ phá lệ chói mắt. Diệp Thần luân hồi khí tượng, liền là vô cùng rộng rãi thần thánh trật tự, cho nên tại thánh thụ thế giới bên trong, tự nhiên là lộ ra vô cùng chú mục. Phục ma thâm cốc bên trong, lãnh chúa Thái Tấn cùng mấy cái trưởng lão, đang ở trong đại điện nghị sự, thương lượng mấy ngày sau bái đế đại hội an bài. Diệp Thần đột phá khí tượng, hạo đáng luân hồi pháp tắc, truyền lại đến nơi đây, bọn hắn lập tức chấn kinh. Chuyện gì xảy ra, là ai đột phá khí tượng, lại có lớn như vậy khí thế? Một trưởng lão chấn kinh. Thái Tấn cũng là kinh ngạc, bấm ngón tay tính toán, sau đó sắc mặt đại biến. Luân hồi chi chủ, hắn thế mà thôn phệ thiên cổ ma long long hồn. Thái Tấn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lập tức lao ra đại điện, dùng tốc độ nhanh nhất, hướng lăng mộ phương hướng bay đi. Chúng trưởng lão cũng cuống quýt đi theo. Thiên cổ ma long, đã từng là thánh thụ thế giới hung tàn nhất thô bạo hung thú, không biết mổ giết nhiều ít người, Thái Tấn cũng là hao phí cực lớn tâm huyết, mới đem bắt lấy trở về. Coi như bắt lấy thành công. Nhưng hắn cũng không thể triệt để diệt sát thiên cổ ma long. Thiên cổ ma long sinh mệnh lực, thực sự quá ương ngạnh, thần vương đều giết không chết, chỉ có thể đưa nó phong ấn chặt, có lẽ muốn thiên đế ra tay, mới có cơ hội đem diệt sát. Nhưng bây giờ, Diệp Thần lại đem thiên cổ ma long long hồn cắn nuốt hết. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng. Thiên cổ ma long long hồn, năng lượng bực nào rộng rãi bàng bạc. Bên trong lại ẩn chứa nhiều ít cuồng bạo lệ khí, coi như là Thái Tấn cái này thần vương cao thủ, đều không thể luyện hóa. Nhưng Diệp Thần lại làm được. Sẽ không bạo thể bỏ mình sao? Thái Tấn thật sâu kinh hãi cùng hoài nghi. Thánh thụ thế giới các nơi, rất nhiều thế lực nhìn thấy Diệp Thần đột phá khí tượng, bắt được đáng sợ thiên cơ, bọn hắn cũng tim đập nhanh chấn động. Một trận màu đen mưa, tại thánh thụ thế giới các nơi bay bổng, tràn ngập quỷ bí khí tức. Tựa hồ là cái thế giới này hắc ám pháp tắc, tại vì thiên cổ ma long khóc thảm. Thấy này màu đen mưa, thế lực khắp nơi rung động. Rách nát thần điện, thánh thụ thế giới bốn thế lực lớn một trong. Trước đây, rách nát thần điện trưởng lão Lục Khiêm, bởi vì Diệp Thần mà chết. Toàn bộ rách nát thần điện, tại biết tin tức về sau, vô cùng oán giận,
điện chủ Lục Thiên Dương triệu tập nhân thủ, đang định tìm Diệp Thần báo thù. Nhưng, này màu đen nước mưa, làm cho Thanh Tỉnh, cũng bối rối. Thiên cổ ma long chết rồi, bị luân hồi chi chủ nuốt lấy. Điện chủ Lục Thiên Dương một mặt ngốc trệ, đây chính là thánh thụ thế giới cường đại nhất hung thú A. Thiên cổ ma long hồn năng lượng chi bàng bạc, coi như là thần vương đều không chịu nổi, chỉ có thể phong ấn, vô pháp diệt sát, cũng không cách nào luyện hóa. Nhưng Diệp Thần lại cắn nuốt hết, đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Điện chủ, còn muốn tìm luân hồi chi chủ báo thù sao? Rách nát thần điện một trưởng lão, run rẩy hỏi. Bọn hắn trước kia nhòm ngó ngoại giới thiên cơ, mơ hồ nhìn thấy Diệp Thần truyền thuyết, nhưng cũng không phải là tự mình chứng kiến, cho nên cảm thụ không mãnh liệt. Nhưng bây giờ, thiên cổ ma long hồn hủy diệt, thiên hàng hắc vũ, cảnh tượng này quá kinh khủng, bọn hắn tính là chân chính cảm nhận được Diệp Thần đáng sợ, thủ đoạn quá mạnh mẽ. Báo thù! Nói đùa cái gì, đây chính là luân hồi chi chủ A. Đó là ngay cả thiên khư thần điện, tử thần giáo đoàn, cổ tinh môn, hồng quân lão tổ đối mặt, đều thúc thủ vô sách tồn tại A. Chúng ta vẫn là đừng muốn chết. Điện chủ Lục Thiên Dương cắn răng, trong lòng đối Diệp Thần cừu hận, đã toàn bộ chuyển hóa thành sùng bái rung động cùng chấn kinh, nơi nào còn dám đối địch với Diệp Thần. Cho ta phát một phong phi kiếm truyền thư, ta muốn đích thân đi phục ma thâm cốc một chuyến. Lục Thiên Dương mệnh lệnh hạ xuống, hắn hết sức muốn tự mình đi xem một chút Diệp Thần. Phục ma thâm cốc bên trong, long hồn lăng mộ chỗ trên mặt đất. Toàn bộ long hồn lăng mộ, đã sụp đổ, chỉ có Diệp Thần thân ảnh xông bay ra ngoài. Bầu trời hạ xuống màu đen nước mưa, cũng tung bay đến nơi này, là phiến thiên địa này hắc ám pháp tắc, vì thiên cổ ma long phát ra khóc thảm rên rỉ. Này màu đen nước mưa, rơi xuống Diệp Thần trên thân. Cánh tay trái của hắn tiêm nhiễm đến, đột nhiên liền thấy một cỗ bén nhọn đau nhức. Này khí thiên tỏa dây xích, gông cùm xiềng xích càng ngày càng sâu. Diệp Thần khẽ cắn môi, kéo ra ống tay áo, nhìn một chút chính mình cánh tay trái, cái kia khí thiên tỏa dây xích quấn quanh cánh tay của hắn, đã cùng cơ bắp xương cốt hòa làm một thể, đau đớn càng sâu, phía trên một cái cổ lão đồng khóa, phảng phất một loại nào đó nguyền rủa, khó mà phá. Theo Diệp Thần tu vi tăng lên, này khí thiên tỏa dây xích, không cùng xiềng xích ngược lại đi sâu, giống như cự mãng đem người quấn quanh, càng dãy giụa, quấn quanh đến càng chặt chẽ. Bây giờ tại đây khí thiên tỏa dây xích hạn chế dưới, Diệp Thần 10 thành thực lực, khả năng chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành. Xuy xuy xuy. Lúc này, từng đạo lưu quang, theo 4 phương 8 hướng bay tới. Diệp Thần liền thấy, Thái Tấn mang theo tất cả trưởng lão tới, chỉ chốc lát sau, Thái Chiêu Dung cũng tới. Tràng diện liền cùng trước đó Diệp Thần mới từ thú ma quật bên trong ra tới. Chỉ bất quá, lúc này mọi người, chỗ cảm nhận được chấn kinh, muốn so trước đó mãnh liệt rất nhiều. Luân hồi chi chủ, người thế mà luyện hóa thiên cổ ma long hồn. Thái Tấn ra mặt run run, thanh âm đều đang phát run, người không có gì không thoải mái a. Hắn chỉ sợ Diệp Thần không chịu nổi long hồn năng lượng, sẽ bạo thể bỏ mình. Diệp Thần cười khổ một tiếng. Nói, không có, đa tạ tiền bối quan tâm. Hiện tại Diệp Thần toàn thân trên dưới, cũng chỉ có khí thiên tỏa dây xích không cùng xiềng xích, khiến cho hắn vô cùng phiền não, phương diện khác không có bất cứ vấn đề gì. Luân hồi chi chủ, ngươi cũng quá tàn bạo, thật luyện hóa thiên cổ ma long hồn. Ta còn tưởng rằng ngươi chẳng qua là muốn thuần phục nó đây. Thái Chiêu Dung trong mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc tán thán, nàng còn tưởng rằng Diệp Thần chẳng qua là muốn thuần phục long hồn. Nào nghĩ tới thế mà thật chính là trực tiếp cắn nuốt hết. Diệp Thần thôn vệ long hồn, cũng xem như vì phục ma thâm cốc giải quyết một cái tai họa ngầm, về sau Thái Tấn cùng Thái Chiêu Dung, không cần lại lo lắng long hồn họa loạn. Dừng một chút, Thái Chiêu Dung còn nói thêm, luân hồi chi chủ, ta đây phục ma thâm cốc, về sau nếu là dọn đi ngoại giới lời, liền trực tiếp đầu nhập vào ngươi luân hồi trận doanh á. Có luân hồi trận doanh che chở lời, bọn hắn coi như dọn đi bên ngoài, cũng có thể an ổn sinh hoạt. Không có vấn đề. Diệp Thần cười nói, phục ma thâm cốc cũng là một phương mạnh mẽ thế lực, cũng nhập luân hồi trận doanh, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Xuy. Lúc này, có cái trưởng lão từ bên ngoài bay vụt tới, cung kính hướng Thái Tấn cùng Diệp Thần nói. Lãnh chúa, luân hồi chi chủ, rách nát thần điện điện chủ Lục Thiên Dương đến đây bái phỏng. Lúc này Diệp Thần biểu hiện ra đáng sợ thủ đoạn. Làm cho phục ma thâm cốc trên dưới vô cùng tin phục,
các trưởng lão đối với hắn cũng là vô cùng cung kính. Thái Tấn nghe được rách nát thần điện tới chơi, lập tức sầm mặt lại, nói, Lục Thiên Dương tới làm gì? Là muốn tìm luân hồi chi chủ báo thù sao? Vài ngày trước hắn nhường Thái Chiêu Dung đi rách nát thần điện, hy vọng có khả năng thương lượng một chút di chuyển sự tình, nhưng không nghĩ tới rách nát thần điện không đồng ý coi như xong, còn chỉ trích bọn hắn di chuyển là tự cam đọa lạc, thậm chí phái người ám sát hắn nữ nhi. Đối rách nát thần điện, Thái Tấn có thể không có cảm tình gì. Trưởng lão kia nói, bây giờ cái kia Lục Thiên Dương, cùng hắn rách nát thần điện cường giả, tại Sơn Môn Quảng Trường bên trên chờ, lãnh chúa, luân hồi chi chủ, muốn đi thấy sao? Thái Tấn do dự một hồi, nói thôi, liền đi gặp cái này Lục Thiên Dương, ta cũng muốn nhìn một chút, tại ta Phục Ma Thâm Cốc trên địa bàn, hắn có tư cách gì hung hăng càn quấy. Ngay sau đó, Thái Tấn liền mang theo Diệp Thần, Thái Chiêu Dung một nhóm người, trực tiếp bay đến Sơn Môn Quảng Trường lên. Chỉ thấy rách nát thần điện điện chủ Lục Thiên Dương, mang theo tất cả trưởng lão cùng tùy tùng, đang ở Sơn Môn Quảng Trường chỗ chờ, bên cạnh còn chất đầy đủ loại chân quý lễ vật, thiên tài địa bảo. Lúc này trên trời đen mưa đã tạnh, tập tục nhẹ nhàng khoan khoái, Thái Tấn hạ xuống tới, trực tiếp liền hướng về phía Lục Thiên Dương nói. Lục Thiên Dương, người qua đây có chuyện gì? Lục Thiên Dương gượng cười một thoáng, thần sắc lại là 10 điểm khiêm tốn, hướng Thái Tấn chắp tay, nói. Thái lĩnh chủ, ta là nghe luân hồi chi chủ uy danh, đặc biệt đến đây bái phỏng. Nói xong, hắn xoay chuyển ánh mắt liền rơi xuống Diệp Thần trên thân. Mặc dù hắn cùng Diệp Thần là lần đầu tiên gặp, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền nhận ra Diệp Thần, cỗ này rộng rãi bàng bạc luân hồi khí, là dù như thế nào đều không che giấu được. Thái Tấn cười lạnh nói, thế nào, ngươi là muốn báo thù sao? Lục Thiên Dương hoảng hốt vội nói, Thái lĩnh chủ nơi nào, ta rách nát thần điện cùng luân hồi chi chủ, trước đây là có chút hiểu lầm, nhưng đều là Lục Khiêm cái thằng kia có mắt không biết kim khảm ngọc, ta đối luân hồi chi chủ, có thể là sùng bái ngưỡng mộ cực kỳ. Ta nghĩ qua, Thái lĩnh chủ, người nói nhân gian mới là chính đạo, kẹt ở này nho nhỏ thánh thụ thế giới bên trong, trở về sau tinh không phía trên tiếp dẫn, cái kia cùng mơ mộng hão huyền không sai biệt lắm. Nghĩ phi thăng bến bờ vũ trụ. Chỉ có trước rời xa nơi này, tại bên ngoài không không lúc nào không cắm rễ, mới có thể tìm cơ hội. Thái Tấn nghe được Lục Thiên Dương, lập tức sửng sốt một chút. Hắn vốn đang coi là, Lục Thiên Dương lần này đến đây, là muốn quấy rối, nào nghĩ tới đối phương khách khí như vậy kính cẩn. Thế nào, nễ khẳng di chuyển rồi. Thái Tấn đôi mắt híp lại, hỏi. Lục Thiên Dương nói, đúng vậy, Thái lĩnh chủ, ta thay đổi chủ ý, vẫn là dọn đi bên ngoài tốt. Luân hồi chi chủ, chờ đi ra bên ngoài về sau, ta nghĩ đầu nhập vào ngươi luân hồi trận doanh, còn xin ngươi tuyệt đối không nên ghét bỏ, đây là cung phụng lễ vật cho ngươi. Hắn chỉ bên cạnh chất đống giống như núi lễ vật. Diệp Thần nghe được Lục Thiên Dương cũng muốn đầu nhập vào hắn, lập tức 10 điểm ngoài ý muốn. Lục Thiên Dương thấy Diệp Thần không nói chuyện, có chút lo lắng, nói, luân hồi chi chủ, là không hài lòng sao? Diệp Thần vội nói, không có. Không có, Lục Điện Chủ, thừa mông ngươi xem lên ta luân hồi trận doanh hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Lục Thiên Dương mừng rỡ, nói cái kia thật sự là quá tốt, luân hồi ở trên, xin nhận ta cúi đầu. Hắn thật sâu hướng Diệp Thần xá một cái, lại nói tương lai luân hồi chi chủ, nếu là phi thăng đi bến bờ vũ trụ, còn xin đừng nên quên chúng ta. Diệp Thần gật đầu nói, nhất định. Lục Thiên Dương thuận lợi đầu phục Diệp Thần, vui vô cùng. Tuy nói Diệp Thần trước mắt tu vi không cao, nhưng hắn xem trọng là Diệp Thần tương lai. Có thể làm cho Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ, đều cam tâm hiệu lực nhân vật, tuyệt không phải bình thường. Lục Thiên Dương lại nói, luân hồi chi chủ, không biết bây giờ, ta có gì có thể vì ngươi hiệu lực địa phương. Diệp Thần ban đầu nghĩ nói không có, nhưng nghĩ tới Thanh Lam Quốc, do dự nói, đúng rồi, Lục Điện Chủ, ngươi có thể thay ta đi Thanh Lam Quốc một chuyến. Lục Thiên Dương nói, Thanh Lam Quốc. Diệp Thần nói, đúng vậy, Sử Thần ẩn nấp tại Thanh Lam Quốc, không có tinh hằng chi thạch áp chế, hắn rất có thể muốn bừa bãi tàn phá họa loạn, ta không biết Thanh Lam Quốc an nguy, muốn mời ngươi thay điều tra. Lục Thiên Dương nghe được Diệp Thần phân phó, ánh mắt nhất chuyển, nói, há, Sử Thần sao? Cái kia đại ma đầu, thế mà tới Thanh Lam Quốc sao? Luân hồi chi chủ, ngươi muốn ta điều tra tin tức, ta tự nhiên hiệu mệnh.
Ta đây liền lập tức dẫn người xuất phát, chờ qua mấy ngày bái đế đại hội chính thức bắt đầu, ta sẽ trở về hướng ngươi phục mệnh. Diệp Thần nghe Lục Thiên Dương đáp ứng sảng khoái như vậy, cũng là có chút ngoài ý muốn, nói ta nghe nói từ nơi này đi bên ngoài, hết sức không tiện, ngươi nhanh như vậy liền có thể xuất phát. Lục Thiên Dương nói, đích thật là có chút không tiện, cần trước dùng thánh thụ tiên lộ, gột rửa tự thân nhân quả tạp khí, mới có thể thuận lợi buông xuống đến bên ngoài, nhưng nếu là luân hồi chi chủ phân phó, này nho nhỏ không tiện, tại hạ tự nhiên khắc phục. Diệp Thần gật đầu, nói, vậy làm phiền Lục Điện Chủ. Hắn ghi nhớ lấy Thanh Lam Quốc, chủ nếu là bởi vì sử thần là hướng về phía hắn tới, nếu như Thanh Lam Quốc bởi vì hắn mà gặp liên lụy, hắn trong lòng băn khoăn. Thương nghị đã định, Lục Thiên Dương liền dẫn người chuẩn bị xuất phát, đi vì Diệp Thần thám thính tin tức. Khoảng cách bái đế đại hội bắt đầu, còn có mấy ngày thời gian, mấy ngày kế tiếp, Diệp Thần căn bản là nghỉ ngơi, khí thiên tỏa dây xích mang tới đau đớn, khiến cho hắn khó mà làm sự tình khác, làm phức tạp quá lớn. Thời gian vội vàng, thoáng chớp mắt ở giữa, mấy ngày đi qua, bái đế ngày đại hội, cũng là chính thức đến. Một ngày này, Diệp Thần, Thái Tấn, Thái Chiêu Dung đám người, mang theo phục ma thâm cốc đội ngũ, đi tới Thanh Lam Tổ giáo Sơn Môn, chuẩn bị tham gia bái đế đại hội. Diệp Thần đi vào Thanh Lam Tổ giáo Sơn Môn, chính là thấy được vô cùng hùng vĩ cảnh tượng. Phóng nhãn nhìn lại, ngoặc dãy núi liên miên, một tòa tòa thẳng tắp cao phong sáp thiên đứng vững, trực vào trong mây, trên núi kỳ hoa thụy thảo nở rộ, lão thụ bàn căn, xây dựng lấy rất nhiều đại điện thần cung. Từng đầu bạch long giống như thác nước, rung động ầm ầm, từ trên núi chiếu nghiêng xuống, linh khí dồi dào. Nơi này bầu trời, trong suốt xanh thẳm như ngọc thạch, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không có mây đen gió lốc, thái dương treo cao, lùi tránh hết thảy hắc ám quỷ dị. Tại càng cao xa hơn bầu trời, càng là có một tòa tòa thiên không đảo tự, như hải thị thận lâu lưu động. Một mảnh bầu trời cung thánh cảnh đại khí tượng. Này Thanh Lam Tổ giáo, có chút không giống, không hổ là thánh thụ thế giới thế lực lớn nhất, quả nhiên là thần thánh phi phàm. Diệp Thần âm thầm nghĩ, tại thánh thụ thế giới bên trong, Thanh Lam Tổ giáo đã từng sinh ra thiên đế, cho nên thế lực thâm hậu nhất bàng bạc, sơn môn linh khí cũng là tối vi dồi dào, pháp tắc trật tự rành mạch, hoàn toàn không nhìn thấy mảy may hắc ám tà khí, ngoại giới quỷ dị khí tức, cũng ăn mòn không tới nơi này. Diệp Thần đoàn người đến, Thanh Lam Tổ giáo tương đương coi trọng, giáo chủ Đặng Thanh Thu tự mình dẫn người ra nghênh tiếp. Đặng Thanh Thu thân là Thanh Lam Tổ giáo giáo chủ, tu vi đi đến thần vương cảnh, ăn mặc một thân đạo bào màu xanh da trời, hông đeo trường kiếm, đạo uẩn phiêu nhiên. Trước đó vài ngày, Diệp Thần thôn phệ thiên cổ ma long hồn, thiên hàng hắc vũ, luân hồi khí tượng trùng thiên, một màn kia khí tượng, Thanh Lam Tổ giáo cũng là tận mắt nhìn thấy, đối Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ vô cùng chấn phục. Cho nên, Diệp Thần hôm nay theo phục ma thâm cốc đến thăm, Thanh Lam Tổ giáo trên dưới vô cùng coi trọng, giáo chủ Đặng Thanh Thu tự mình nghênh đón. Cung nghênh luân hồi chi chủ đại giá. Vừa nhìn thấy Diệp Thần, Đặng Thanh Thu lập tức chắp tay hành lễ, thái độ cung kính. Tại hướng Diệp Thần hành lễ hoàn tất về sau, hắn lại hướng Thái Tấn cười nói, Thái Linh Chủ, hoan nghênh đến thăm, chờ bái đế đại hội kết thúc. Chúng ta không sai biệt lắm cũng có thể chuẩn bị di chuyển đi bên ngoài. Thanh Lam Tổ giáo cùng phục ma thâm cốc, lý niệm tương đương, đã sớm kết thành nhân gian phái, mong muốn di chuyển đi bên ngoài, dù sao thánh thụ thế giới địa mạch hắc ám quỷ dị khí tức quá nặng, tại đây bên trong tu luyện, vô pháp đột phá đến thiên đế. Chỉ có đi tới bên ngoài, mới có đăng cơ xưng đế khả năng. Thái Tấn cười nói, chờ đi đến bên ngoài về sau, ta dự định thêm nhập luân hồi trận doanh. Không biết Đặng giáo chủ có tính toán gì. Đặng Thanh Thu nói, luân hồi trận doanh thần uy thông thiên, tại hạ cũng là ngưỡng mộ cực kỳ, nhưng tệ dậy người số rất nhiều, thế lực phức tạp, lại cũng không tiện tùy tiện nhập vào hắn phái. Hắn mặc dù tôn sùng Diệp Thần, nhưng cũng không có nói trực tiếp liền thêm nhập luân hồi trận doanh. Thái Tấn cũng không bắt buộc, cười nói, vậy thì thật là đáng tiếc, có luân hồi trận doanh che chở lời, chúng ta có thể tiết kiệm lại rất nhiều phiền toái. Đặng Thanh Thu cười nói, đây là tự nhiên, thêm nhập luân hồi trận doanh sự tình, tại hạ sẽ thận trọng cân nhắc. Dừng một chút, Đặng Thanh Thu liền làm cái mời dấu tay xin mời, luân hồi chi chủ, Thái Lĩnh chủ, mời đến. Khoảng cách bái đế đại hội dụng cụ điển chính thức bắt đầu, còn có một cái nửa canh giờ, chúng ta tốt sum vầy. Ngay sau đó, Đặng Thanh Thu liền mang Diệp Thần, Thái Tấn đám người,
vào đến Thanh Lam Tổ giáo Thánh Điện, bố trí nước trà khoản đãi, nói chuyện phiếm việc nhà. Diệp Thần nghe không thú vị, có chút khó chịu, tìm cái cớ, nói muốn du lãm phong cảnh, nên rời đi trước. Ra Thánh Điện, Diệp Thần thở dài một hơi, liền tại Thanh Lam Tổ giáo tùy ý đi lại, du lãm phong cảnh, buông lỏng tâm tình. Này Thanh Lam Tổ giáo Sơn Môn, linh khí tràn đầy, tại đây bên trong hô hấp đi lại, đối khí thiên tỏa dây xích không cùng xiềng xích, cũng có nhất định giảm bớt tác dụng. Xuy xuy xuy. Trong núi hành tẩu thời điểm, Diệp Thần đột nhiên nghe được, phía trước truyền đến một hồi kiếm khí âm thanh gào thét. Có người tại đây bên trong luyện kiếm. Diệp Thần lỗ tai khẽ động, nghe được kiếm khí kia âm thanh gào thét, 10 điểm mãnh liệt, luyện kiếm người tu vi tựa hồ không tầm thường. Hắn nhanh chân đi về phía trước, liền thấy phía trước có một cái thác nước, oanh long long kích chảy xuống, mà tại dưới thác nước, đang có một thiếu niên, đang diễn luyện kiếm pháp. Thiếu niên kia kiếm pháp, kiếm khí gào thét lăng lệ, mang theo một cỗ giết hết thiên hạ tà ma, lui tránh quỷ dị đại khí phách, mỗi một kiếm chạm ra, liền làm đến thác nước ngăn nước, khí thế khoáng đạt cực điểm. Nhưng thiếu niên biểu lộ, cương nghị bên trong lộ ra một cỗ nôn nóng, đối kiếm pháp của mình, tựa hồ rất không hài lòng. Vì cái gì cái kia cố ý cảnh, ta thủy chung tu luyện không ra. Thiếu niên cắn răng, tự lẩm bẩm, ngữ điệu 10 điểm già nua. Diệp Thần nghe được hắn tự nói âm thanh, không khỏi lấy làm kinh hãi. Thiếu niên mặt ngoài, thoạt nhìn 10 điểm thanh tú anh tuấn, nhưng thanh âm lại già nua tuổi xế chiều, nếu như nghe thấy thanh âm, còn tưởng rằng hắn là một cái lão giả. Thiếu niên đã cảm thấy được Diệp Thần đến, nhưng hắn chìm đắm trong của mình kiếm đạo bên trong, cũng không để ý tới Diệp Thần. Diệp Thần ngưng mắt nhìn kỹ, liền thấy thiếu niên kiếm chiêu, có thần thuật uy nghiêm, càng có nguyên thiên đế nhân quả. Là tam thập tam thiên thần thuật, thiên đế trảm long quyết, nguyên thiên đế sáng tạo thần thuật kiếm pháp. Diệp Thần nhìn ra, thiếu niên luyện kiếm pháp, gọi thiên đế trảm long quyết, là tam thập tam thiên thần thuật một trong. Thánh thụ thế giới 4 thế lực lớn, các chấp trưởng lấy một môn thần thuật. Tại tới Thanh Lam Tổ giáo trước đó, Diệp Thần liền nghe Thái Tấn nói qua, Thanh Lam Tổ giáo chỗ chấp trưởng thần thuật, là một môn kiếm pháp, gọi thiên đế trảm long quyết, là nguyên thiên đế sáng tạo. Năm đó Nguyên Thiên Đế, đã từng tư tưởng qua hoàn mỹ thế giới, tìm kiếm trung cực trật tự. Hắn làm rất nhiều nếm thử, bên trong một cái nếm thử, liền là dùng thánh nhân pháp tác giáo hóa thiên hạ, dùng thi từ ngữ pháp, đại đạo hoa trương, nhân nghĩa lễ trí tín các loại trật tự, tới chân áp tà ma, tích dịch yêu tà. Hắn cái này tư tưởng bên trong, mạnh nhất áo nghĩa, liền là thiên đế trảm long quyết, chiêu kiếm pháp này là có đại đạo hoa trương hoa lệ khí tượng. Có thánh nhân định đỉnh thiên hạ lớn uy nghiêm. Thánh nhân một tay chấp trưởng thi từ hoa trương, dùng nho pháp giáo hóa thiên hạ, một tay chấp trưởng thiên kiếm, dùng mũi kiếm trấn sát tà ma. Cái này là thiên đế trảm long quyết tinh túy áo nghĩa chỗ. Diệp Thần đối kiếm đạo ngộ tính cực cao, tại nhất vừa nghe thấy thiên đế trảm long quyết này năm chữ thời điểm, hắn liền thôi diễn đến thiên cơ, biết đại khái một kiếm này chỗ ảo diệu. Thiên không đế trảm long quyết. Nghĩ phát huy ra uy lực lớn nhất, trong lòng cần phải có giáo hóa thiên hạ thánh nhân chi tâm, rút kiếm giết người không phải là vì sát lục, mà là muốn chém diệt tà ma, giúp đỡ thiên hạ chính đạo, giữ gìn thánh nhân giáo hóa. Diệp Thần ngưng thần nhìn lại, liền thấy thiếu niên kia kiếm chiêu, một vị sát lục hung mãnh, sát khí quá nặng, kiếm khí quá mức lăng lệ, ngược lại thiếu đi thánh nhân chi tâm trầm hậu nội tình, cũng không có đạt được thiên đế trảm long quyết tinh túy, chỉ có sát tâm, không có thánh nhân chi tâm. Ngươi như thế luyện kiếm là không được. Diệp Thần nhịn không được mở miệng nói ra. Đang ở khắc khổ luyện kiếm thiếu niên, nghe được Diệp Thần thanh âm về sau, tầm mắt phát lạnh, ngừng kiếm quay đầu nhìn Diệp Thần, nói, ngươi nói cái gì? Tiếng nói y nguyên 10 điểm già nua. Diệp Thần tâm nghĩ, thiếu niên này khẩu âm làm sao như thế lão? Lại nghe thiếu niên kia ông cụ non nói, ngươi thì tính là cái gì? Một cái thần đạo cảnh sâu kiến, ngươi cũng xứng nói ta kiếm pháp không được. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, ta chẳng qua là tùy việc mà xét, nghĩ luyện thành thiên đế trảm long quyết, một vị hung mãnh sát lục là không được, cần phải có một khỏa thánh nhân chi tâm, rút kiếm không phải là vì giết người, mà là muốn trấn sát tà ma, đóng đô trật tự. Diệp Thần cùng nguyên thiên đế nhân quả sâu xa cực sâu, cho nên nguyên thiên đế sáng tạo kiếm pháp thần thuật, hắn chỉ cần nghe được tên, liền có thể cảm giác được sau lưng tinh túy áo nghĩa chỗ. Thiếu niên kia nghe Diệp Thần ăn nói không tầm thường.
không khỏi ngẩn ngơ, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, ngươi là ai?